cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 2241, đến lượt em làm anh hùng của anh. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh giống như từ trong vực sâu bò ra ngoài, một đôi mắt tràn đầy cừu hận, hóa thành một ánh nhìn xuyên thấu trời cao, dò xét toàn bộ độc lập châu. Bọn chúng sẽ phải trả giá bằng máu cho sự kiện năm đó. Quy củ của độc lập châu là hẳn phải sửa lại một chút nhiếp vô danh mặt không chút thay đổi nói, cái gì mà cấm lấy người bên ngoài, quả thực là buồn cười đến cực hạn. Tình yêu nam nữ, sự việc tự nhiên, há là đám ngu xuẩn tầm thường các người này lại có thể dùng sức ngăn trở. Chê cười, lúc này, một vị trưởng lão của tộc cười lạnh không thôi, độc lập châu từ khi khai sáng tới nay, quy củ đã sớm lập xuống, há cho người cản rỡ. Không sai, chúng ta, đại biểu cho quyền lực tối cao độc lập châu nơi này. Chúng ta chính là sứ giả của Thượng Đế, quy củ lại càng là như vậy. Tộc trưởng dòng chính Khương Anh lạnh nhạt nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh chìm vào trong yên lặng. Hồi lâu sau, Nhiếp Vô Danh chậm rãi ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn dòng chính và dòng thứ một vòng, "Các ngươi là thượng đế." Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch lên, "Vậy ta chính là kẻ ngăn trở thượng đế." "Đừng nói nhảm với hắn, giết hắn." Giờ phút này, thế lực lớn nhỏ của Độc Lập Châu đồng thanh tức giận quát lên. "Tới, chúng ta thử nhìn một chút." Nhiếp Vô Danh đứng tại chỗ, lạnh giọng nói. "Ca ca, một bên," truyền tới âm thanh của Diệp Oản Oản. Nhiếp Vô Danh nghe vậy, sống lưng hơi cứng lại, không hề nhìn cha mẹ và em gái, dường như anh không muốn thấy được ánh mắt thất vọng đến cùng cực của bọn họ. Yên lặng một lúc lâu, Nhiếp Vô Danh sắc mặt lãnh đạm nói với Diệp Oản Oản, "Trở về đi, coi như anh đã chết rồi." Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, quan sát mấy giây. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cánh tay khoác lên vai trái Nhiếp Vô Danh, "Lần này đến lượt em làm siêu cấp anh hùng của anh." Còn không đợi Nhiếp Vô Danh phục hồi lại tinh thần, Diệp Oản Oản đột nhiên hướng về phía đám người quát lên, "Người của Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng ở chỗ nào?" "Ở đây." Theo Diệp Oản Oản dứt tiếng, tiếng hô vang đinh tai nhức óc truyền ra. "Tốt." Diệp Oản Oản gật đầu, "Hiện tại, ta đại biểu cho Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng tuyên bố" rời khỏi thế lực dòng thứ và dòng chính. Hôm nay, vô điều kiện ủng hộ nhiếp vô danh, ai dám động đến một sợi tóc anh ấy, ta sẽ tiến hắn một đoạn trên đường đi xuống suối vàng. Trong phút chốc, toàn bộ các trưởng lão, cao tầng không sợ minh, tất cả đều dối giết đi ra, bắt đầu và thất tinh cũng lập tức vội vã chạy tới bên người Diệp Oản Oản. Audio điện tử võ tấn bền Một bên khác, người của tử vong hoa hồng cũng triển khai toàn bộ, đồng loạt đi tới và đứng ở chung quanh Diệp Oản Oản. Các ngươi, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tộc trưởng dòng chính mặt đầy tức giận, lạnh giọng quát lên. Phải không, có thể thử xem. Bỗng nhiên, âm thanh lạnh giá thấu xương của một người đàn ông truyền khắp toàn trường. Chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông nhìn như tảng băng vạn năm không tan kia, đã lặng lẽ không một tiếng động đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, trong mắt lãnh đạm, không hề tỏ ra có chút rung động nào. Tu la chủ. Thấy vậy, đám người dòng chính chố mắt nhìn nhau, khẽ nhíu mày. Tư giả hàn, ngươi làm cái gì? Thấy vậy, tộc trưởng của tộc tư thị lập tức hướng về tư giả hàn quát lên. Tôi làm chuyện gì, còn cần phải thỉnh giáo ông sao? Tư giả hàn lãnh đạm thờ ơ cất tiếng. Ngươi, đáy mắt tộc trưởng xẹt qua một thoáng sợ hãi, cuối cùng cũng không dám nhiều lời nữa. Tôi nhổ vào, a à cửu, điên rồi điên rồi, điên thật rồi. Giang Ly hận mặt đầy kinh ngạc. Thế lực tội ngục, từ trước đến giờ cùng một trận doanh. Là địch của toàn bộ độc lập châu, cái này căn bản chính là giấc mộng của tôi. Tạ Thiên Xuyên cười lớn một tiếng, xuất lĩnh đám người đồ môn đi ra. Giang Ly hận không nói gì mà dòm lấy hai người này nổi điên, ngay sau đó lười biếng bước ra, ánh mắt sắc bén đảo một vòng, muốn chơi, cũng được. Các người cứ dọn đường sẵn đi, tội ngục chúng ta, phụng bồi tới cùng chương 2242, chọc thủng trời cũng không có việc gì. Lưu ý đến ánh mắt tư giả hàn nhìn tới, Giang Ly hận không được tự nhiên mà hừ một tiếng, đừng cảm ơn tôi, mấy cái quy củ giỏm này, lão tử cũng đã sớm không ưa rồi. Giang Ly hận vốn chính là loại tính tình e sợ thiên hạ không loạn. Tinh khí này của nhiếp vô danh, ngược lại là ngoài ý muốn hợp khẩu vị của hắn. Diệp Oản Oản kinh ngạc nhìn về phía đám người Giang Ly hận, ngay sau đó ánh mắt muốn nói rồi lại thôi mà rơi vào trên người tư giả hàn, A cửu. Tư giả hàn vuốt ve mái tóc của cô gái, cho Diệp Oản Oản một ánh mắt trấn an, không có việc gì. Chuyện lớn như vậy, còn nói không có việc gì. Giang Ly hận ở bên cạnh tỏ vẻ, ngõi răng, lườm hai người một cái, hừ hừ nói, coi như nhà đầu này muốn chọc thủng trời, sợ là cậu cũng sẽ ở phía dưới truyền cho cô ta một cây gậy. Ai dám động đến con gái chúng ta? Nơi này, sau một hồi yên lặng bỗng nhiên nhiếp gia chủ và chủ mẫu đồng thời lên tiếng chợt nhanh chân đi tới bên cạnh nhiếp vô danh nghe được âm thanh của cha mẹ con người của nhiếp vô danh chợt co rút lại một cái vô danh nhiếp gia chủ nhìn về phía nhiếp vô danh thở dài cha lúc đầu đúng là từng phản đối con và lăng miểu chuyện này cũng không trách con là cha ích kỷ chỉ lo nghĩ vì nhiếp gia cha có lỗi với con nhiếp gia chủ vừa dứt tiếng nhiếp vô danh hơi có chút lộ ra vẻ xúc động năm đó nhiếp gia chủ bởi vì danh vọng của nhiếp gia kiên quyết không cho anh và lăng miểu khi đó đã trở thành thủ lĩnh tử vong hoa hồng qua lại cuối cùng tạo thành sự tiếc nuối cả đời của nhiếp vô danh con trai cũng do mẹ không tốt nhiếp chủ mẫu nhìn nhiếp vô danh mặt đầy áy náy tuy nói bà hai là bà con xa của gia chủ lăng gia nhưng đó cũng là chuyện lúc trước tổ tiên mấy đời rồi đều đã sớm không còn liên hệ máu mủ gì hơn nữa, tuổi tác lăng miểu còn không lớn bằng nhiếp vô danh. Nhưng ban đầu nhiếp chủ mẫu, lại bởi vì nhiếp vô danh gọi lăng miểu một tiếng, cô họ mà kiên quyết ngăn chặn hai người phát triển, thậm chí không cho lăng miểu bước vào cửa chính nhiếp ra nửa bước. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, ban đầu bọn họ thật sự đã sai lầm rồi. Nếu như bọn họ biết lý lẽ một chút, có lẽ nhiếp vô danh sẽ không tiếc nuối cả đời, lún sâu vào trong cửu hận nhiếp vô danh nhìn nhiếp chủ mẫu và gia chủ miệng hé mở như là muốn nói gì nhưng cuối cùng ngay cả một câu cũng không thể nói ra ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám động cháu trai và cháu gái ta giờ phút này gia chủ lăng gia vốn vẫn luôn trầm mặc lại bỗng nhiên đứng dậy cha nhiếp gia chủ nhìn về phía gia chủ lăng gia bật thốt lên theo bản năng ai là cha ngươi nhiếp gia chủ họ nhiếp lão phu họ lăng vẫn là chớ nên nhận bậy thì hơn ta chỉ là vì cháu gái và cháu trai ta. Lăng gia chủ lường nhiếp gia chủ một cái, lạnh lùng nói. Chúng ta ủng hộ nhiếp gia. Lập tức, toàn bộ mọi người kỳ gia cũng đi ra. Con bà nó, ta đại biểu thẩm gia chúng ta, ủng hộ nhiếp vô ưu ủng hộ nữ thần của ta. Nữ thần anh yêu em. Thẩm đại công tử giống như chó hoang vui mừng quấy đuôi liên lịa, làm bộ như muốn chạy về phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà, lại bị một ánh mắt lạnh giá thấu xương hù dọa cho lui lại mấy bước. Đừng có mà ở nơi này càn rỡ. Thẩm gia chủ hung ác trợn mắt lườm thẩm thiên trần một cái, chợt hướng về mọi người cười nói, ha ha. Tứ đại thế gia vốn luôn gắn bó với nhau, nhiếp gia lại là người đứng đầu tứ đại thế gia, thẩm gia chúng ta chắc chắn sẽ không đối nghịch cùng ba nhà khác. Tương tự, dòng thứ các vị, thẩm gia chúng ta chẳng qua chỉ là người làm ăn, các vị có nhu cầu có thể nói một tiếng, có thể giúp, chúng ta khẳng định sẽ giúp. Nhưng suất nhân lực mà nói, chúng ta có khả năng không có người nào. Nhưng mà, trước mắt cũng không có ai phản ứng lại thẩm ra nửa câu. Tất cả thế lực đều đang bận nhìn về phía nhiếp vô danh và đám người diệp oản oản. Vào giờ phút này, tại chỗ cực xa, tư hạ cầm lấy ống nhòm, quan sát nhất cử nhất động của nơi này, mặt đầy nụ cười tà mị, thật thú vị. Bất quá, chuyện càng thú vị, còn ở phía sau. Chúng ta, đợi một hồi sẽ thấy. chương 2243, cái tên phản đồ này. Bây giờ, mặc dù có nhiếp, kỳ, thẩm lăng, tứ đại thế lực hạch tâm tội ngục, cộng thêm một cái thế lực sơn trại tử vong hoa hồng. Nhưng, nếu muốn là địch với toàn bộ độc lập châu, có lẽ căn bản là không đáng chú ý. Đội trưởng, bỗng nhiên, có vài âm thanh từ phía sau truyền ra. Diệp Oản Hoàn định thần nhìn lại, đúng là đám người thần hư đạo nhân và nhất chi hoa, ngay tiếp đó là mấy chục tiểu đội lính đánh thuê của nhiếp vô danh nối đuôi theo sau. Đội trưởng, anh giả chết hả, làm sao anh lại không chết thật vậy? Nhất chi hoa kích động đến mức nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau. Diệp oản oản nhìn về phía nhiếp vô danh, kinh ngạc nói, bọn họ. Không biết kế hoạch của anh. Nghe tiếng, nhiếp vô danh lắc đầu một cái, chuyện cá nhân này, tại sao phải kéo bọn họ xuống nước? Vậy anh thật đúng là một người đội trưởng tốt, Diệp Oản Oản nói. Chuyện chúng tôi đều đã nghe kể rồi, đội trưởng, mọi người chúng tôi đều ủng hộ anh. Hôm nay, ai dám đụng tới một sợi tóc của anh, chúng tôi liền khiến hắn có táng ra bại sản cũng không bồi thường nổi. Ngoại quốc rời gạch quát một tiếng chói tai. Đội trưởng, anh giấu giếm rất sâu nha. Mấy năm nay, ở bên cạnh anh, hoàn toàn không nhìn ra anh có bất cứ dị thường nào. Phong huyền diệt đi tới bên cạnh nhiếp vô danh, châm một điếu thuốc lá, nuốt mây nhả khói. Ban đầu, lang gia cho là nhiếp vô danh bị kích thích, mỗi ngày vô tri vô giác, tính cách càng khác một trời một vực so với ngày trước, lúc này mới sai phong huyền diệt đến bên cạnh của nhiếp vô danh. Cho nên, ban đầu căn bản phong huyền diệt không nghĩ quá nhiều. Đội trưởng, làm sao anh lại muốn phá hủy độc lập châu chứ? Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, mặt đầy cổ quái và khó hiểu. Còn không đợi nhiếp vô danh lên tiếng, ở một bên Phong Huyền Diệt lắc đầu nói: đạo sĩ thối, cậu sai lầm rồi. Nhiếp vô danh không phải là muốn phá hủy độc lập châu, mà chỉ là muốn khiến cho những thế lực lớn nhỏ năm đó tham dự bao vây Tiếu Trừ kia trả giá thật lớn. và cả điểm trọng yếu nhất, anh ấy mong muốn độc lập châu cải cách, phá vỡ quy củ từ xưa truyền lại. Quy củ, nghe tiếng Thần Hư đạo nhân hơi sững sờ. A, à, Phong Huyền Diệt khẽ mỉm cười, thủ lĩnh mỗi một đời của Tử Vong Hoa Hồng đều vì muốn lật đổ quy tắc chế độ độc lập châu mà tồn tại nếu lăng miểu là thủ lĩnh đời trước của tử vong hoa hồng vậy thì tôi cho rằng nhiếp vô danh nhất định là vô cùng hy vọng có thể hoàn thành nguyện vọng khi còn sống của cô ấy đương nhiên không chỉ là vì lăng miểu bởi vì lăng miểu cũng không phải là người của độc lập châu chẳng qua là tổ tiên và lăng ra có chút nguồn gốc mà thôi coi như lăng miểu không chết có quy củ như vậy của độc lập châu tồn tại nhiếp vô danh và lăng miểu cũng tuyệt đối không có biện pháp nào ở chung một chỗ. Nghe Phong Huyền Diệp nói vậy, thần hư đạo nhân gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Tôi hiểu rồi, còn có một câu hỏi cuối cùng, Lăng Miểu là ai vậy? Đám người thần hư đạo nhân và nhất chi hoa, cũng không nắm được lịch sử tình cảm của nhiếp vô danh, cho nên càng không biết Lăng Miểu có tồn tại. Phong Huyền Diệp liếc nhìn thần hư đạo nhân một cái, cũng lời tiếp tục tiếp lời. Nhiếp vô danh, không ngờ tới lòng giả của anh sâu như thế, Càng làm cho tôi không ngờ tới chính là, anh lại muốn cải cách chế độ của độc lập châu. Phong huyền diệt nhìn nhiếp vô danh chầm chầm, nói. Vào giờ phút này, ánh mắt nhất chi hoa rơi vào trên người phong huyền diệt, tinh thần và trách nhiệm chính nghĩa. Ở trong số bọn họ, phong huyền diệt có thể coi là người đem lại cảm giác đó nhiều nhất. Hơn nữa, cách làm của đội trưởng, trước mắt đã trở mặt, thành địch của toàn bộ độc lập châu. Nhìn thái độ phong huyền diệt, tựa hồ cũng không đồng ý đối với đội trưởng. Phong huyền diệt, cậu dám lời nhiều như thế làm cái gì? Nếu sợ rồi, thì cút ngay. Thần hư đạo nhân nhìn về phía phong huyền diệt, mặt đầy tức giận không thôi, mở miệng nói, thường ngày đội trưởng móc hết ruột gan đối xử với chúng ta thế nào, thời khắc mấu chốt cậu lại muốn làm phản, cái tên phản đồ này. chương 2244, thần phục ta. Lập tức, nhất chi hoa cao mày nói, đạo sĩ thối, đừng nói như vậy, mỗi một người đều có lý tưởng mỗi riêng họ, Chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Coi như Phong Huyền Diệp không nguyện ý đứng ở bên phía đội trưởng, tôi cũng có thể lý giải được. Rất nhanh, Diệp Oản Oản hướng về Phong Huyền Diệp nói, "Phong Huyền Diệp, coi như anh không đứng ở bên tôi và đại ca bên này cũng không sao." Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Phong Huyền Diệp rít một hơi thuốc lá nơi đầu ngón tay thật sâu, chợt đem đầu thuốc bắn bay, nhìn về phía nàng, "Giúp, đương nhiên phải giúp rồi, anh ấy là đội trưởng của tôi." Nếu như anh ấy chết rồi, ai phát tiền lương cho tôi? Trong lúc nói chuyện, Phong huyền diệt khẽ mỉm cười, đi vào trong đám người. Giờ phút này, một vị cao tầng của tộc dòng thứ hướng về tộc trưởng dòng chính mở miệng nói, Khương tộc trưởng, cái tên nhiếp vô danh này khó đối phó, không bằng, mời dịch thủy Hàn giúp, như thế nào? Nghe lời đề nghị này, Khương Anh gật đầu một cái, hướng về dịch thủy Hàn ở bên cạnh nhìn lại, nhẹ giọng ra lệnh, dịch thủy Hàn, giúp giải quyết nhiếp vô danh nếu như dịch thủy hàn có thể ra tay chuyện này sẽ càng thêm dễ giải quyết lúc này dịch thủy hàn lạnh nhạt liếc nhìn khương anh một cái ông có phải là có hiểu lầm gì đối với tôi hay không chân mày khương anh hơi hơi nhíu lại hắn tự nhiên biết rõ dòng chính căn bản không thể sai khiến được dịch thủy hàn hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này vẻn vẹn cũng chỉ là vì tàn sát hết cổ tộc dòng thứ mà thôi nhiếp vô danh và dòng thứ không hề có một chút quan hệ nào làm sao hắn sẽ xuất thủ cơ chứ như vậy tôi tạm thời không động vào người của dòng thứ chờ sau khi các người giải quyết xong tôi lại xuất thủ chuyện này với dòng chính các người hẳn chính là cũng đã hết tình hết nghĩa dịch thủy hàn mặt không đổi sắc nói dịch thủy hàn vừa dứt tiếng sắc mặt của mọi người dòng thứ đều rất khó coi cái tên dịch thủy hàn này luôn miệng nói là dòng thứ hại chết mẹ của hắn nhưng mà dòng thứ căn bản là chưa từng làm loại chuyện này ngay cả mẹ của dịch thủy hàn là ai cũng không biết. Mắt thấy dòng chính và dòng thứ, và cả các thế lực lớn của độc lập châu mắt lom lom, chuẩn bị động thủ, Diệp Oản Oản cũng trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Trong lúc Diệp Oản Oản chuẩn bị mở miệng hạ lệnh, một tiếng huyết gió lại từ phía sau vang lên. Cơ hồ theo bản năng, mọi người hướng về phía sau quan sát. Người đến là một gã đàn ông trẻ tuổi, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, một vết sẹo nơi khóe mắt, Đặc biệt sứ tợn. Tư Hạ, nhìn thấy Tư Hạ, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, làm sao hắn sẽ đi tới nơi này vào lúc này. Nguyên bản, đối mặt những thế lực độc lập châu này, bọn họ đã vô cùng chật vật. Nếu như lại cộng thêm một cái võ đạo liên minh công hội mà nói, vậy căn bản cũng không có cửa đánh rồi. A, à, đều bận rộn sao? Tư Hạ đảo mắt qua toàn trường một vòng, nhẹ giọng cười nói. Hội trưởng võ đạo liên minh công hội, người tới thật đúng lúc những người này tội ác tài trời võ đạo liên minh công hội các ngươi trong ngày thường phụ trách bảo vệ một số quy tắc cùng nhau xử lý bọn họ đi một vị cao tầng dòng thứ mở miệng nói nhưng mà tư hạ lại hít mắt cười khanh khách lắc đầu xin lỗi nha ta cũng không có hứng thú này nghe tiếng tất cả mọi người đều sửng sốt một chút ta tới nơi này là thông báo với các ngươi một chuyện ta hy vọng các ngươi đều trở thành thuộc hạ đáng yêu của ta từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà, tương thân tương ái, các ngươi cho là ổn không? Tư hạ nói, ngươi nói cái gì? Tư hạ vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều xứng sờ, thậm chí là có chút khó tin. Vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội này lại muốn để cho bọn họ thần phục hắn. Tộc trưởng của tộc tư thị không khỏi nhân mày quan sát tư hạ mấy lần. Đứa bé này có thể trưởng thành đến như thế, đã vô cùng không đơn giản. Tư vô thiên vậy mà sinh được một đứa con trai không tệ chương 2245, muốn biết chân tướng sao? Ta nói cái gì? Tư hạ mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ ta nói còn không đủ rõ ràng? Hay là lỗ tai các vị có vấn đề? Ta nói, ta muốn xưng bá độc lập châu, mà các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, đầu hàng hoặc tử vong, tự chọn. Nghe tư hạ nói vậy, mọi người tại đây đồng thanh cười to. Hội trưởng võ đạo liên minh công hội này, não bị cửa kẹp, ở chỗ này nói ra loại lời nói ngu xuẩn này ý nghĩ hão huyền ngươi dựa vào cái gì tộc trưởng dòng chính cười lạnh nhưng mà tư hạ cũng không trả lời chẳng qua chỉ đem ánh mắt chiếu vào trên người dịch thủy hàn dịch thủy hàn thế nào tới giúp ta được chứ ngươi cho là thế nào dịch thủy hàn hướng về tư hạ hỏi ngược lại ta cho là khóe miệng tư hạ hơi hơi dương lên ngươi hẳn là rất vui lòng đến giúp ta còn không đợi dịch thủy hàn tiếp tục nói gì tư hạ lại bỗng nhiên lắc đầu một cái nói đừng có vội trả lời ta dịch thủy hàn ta biết chuyện của ngươi cũng biết ngươi không biết chân tướng ngươi thật sự cho là cô gái kia là do dòng thứ phái đi ám sát ngươi sao ngươi có ý gì hàn quang trong mắt dịch thủy hàn chợt hiện không ngừng muốn biết chân tướng sao thế nào đến giúp ta đi coi như trao đổi ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng câu chuyện tư hạ cười nói còn không đợi dịch thủy hàn đáp lại Tư hạ tiếp tục nói, đúng rồi, hy vọng ngươi có thể coi trọng lời ta nói. Có lẽ ngươi cảm thấy có thể nghiêm hình tra khảo đối với ta, hỏi ra chân tướng. Ta đúng là không đánh lại ngươi, nhưng ta là người điên. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì chân tướng này, người vĩnh viễn sẽ không biết như thế nào. Tư Hạ vừa dứt tiếng, dịch thủy hàn lập tức chìm vào yên lặng. Hồi lâu sau, lúc này dịch thủy hàn mới gật đầu, nói, được, nếu như chân tướng của ngươi, quả thực có thiên lệch lớn đối với những gì ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Được, dịch thủy hàn nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin tưởng ngươi. Tư hạ gật đầu một cái, ngươi cho rằng, năm đó cô gái kia, thật sự là muốn độc chết ngươi, sau đó bởi vì yêu ngươi, cho nên không đành lòng, lúc này mới dẫn đến mẹ của ngươi ăn lầm thức ăn có độc sao. Ngươi có ý gì, dịch thủy hàn cau mày hỏi. a, à, chân tướng là, cô gái kia, căn bản chưa từng yêu ngươi ả à ta chẳng qua là một kẻ không có chút tình cảm nào từ nhỏ đã được huấn luyện ra thành sát thủ thứ người như vậy từ nhỏ bị tẩy não căn bản sẽ không động tình động ái chỉ có thể thi hành mệnh lệnh người biết không cô gái kia không có chút quan hệ nào cùng dòng thứ hết thảy đều là âm mưu của dòng chính người đánh giám. khương anh tức giận quát một tiếng nhưng mà đám người dòng thứ lại yên lặng dị thường dòng thứ bọn họ căn bản là chưa từng làm chuyện này dịch thủy hàn lại cắn bọn họ không nhả nói cả nửa ngày thì ra là do dòng chính bố trí khương anh tộc trưởng người đừng kích động để cho ta từ từ nói tư hạ cười nói hắn là tới xạo quần nói nhảm giết hắn suốt lời mấy vị cường giả dòng chính liền muốn động thủ đối với tư hạ nhưng mà dịch thủy hàn trong nháy mắt lại ngăn cản ở bên cạnh tư hạ lập tức bước lui mấy người bọn họ cút thú vị không năm đó dòng chính phát hiện dịch thủy hàn lại bị thành tựu võ đạo của dịch hủy hàn làm cho thán phục, nếu như có thể lấy được sự giúp đỡ của dịch hủy hàn, vậy, một lần nữa trở lại độc lập châu, như hổ thêm cánh. Chỉ tiếc, dịch hủy hàn cũng không quan tâm những lời mời mọc kia, cả đời không qua lại với nhau cùng dòng chính. Rất nhanh, dòng chính nghĩ ra một kế, đó chính là giá họa, dùng một vị nữ tử sĩ hàng đầu xinh đẹp như hoa để hãm hại dòng thứ. Dựa theo kế hoạch, nữ tử sĩ làm bộ như vô tình gặp được dịch hủy hàn. Khi đó, Dịch Thủy Hàn mới biết yêu, làm sao trốn khỏi được lòng bàn tay của loại nữ tử sĩ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt này. Sau đó, Dịch Thủy Hàn mang ả ta vào trong nhà. Sau đó, ả ta hạ độc, hại chết mẹ của hắn. chương 2246, chúng ta đánh cược lớn một chút. Nói đến đây, Tư Hạ cười lạnh một tiếng, ả ta vừa khóc vừa nói cho Dịch Thủy Hàn, dòng thứ sợ Dịch Thủy Hàn gia nhập dòng chính, cho nên phái ả tới ám sát Dịch Thủy Hàn, nhưng ả à yêu Dịch Thủy Hàn, một khắc cuối cùng không nhẫn tâm ra tay, lúc này mới dẫn đến mẹ của Dịch Thủy Hàn trùng hợp ăn phải thức ăn có bôi chất kịch độc. Tư Hạ nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, có biết không, cô gái kia căn bản không yêu ngươi, ả à không hề có cảm tình, hạ độc hại chết mẹ của ngươi, chính là vì muốn giá họa cho dòng thứ. Đây là âm mưu dòng chính ngay từ đầu đã mưu đồ kỹ lưỡng. Thật là chuyện cười lớn, ngươi nói lời như vậy, có chứng cứ gì sao? Khương Anh quát lạnh một tiếng. "Chứng cứ, đương nhiên là có." Lúc này, Tư Hạ vỗ tay phát ra tiếng. Một giây kế tiếp, một vị lão giả dòng chính chậm rãi từ phía sau đi ra. Là hắn, nhìn thấy lão ta, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Lão đầu này không phải là Tiết lão bị chính mình chọc tức tới bị bệnh liệt giường sao? Nhìn dáng dấp, thân thể hiện tại nào có vấn đề gì. Diệp Oản Oản không ngờ tới, cái tên Tư Hạ này ngay cả tiết lão của dòng chính cũng đều có thể thu mua. Ta có thể làm chứng, hội trưởng nói chính xác 100%. Chuyện này, vị tử sĩ kia là một đứa trẻ mồ côi dòng chính nhận nuôi từ nhỏ, trải qua nhiều năm huấn luyện. Năm đó, chuyện này, ta cũng không đồng ý, bởi vì bất kể như thế nào, Dịch thủy Hàn và mẹ hắn cũng là người của dòng chính. Nhưng, phần lớn cao tầng cũng không để ý đến sự phản đối của ta. Tiết lão thở dài, ngươi khương anh căm tức nhìn tiết lão tộc trưởng thật xin lỗi con gái và con rể của tôi đều nằm trong tay của hội trưởng tôi chỉ có thể nói sự thật tiết lão lắc đầu một cái nghe tiếng diệp oản oản như có điều suy nghĩ khó trách loại cao tầng dòng chính quyền cao chức trọng giống như tiết lão này sẽ đứng về phe tư hạ thì ra là bởi vì tư hạ đem tính mạng của con gái và con rể lão ta ra uy hiếp là các ngươi bỗng nhiên dịch hủy hàn hướng về phía dòng chính quan sát sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước à đừng nóng nha muốn báo thù chờ chốc lát có rất nhiều cơ hội tư hạ hướng về dịch thủy hàn nói ta mới vừa nói qua chờ sau khi giải quyết chuyện của bọn họ ta mới sẽ động thủ dịch thủy hàn nói giờ phút này đám người cổ tộc tư thị đều đưa mắt quan sát tư hạ tộc trưởng cổ tộc tư thị khẽ nhíu mày thật không ngờ tới con của tư vô thiên năm đó lại trở thành một nhân vật như vậy nếu như hắn sớm biết như vậy, năm đó hẳn là đã sớm để cho Tư Hạ tiến vào Tư Thị mới đúng. Thế nào, trả cho dòng thứ các người một sự trong sạch cũng xứng đáng với cái thân phận hội trưởng võ đạo liên minh này của ta đi. Tư Hạ quay về phía đám người dòng thứ cười nói, không một ai đi tiếp lời của Tư Hạ, bởi vì cũng không ai biết suốt cuộc hắn có mục đích gì. rất nhanh, ánh mắt Tư Hạ chậm rãi rơi vào trên người nhiếp vô danh, không cho Tư Hạ có cơ hội mở miệng diệp oản oản lạnh giọng quát lên tư hạ người muốn làm gì tư hạ lắc đầu một cái đừng nóng ta có một số việc muốn nói với hắn ồ vậy ngươi nói một chút ta xem nhiếp vô danh thản nhiên nói vô danh ca ca thế nào có hứng thú hay không tới giúp ta tư hạ đề nghị không bằng như vậy người tới giúp ta có hứng thú sao khóe miệng nhiếp vô danh khẽ nhếch đừng nóng chúng ta đánh cược đi ta liền đánh cược người nhất định sẽ đến giúp ta, thế nào? Tư hạ nói, tiền đặt cuộc là cái gì? Nếu muốn đánh cược, vậy thì đánh cược lớn một chút, người cảm thấy thế nào? Nhiếp vô danh cười nói, được à nha, nếu muốn đánh cược, vậy chúng ta liền đánh cược lớn một chút. Để ta suy nghĩ, lấy cái gì đánh cược với ngươi? Tư hạ chống cầm trầm tư, không bằng như vậy đi, đánh cược bằng tính mạng của lăng miểu, như thế nào? Trường 2247, đây là giả. Tư hạ dứt tiếng, con người của nhiếp vô danh đột nhiên co rút lại. Chớ nói chi vô danh, ngay cả chính Diệp Oản Oản, thần sắc cũng đầy kinh ngạc. Hàm nghĩa lời nói này của tư hạ, đến tột cùng là cái gì? Đem tính mạng của Lăng Miểu ra đánh cược. Lăng Miểu, không phải là cô ấy, ngay từ nhiều năm trước đã chết rồi sao? Nụ cười trên mặt nhiếp vô danh tản đi, hồi lâu sau, lúc này mới hướng về tư hạ nói, lời này của ngươi, rốt cuộc có ý gì? Lăng miểu đã chết rồi. Nghe tiếng, khóe miệng tư hạ khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu, thật đã chết rồi sao? Vậy, cuối cùng là có muốn đánh cuộc hay không? Tư hạ, người bớt ở chỗ này dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Người rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Diệp oản oản hướng về tư hạ quát một tiếng. Lăng miểu chết, đã là sự thật, nhưng mà giờ phút này, tư hạ lại đem mạng của lăng miểu ra nói cười. Gấp làm gì, tư hạ nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, ở trong lòng ngươi, lăng miểu đã chết rồi. Bất quá, nếu như người nguyện ý tới phụ tá ta, coi như trao đổi, ta có thể đem lăng miểu vốn đang trên đường xuống suối vàng, quay trở về, để cho ngươi có thể tiếp tục bầu bạn cùng cô ta, như thế nào. Giờ phút này, nhiếp gia chủ và chủ mẫu chố mắt nhìn nhau. Lăng miểu, có lẽ nào thật sự còn chưa có chết. Nếu như không chết mà nói, vậy thì nhiếp vô danh cũng không cần phải sống trong cừu hận và tiếc nuối như bây giờ nữa cho nên, ý của ngươi là, lăng miểu còn chưa chết. Hơn nữa, ngươi biết cô ấy ở nơi nào, nhiếp vô danh đem tâm trạng thu liếm lại. Không sai, trao đổi này, ta nghĩ, nhiếp vô danh ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tư hạ nói, anh, ngàn vạn lần chớ mắc lừa, lăng miểu cũng sớm đã không còn nữa. Diệp oản oản hướng về nhiếp vô danh khuyên nhủ. Nhiếp vô danh gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Tư hạ, người nói lăng miểu chưa chết, người có chứng cứ sao? Lấy ra, cho mọi người nhìn một chút, Diệp Oản Oản cười lạnh. Muốn nhìn chứng cứ, Tư Hạ khẽ mỉm cười, từ trong người lấy điện thoại di động ra, trực tiếp ném cho Diệp Oản Oản. Đón lấy điện thoại di động, Diệp Oản Oản quan sát tấm ảnh chụp bên trong. Đây là ở tại một phòng bệnh nào đó, nhưng không nhìn ra là bệnh viện nào. Trên giường bệnh có một cô gái, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, đúng là lăng miểu không hề sai. Lăng miểu chân mày nhiếp vô danh nhíu chặt lại. Thế nào, ở bên cạnh, tư hạ nói. Chứng cứ cái rắm Diệp oản oản bĩu môi, quay sang nói với nhiếp vô danh, anh, thứ này. Giả, dạ, nhiếp vô danh sửng sốt một chút. Đúng vậy, rất rõ ràng, nhất định là giả. Diệp oản oản nói. Ừm, vô yêu, em vừa nói như thế, anh cũng thấy nhất định là giả. Rất nhanh, nhiếp vô danh cũng gật đầu một cái, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người tư hạ, người dám gạt ta làm sao loại hình ảnh này ngay cả thật hay giả cũng không phân rõ không sao bên trong còn có video có thể tự xem tư hạ nói tư hạ vừa nói xong diệp oản oản lập tức mở video ra vẫn là bệnh viện trong hình lăng miểu nằm ở trên giường bệnh được truyền dung dịch dinh dưỡng hai mắt nhắm chặt hô hấp đều đặn thật giống như ngủ thiếp đi nếu như ảnh chụp là photoshop chế ra vậy thì video kia có thể chứng minh tư hạ nói cũng không đợi nhiếp vô danh lên tiếng, Diệp Oản Oản vội vàng nói, giả đấy. Nghe tiếng, tới lượt chân mày tư hạ nhíu lại. Đây là video cắt ghép, đều là hàng chế đã qua chỉnh sửa, quá giả. Còn nhớ năm đó chị đây tại Hoa Quốc, dầu gì cũng là người đại diện vương bài đó nha. Loại video này, chỉ là kỹ xảo vật, áp dụng hiệu ứng đặc biệt mà thôi. Diệp Oản Oản nói, nói bậy, người có biết giám định hay không vậy hả? Tư hạ nói ta đương nhiên là biết giám định rồi. Tấm hình này của ngươi chính là giả, ta có thể khẳng định. Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ, nói như đúng rồi. chương 2248, ta đáp ứng ngươi. Hừ, Tư Hạ, ngươi thật đúng là càng lớn càng bệ giạc. Muốn làm giả, ít nhất phải bỏ thêm chút tiền vốn. Ngay cả loại đồ chơi này, ta nửa phút có thể làm ra được mấy trăm tấm đủ các kiểu. Diệp Oản Oản nói đầy khinh thường không cho tư Hà có cơ hội xen vào diệp oản oản lập tức kéo lấy tư giả hàn ở bên cạnh ôn nhu nói bảo bảo anh xem qua video này có phải là giả hay không anh nói với anh trai em đi nếu không anh ấy còn tưởng em lừa anh ấy chưa biết chừng nghe tiếng ánh mắt tư giả hàn rơi vào trên đoạn video trên điện thoại di động chiếu lại một lần tư giả hàn hờ hững nói được diệp oản oản gật đầu một cái đem video phát lại thế nào có phải là giả hay không Ừm, giả, tư giả hàn trả lời. Thứ này chính là đồ giả, loại video này lão thất đều biết làm. Bắt đầu ghé đầu vào nhìn ké một cái, bất quá, cô em này dáng dấp thật là xinh đẹp, ngũ quan này chẹp chẹp, phóc người này thật giống như là một người đẹp ngủ trong rừng à nha? A, à, đã như vậy thì cũng không cần đánh cuộc. Tư hạ nói, đánh cuộc gì? Nếu người thật sự có bản lãnh, người mang người tới đây để cho chúng ta tận mắt nhìn thấy hoặc là tại bệnh viện nào chúng ta đi đến tận nơi nhìn rõ nếu như là sự thật ta quỳ xuống xin lỗi ngươi diệp oản oản nói đúng vô ưu nói đúng nhiếp vô danh cũng gật đầu một cái không cần đến tận nơi nhìn tư hạ khẽ mỉm cười bỗng nhiên vào lúc đó màn hình điện thoại di động lóe lên không biết là ai gọi video tới lúc này diệp oản oản nhấn nút kết nối cuộc gọi video trong phút chốc phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công hội xuất hiện ở trong video, vẫn là ở trong căn phòng bệnh đó. Phó hội trưởng, để cho bọn họ nhìn lăng miểu một chút. Tư hạ la lên. Lúc này, phó hội trưởng đem máy thu hình nhắm ngay về phía giường bệnh của cô gái. Lăng miểu. Giờ phút này, nhiếp vô danh khẽ run lên. Bảo bảo, thứ này, chắc cũng là giả đi. Màn ảnh cũng có thể được sử dụng kết hợp để làm giả. Diệp Oản Oản nhìn về phía tư dạ hàn nói tư giả hàn sau một hồi yên lặng, gật đầu một cái ừm. Các ngươi muốn dụ ta mang lăng miểu tới đây, cảm thấy có khả năng sao? Tư hạ nhìn chầm chầm diệp oản oản, lạnh giọng cười một tiếng, ta cũng không phải là một đứa con nít. Dường như diệp oản oản còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có thể nói ra. Mấy lời lừa dối lương tâm này, thật sự là không nói ra được. Nguyên bản ban đầu, nàng định gài hàng tư hạ, để cho tư hạ đem lăng miểu mang tới nhưng từ tình thế trước mắt mà xem, dường như cũng khó lòng mà gài bẫy hắn được. Chỉ số thông minh của thằng này, nếu như giống với bắt đầu, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Lăng Miểu còn sống? Không đợi nhiếp vô danh cất lời, Diệp Oản Oản đã giành nói. Thật ra thì, rất đơn giản. Tư Hạ nói, trọng tài hội gây áp lực cho ông ngoại, để cho ông ngoại diệt trừ Lăng Miểu. Ông ngoại dùng mạng nhiếp vô danh tới uy hiếp Lăng Miểu, để cho lăng miểu một thân một mình đến nơi hẹn đồng thời liên hệ gần như toàn bộ các thế lực lớn nhỏ của độc lập châu tiến hành công kích mang tính hủy diệt với lăng miểu thật ra thì sau khi được như ý mọi người đều cho là lăng miểu đã chết rồi chỉ bất quá dù sao lăng miểu cũng là người mà nhiếp vô danh yêu tha thiết nhất cho nên ông ngoại cuối cùng mềm lòng cứu lấy cô ta nghe đến đây thần sắc nhiếp vô danh khẽ biến chẳng qua là thật đáng tiếc lăng miểu thân bị trọng thương cho dù còn sống, nhưng trước mắt vẫn phải nằm ở trên giường bệnh, cũng không tỉnh lại. Tư hạ nói, dẫn ta đi gặp cô ấy, nhiếp vô danh nhìn về phía tư hạ. Đừng có gấp, ta từng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý phụ tá ta, ta sẽ để cho các ngươi gặp nhau, tình trạng bây giờ của cô ta rất ổn định. Tư hạ nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nhiếp vô danh cũng không nói nhảm nhiều. chương 2249, lá bài tẩy ngung cuồng. Vào giờ phút này, tộc trưởng dòng chính quát lạnh một tiếng, nói nhảm xong rồi hay chưa? Chỉ bằng đám người các ngươi, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể đối nghịch với toàn bộ Độc Lập Châu? Trong lúc nói chuyện, Khương Anh và đám người cổ tộc dòng thứ nháy mắt ra dấu với nhau, có vẻ như muốn tấn công ngay lập tức. Nhưng mà, Tiết lão bên cạnh Tư Hạ lại biến sắc, "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, có thuốc nổ." Tiết lão vừa dứt lời, mọi người tại đây đều vô cùng kinh ngạc võ đạo liên minh, đã sớm trôn thuốc nổ khắp mọi nơi, bọn chúng còn có vũ khí hạng nặng. Tiết lão vội vàng giải thích. Người nói sự thật, một vị cao tầng cổ tộc dòng thứ hướng về tiết lão hỏi. Nói nhảm, ta có thể đem loại chuyện này ra đùa giỡn hay sao? Tiết lão mặt đầy nôn nóng, bọn chúng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để hành động. Còn không đợi đám người cổ tộc dòng thứ nói tiếp, tư hạ đã huyết sáo một cái. Trong phút chốc, hơn 10 gã thành viên tinh anh võ đạo công hội, tay cầm vũ khí nóng xuất hiện ở bốn phía. Người điên rồi, Khương Anh nghiêm nghị quát lên. Ta vốn chính là một kẻ điên, thế nào, không phù hợp quy tắc thì sao, ta đủ sức hủy diệt các ngươi. Tư hạ nói, ngươi, ngươi không sợ bị trọng tài hội trừng trị sao, một vị cao tầng dòng thứ nhìn về phía tư hạ. Trọng tài hội, tư hạ mặt đầy khinh thường, không nóng vội, chờ trước tiên sau khi ta xưng bá độc lập châu, sau đó sẽ khuếch trương thế lực đến 11 châu còn lại cuối cùng, ta muốn tiêu diệt trọng tài hội, đoạt lấy quyền lực. Ngươi, ngươi quả thật là thứ đồ ngông cuồng, ý nghĩ hão huyền. Khương Anh nổi giận nói. Có phải là ý nghĩ hão huyền hay không, không tới phiên ngươi ở nơi này nói nhảm. Đương nhiên, nếu như mọi người đều không đồng ý mà nói, hiện tại ta có thể khiến các ngươi nổ tan xác ngay lập tức. Tư hạ khẽ mỉm cười. Diệp oản oản nhìn tư hạ chằm chằm, như có điều suy nghĩ. Hắn đây là, đang hoàn thành nguyện vọng khi còn sống của ông ngoại sao. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, trước đó Tư Hạ đem đám đại lão độc lập châu kia bắt nhốt vào trên hải đảo, có lẽ, hắn là vì sợ một khi nổ chết những người đó, nếu vậy, hắn sẽ trở thành một tên tướng mà không có binh, chẳng thể nhấc lên sóng gió gì. Mỗi một trụ sở chính của các ngươi, ta đều đã trôn thuốc nổ, nếu không, trước hết để cho các vị nghe thử một vài tiếng động vui tai nhé. Tư Hạ cười lạnh, đừng, vợ con ta đều ở tại trụ sở chính, một vị thủ lĩnh thế lực nọ, sắc mặt trắng bệch. Những thành viên võ đạo liên minh công hội này, người người tay cầm vũ khí nóng. Nếu như nói là trôn thuốc nổ, vậy thì khẳng định 80 đến 90% sẽ không hề giả. Hơn nữa, cũng có rất nhiều thủ lĩnh các thế lực lớn nhỏ ôm lấy tâm lý may mắn, cũng không tham gia đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ lần này. Nếu như hắn cho nổ các kiếp nổ, hậu quả khó mà lường được. Tư hạ, rất nhiều trụ sở chính đều có người nếu như ngươi cho nổ trụ sở chính rồi diệp oản oản nhìn tư hạ chân mày nhân lại không đợi diệp oản oản nói xong tư hạ lại lắc đầu một cái chuyện này cũng không có liên quan gì đến ta trước đó ta nhốt một số người ở trên đảo chính ngươi lại muốn cứu ra coi như là có mấy người vì vậy mà chết cũng là bởi vì ngươi không trách được ta con bà nó đã từng thấy người không biết xấu hổ chưa từng thấy người nào ra mặt dày như ngươi còn có kiểu úp bô lên đầu người khác như vậy sao? Bắt đầu chỉ tư hạ mắng. Ở bên cạnh, nhiếp vô danh nhìn Diệp Oản Oản, em dùng chiếc nhẫn, triệu tập nhân mã của tử vong hoa hồng rồi sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, thấp giọng nói, không có. Trọng tài hội coi tử vong hoa hồng như là kẻ thù vậy, nếu hiện tại em triệu tập người của tử vong hoa hồng, đây không phải là đưa mặt vào trên họng súng sao? Nếu như bị trọng tài hội biết, phòng chừng sẽ là tình cảnh không chết không thôi. Hơn nữa, sau khi tư giả hàn biết được lai lịch chiếc nhẫn này, đã từng mấy lần nhắc nhở nàng, ở trong trận đại chiến này, ngàn vạn lần không nên điều động thế lực của tử vong hoa hồng. chương 2250, Ngoại chưa chết Từ sớm trước khi đại chiến bắt đầu, Diệp Oản Oản cũng từng nghĩ tới chuyện lợi dụng uy lực của tử vong hoa hồng. Nhưng nàng và thủ lĩnh ngày trước của tử vong hoa hồng không giống nhau. Nàng vốn xuất thân từ độc lập châu, nếu như bị trọng tài hội phát hiện, chỉ sợ sẽ liên lụy quá nhiều người. Lại cộng thêm tư giả hàn cảnh cáo, cho nên, lúc này mới hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Suy tới tính lui, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng không vận dụng chiếc nhẫn kia, cũng không yêu cầu mẹ của bác đầu đi liên lạc các thế lực phân bộ của tử vong hoa hồng. Không sử dụng thế lực tử vong hoa hồng sao? Nhiếp vô danh như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên, hiện tại tư hạ đã hoàn toàn điên rồi, căn bản không coi trọng tài hội ra gì. Tại độc lập châu, Sử dụng vũ khí nóng là tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng mà Tư Hạ đã hoàn toàn không quan tâm. Hắn có vũ khí hạng nặng, Tử vong hoa hồng không phải là thế lực của độc lập châu, có thể mang theo vũ khí, còn có thể đánh một trận. Nếu không, coi như người của trọng tài hội tới rồi, cũng không có biện pháp gì bắt hắn. Nhiếp Vô Danh chậm rãi nói. Nhân vật mấu chốt nhất, Nhiếp Vô Danh và Dịch Thủy Hàn đều không thể ra tay với Tư Hạ. Dịch Thủy Hàn rất coi trọng cam kết, nhất ngôn cửu đỉnh mà nhiếp vô danh thì lại chịu uy hiếp, dù sao, lăng miểu nằm trong tay của hắn. Lần này phiền toái, chân mày Diệp Oản Oản nhân lại. A à cửu, làm sao bây giờ? Diệp Oản Oản nhìn về phía tư giả hàn ở bên cạnh, mở miệng hỏi. Không cần phải lo lắng, tư giả hàn nhẹ nhàng trấn an. Diệp Oản Oản có chút cạn lời, giờ đều đã đến lúc nào rồi, còn không cần lo lắng. Chuyện hắn âm thầm làm, anh đều biết, tư giả hàn nói, sau đó thì sao diệp oản oản có chút ngơ ngác anh đã sớm thông báo cho trọng tài hội nếu như tình thế phát triển đến đây bên kia sẽ giải quyết tư giả hàn nói nghe nói vậy diệp oản oản mặt đầy mộng bức tư giả hàn thông báo cho trọng tài hội để cho trọng tài hội đến giải quyết anh dùng cái gì thông báo cho trọng tài hội chẳng lẽ anh yêu cầu người của trọng tài hội tới trọng tài hội liền cho người tới sao xem ra, các vị đúng là cần phải nhận một chút trừng phạt nho nhỏ. Lúc này, Tư Hạ cười lạnh một tiếng, cầm bộ đàm lên đặt ở bên mép. Tiểu Hạ, còn không đợi Tư Hạ mở miệng, âm thanh của một ông lão từ đằng xa truyền tới. Người này đội nón lá, trong tay cầm cần câu, sau lưng cõng một chiếc giỏ cá, cứ như là vừa đi thả câu về. Sau lưng của ông ta, có một người đàn ông mặc áo bảo đen lặng yên đi theo sau. Con bà nó, là tử quỷ. Thần hư đạo nhân nhìn về phía băng sơn Mỹ Nam đứng ở bên cạnh ông lão, thần sắc khẽ biến. Từ sau khi nhiếp vô danh, chết tử quỷ liền mất tích. Chẳng ai ngờ tới, sẽ nhìn thấy hắn ở một nơi như thế này. Mà nhìn thấy băng sơn Mỹ Nam lần nữa xuất hiện, nhiếp vô danh cũng không hề có biểu hiện giật mình bao nhiêu. Nhìn lấy ông lão chậm rãi đi tới, tư hạ lạnh lùng hỏi ông là ai? Ông lão cũng không mở miệng, chẳng qua chỉ cởi chiếc nón lá ở trên đỉnh đầu ra sau khi nhìn thấy mặt mũi ông lão, thần sắc tư hạ nhất thời biến đổi, ông. Ông ngoại, ngoại chưa chết, bộ xương già này còn có thể chống đỡ mấy năm. Ông lão cười nói, ông ngoại, sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của ông ta, ngay cả Diệp Oản Oản cũng có chút khó tin. Cha, nhiếp chủ mẫu mặt đầy kích động. Nghe tiếng, ông lão đầu tiên là liếc nhìn nhiếp chủ mẫu một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, vô ưu từ sau khi con trở lại độc lập châu, Ông ngoại vẫn đều đang luôn dõi theo con. Ông ngoại, ngoại, con, thật có lỗi. Diệp Oản Oản nhìn ông lão, có muôn lời vạn chữ muốn nói, nhưng cũng không biết làm thế nào nói ra khỏi miệng, nên bắt đầu từ đâu. Hiện nay, tất cả mọi chuyện đều đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Đại ca chưa chết, ông ngoại lại cũng có thể như vậy. Ban đầu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chương 2251, chân tướng ông ngoại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoại không phải là ngoại đã bị nhiếp vô ưu giết rồi sao tư hạ nhìn về phía lão giả đối diện đột nhiên xuất hiện mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng nổi bị vô ưu giết rồi lời tư hạ nói vừa dừng lại nhiếp gia chủ và chủ mẫu thần sắc nhất thời biến đổi chuyện này làm sao có thể cha rõ ràng là mất tích đã rất lâu làm sao ở trong miệng người ngoài lại là bị vô ưu giết chết cha Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nhiếp chủ mẫu mặt đầy vẻ nôn nao. Nghe câu hỏi này, lão giả liếc mắt nhìn Băng Sơn Mỹ Nam ở sau lưng, nói cảnh mộ, cậu nói đi. Băng Sơn Mỹ Nam, thấy vậy, thần sắc ông lão có chút lúng túng, "Được rồi, vẫn là ta tới nói vậy. Ban đầu, ta và Vô Ưu phát sinh một chút tranh cãi, cho nên muốn thông qua tỉ thí để giải quyết. Nếu như vội yêu thắng rồi, ta liền nghe theo con bé, nếu như con bé thắng thì lại nghe ta nói." là như vậy. Ông lão cẩn thận cân nhắc lựa lời một chút, tiếp tục nói, chỉ bất quá, ở trong lúc ta tỉ thí với vô ưu, bởi vì nhiều nguyên nhân, vô ưu không cẩn thận lỡ tay làm tổn thương ta. Nói đến đây, ánh mắt của ông lão lờ đãng rơi về phía nhiếp vô danh ở xa xa. Sau khi ta bị thương, một gã thanh niên áo đen xông vào, định lấy mạng của ta. Chỉ bất quá, cuối cùng lại nương tay, chẳng qua chỉ làm ta bị trọng thương. Ông lão thở dài một tiếng, cha, rốt cuộc là ai làm? Nhiếp chủ mẫu vội vàng hỏi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản yên lặng nhìn về phía nhiếp vô danh ở bên cạnh. Người áo đen kia, hẳn là vị đại ca này của mình rồi đi. Chỉ bất quá, đến cuối cùng, vẫn không nhẫn tâm hạ sát thủ. Là con. Không cho ông lão có cơ hội nói tiếp, nhiếp vô danh khẳng định lại là do con. Cái gì? Nhiếp chủ mẫu và gia chủ hai người nhất thời sướng sờ, mặt đầy kinh ngạc nhìn nhiếp vô danh không phải là nhiếp vô ưu mà là nhiếp vô danh. Làm sao có thể? Chân mày tư hạ nhíu chặt lại, khó mà tin nổi. Năm đó, ông ngoại không biết tung tích, hiện trường lưu lại vết máu rất lớn và vết tích đánh nhau. Sau khi điều tra theo dõi, phát hiện thân thể của ông ngoại bị nhiếp vô ưu dùng dao găm xuyên thùng. Sau đó, tư hạ điều tra ra hành tung của Diệp Oản Oản, trở lại Hoa Quốc, lại phát hiện Diệp Oản Oản bởi vì không chịu nổi một ít chí nhớ hành hạ, mới lựa chọn sử dụng ký ức bao trùm. Cho nên, Tư Hạ vẫn cho rằng là Diệp Oản Oản giết ông ngoại. Nhưng thật không nghĩ tới, người hành hung lại sẽ có thể là nhiếp vô danh. Mày, làm sao có thể, có thể hạ độc thủ đối với ông ngoại ruột của mình. Nhiếp chủ mẫu nhìn về phía nhiếp vô danh, vô cùng đau đớn. Là ông ấy hại chết lăng miểu, nhiếp vô danh sau một hồi yên lặng, lúc này mới lên tiếng. Nhưng dù cho là như thế, Nhịp vô danh vẫn không hề giết chết ông ngoại, chẳng qua chỉ làm cho ông trọng thương, sau đó rời đi. Vô danh, ông ngoại cũng không có biện pháp nào. Ông lão nhìn về phía nhiếp vô danh, đóng cặp mắt lại, đầy ngưng trọng mở miệng nói, trọng tài hội hạ tử lệnh, nếu như ta không làm theo, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, ta cũng không hề sát hại lăng miểu, mà chỉ đưa con bé về công hội, đều vẫn đang ngày ngày điều trị. Ban đầu, ông ngoại cũng không có dũng khí đi phản kháng trọng tài hội, Mãi đến khi Diệp Oản Oản kế thừa chiếc nhẫn kia của Lăng Miểu, trọng tài hội dự định ra tay với nàng, ông ngoại mới thật sự ra quyết định, dự định lật đổ trọng tài hội, phòng bế độc lập 12 châu, tự làm vua một cõi. "Con biết, ngoại đã cứu Lăng Miểu." Nhiếp Vô Danh nói. "Mới vừa rồi, anh đã từng nghe Tư Hạ nói tới." "Vậy, ông ngoại, việc ngoại mất tích là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, nếu ngoại chưa chết, tại sao cũng không chịu xuất hiện?" Tư hạ nhìn về phía ông lão, vội vàng hỏi. chương 2252, chấp mê bất ngộ. Nghe tiếng, lão giả nhìn băng sơn Mỹ Nam ở phía sau, nói cũng nhờ có cảnh mộ. Hắn, tư hạ hướng về băng sơn Mỹ Nam quan sát. Ừm, lão giả gật đầu, lúc đầu ta trọng thương, là cậu ta đã cứu ta. Mấy năm nay, ta vẫn luôn hôn mê nằm liệt giường, thân thể không thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Lần này bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Cảnh mộ mới không thể nào không dùng phương pháp đặc thù để cho ta khôi phục một chút tinh lực. Do đó ta mới có thể xuất hiện ở trước mặt các người. Là phương pháp đặc thù gì? Có tác dụng phụ không? Diệp Oản Oản ngay lập tức hỏi. Một bên, băng sơn Mỹ Nam gật đầu một cái. Tác dụng phụ đúng là có một ít, bất quá, so với chuyện bây giờ, cũng không coi vào đâu. Ông lão nói nhẹ nhàng như không. Diệp Oản Oản quan sát băng sơn Mỹ Nam anh ta và ông ngoại rốt cuộc là có quan hệ như thế nào. Tựa hồ như nhìn thấu nghi ngờ của Diệp Oản Oản, ông lão nói, bên cạnh của anh con, và cả bên cạnh con, đều có người do ta sắp xếp để trợ giúp các con. Hả, Diệp Oản Oản nhất thời sừng sốt một chút. Bên cạnh anh con là cảnh mộ, mà bên cạnh của con, chính là ôn tự nhiên. Ông lão nói, chuyện này, ngay cả tư hả cũng đều không biết rõ. Sư phụ, đã lâu không gặp, ôn tử nhiên tiến lên một bước, hướng về lão giả khom lưng chào, em vẫn luôn tin tưởng, Tiểu Phong không hề liên quan đến chuyện thầy mất tích, cũng tin tưởng rằng thầy vẫn còn ở nhân thế. Diệp oản oản mặt đầy mộng bức nhìn lấy ôn tử nhiên. Cái ông anh này, con miệng nó, ẩn núp cũng quá sâu rồi đi. Người ông ngoại phái đi trợ giúp anh trai là tử quỷ, bên cạnh mình là ôn tử nhiên. Nếu như ông ngoại không nói, sợ rằng cả đời nàng cũng sẽ không biết được. Vô danh, thật ra thì cậu ấy nói với ta, hẳn là con đã phát hiện cậu ta là do ta phái đi ông lão nhìn về phía nhiếp vô danh cho nên hẳn là con cũng biết là cậu ta đã cứu ta dùng cổ giúp ta điều trị và khôi phục rồi phải không vâng nhiếp vô danh đáp chính người ông ngoại này của anh mặc dù từ khi anh còn bé đã rời bỏ nhiếp ra gặp mặt không nhiều cũng không có cảm tình quá sâu nhưng vẫn như cố thời thời khắc khắc nhớ nhung anh và em gái thậm chí âm thầm sai hai người nằm vùng ở bên người của anh và nhiếp vô yêu giúp đỡ phụ tá bọn họ. Cũng chính bởi vì một chút ràng buộc cuối cùng này, năm đó, nhiếp vô danh mới không hạ sát thủ đối với ông ngoại, trở lại cho ông một hơi thở. Chỉ tiếc, khi đó con cũng không cho ta cơ hội giải thích, trong lòng con, oán hận đối với ta quá lớn. Ta, ngay cả cơ hội nói cho con biết lăng miểu còn sống, cũng không có. Ông lão than khẽ, nhiếp vô danh nhìn ông lão, như là muốn nói gì, nhưng mà cuối cùng ngay cả một chữ cũng không thể nói ra khỏi miệng. Ông ngoại, ngoại còn sống, quá tốt rồi, ông ngoại, ngoại biết không, tâm nguyện năm đó của ngài, con sẽ có thể ngay lập tức hoàn thành rồi. Ông ngoại, chúng ta cùng nhau làm. Tư Hạ nhìn chằm chằm ông lão, thân sắc kích động, nói. Tư Hạ, đến bây giờ mà ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Diệp Oản Oản hướng về Tư Hạ tức giận quát lên. Chấp mê bất ngộ, nghe tiếng, Tư Hạ nhìn về phía Diệp Oản Oản, tỉ tỉ. Là đệ trách lầm tỉ rồi cho đệ xin lỗi, nhưng mà, hiện tại ông ngoại còn sống, chẳng lẽ, tỷ muốn một lần nữa phản bội chúng ta sao? Chính tỷ tự nhìn một chút, chỉ cần chúng ta nguyện ý, liền nhất định có hy vọng thay thế trọng tài hội. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Trọng tài hội, chẳng qua chỉ là một danh từ mà thôi. Thứ bọn họ cần cải biến, cũng không phải là trọng tài hội, mà là quy củ và chế độ độc lập châu trăm ngàn năm truyền xuống. Hơn nữa, năm đó muốn giết mình cũng được, hay là kẻ hạ lệnh giết lăng miểu cũng được, đều là mệnh lệnh của hội trưởng trọng tài tiền nhiệm. Nhiều năm trôi qua như vậy, hội trưởng trọng tài hội và cao tầng cũng không biết đã đổi bao nhiêu người. chương 2253, không quay đầu được nữa. Lui 10.000 bước mà nói, độc lập 12 châu đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng mới có được thời gian tương đối thái bình một chút này, cũng có phần nào nhờ sự cố gắng trọng tài hội. Há có thể bởi vì tư tâm của bản thân, phá hỏng Thái Bình của độc lập 12 châu. Tiểu Hạ, thu tay lại đi, ông lão nhìn về phía Tư Hạ nói. Ông ngoại, ngoại nói cái gì? Tư Hạ khó tin, đây là mục tiêu và mộng tưởng của ngài. Nhưng mà, ông lão lại lắc đầu một cái, thật ra thì ta đã nghĩ rất rõ ràng. Tiểu Hạ, con nhìn ta, nhà không ra nhà, cháu gái phản đối ta, cháu trai căm thù ta, cuối cùng tạo thành tổn thương cả đời này. Chẳng lẽ, sau này con cũng muốn giống như ta vậy sao? Không được, tư hạ lắc đầu một cái, còn nỗ lực lâu như vậy. Bố trí lâu như vậy, làm sao có thể nói xong liền coi như xong. Ông ngoại, chỉ cần ngoại nguyện ý, chúng ta liền có thể lập tức hoàn toàn khống chế độc lập châu. Sau đó, thẩm thấu bành trướng ra 11 châu còn lại. Coi như trọng tài hội, đến lúc đó cũng không có biện pháp nào bắt chúng ta. Vì thuyết phục ông ngoại, tư hạ lại vội vàng mở miệng nói, huống chi, ông ngoại, nếu như chúng ta không làm như vậy, Đám người bá đạo vô lý vô nhân tính trọng tài hội kia tuyệt đối sẽ không chịu phá bỏ quy củ. Ngài đừng quên, tỷ tỷ là thủ lĩnh đương nhiệm của Tử vong hoa hồng, trọng tài hội sẽ không bỏ qua cho tỷ ấy. Thủ lĩnh các đời của Tử vong hoa hồng đều lấy lật đổ trọng tài hội, giải phóng độc lập châu làm mục tiêu, bị trọng tài hội coi là tà giáo. Thủ lĩnh của tổ chức là mục tiêu rõ ràng cần phải bị tiêu diệt. Diệp Oản Oản bị phát hiện là thủ lĩnh tà giáo này, trọng tài hội làm sao có thể bỏ qua? Một bên, Nhiếp phu nhân lập tức mở miệng nói, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương Oản Oản. Tư Hạ hừ lạnh một tiếng, "A, à, Nhiếp gia ở chỗ này là người đứng đầu tứ đại gia tộc, nhưng mà, bà cho rằng dựa vào một Nhiếp gia nho nhỏ liền có thể đối kháng cùng trọng tài hội." Nếu như có thể, ban đầu ông ngoại cũng sẽ không dốc toàn lực, dùng phương pháp quá khích như thế. Một bên, ông lão nghe vậy, than nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Tiểu Hạ, trọng tài hội đã triệt tiêu tuyệt sát lệnh đối với Oản Oản. Tư Hạ sướng sờ, ngay sau đó chân mày nhíu chặt cái gì? Nếu không, con cho là, tại sao vội yêu khôi phục thân phận lâu như vậy, trọng tài hội cũng không có hành động. Ông lão nói, Tư Hạ không có khả năng, trọng tài hội không có khả năng bỏ qua cho tỷ ấy. Ông lão chậm rãi giải, giải thích, vội yêu vốn chính là ngoài ý muốn lấy được chiếc nhẫn kia, Chẳng qua là khi đó căn bản trọng tài hội cũng không nghe bất kỳ lời giải thích nào, cố ý diệt cỏ tận gốc. Sự tình qua nhiều năm như vậy, Vô yêu biến mất nhiều năm, Tử vong hoa hồng cũng không có dấu hiệu phục hồi, trọng tài hội liền có cao tầng làm người bảo đảm cho Vô Ưu, bảo vệ tánh mạng của con bé. Lời nói của ông ngoại khiến cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Diệp Oản Oản ở bên trong đều có vẻ mặt ngoài ý muốn. Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết, trong này còn có nhiều chuyện sâu xa như vậy trong trọng tài hội lại có thể có người đồng ý bảo vệ tánh mạng của nàng có thể có quyền lợi lớn như vậy chức vụ tuyệt đối không thấp hơn nữa bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm liên đới ai lại dám dùng tánh mạng của mình giúp nàng bảo đảm kiểu này ta không tin không tin tư Hà có chút điên cuồng gào thét sắc mặt ông lão ngưng trọng lắc đầu một cái ngay từ đầu mục đích của tư hạ có lẽ đúng là vì muốn hoàn thành nguyện vọng của ông nhưng mà đến cuối cùng quyền lực đã ăn mòn tâm nguyện ban đầu của cậu ta. Cậu ta đã không quay đầu được nữa rồi. Tư hạ vừa dứt lời, trước mắt, một bóng đen thoáng qua. Chỉ thấy, tư giả hàn trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh tư hạ. Bép, vẫn không để cho tư hạ phục hồi lại tinh thần, tư giả hàn trở tay tung một cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Trường 2254, cùng nhau lưu lại đi. Nói cho cùng, ta là cửu thúc của ngươi. Tư giả hàn nhìn chằm chằm tư hạ bị đánh tới ứng phó không kịp, thu tay lại, nếu không sẽ chết. Ngươi, tư hạ cắn răng nghiến lợi, bớt bày ra cái giá cửu thúc với ta đi. Ngươi không có tư cách đó. Ta lặp lại lần nữa, tư giả hàn mặt không cảm xúc, thu tay lại. Ngay vào lúc này, một đội xe Việt giã quân dụng màu đen, lặng yên không một tiếng động, từ phía sau lái vào chiến trường những chiếc xe việt giã võ trang đầy đủ này đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trong nháy mắt khiến cho mọi người đều cảnh giác nhìn sang một giây kế tiếp xe dừng lại ở một bên sau đó ba nam một nữ từ trong chiếc xe đầu tiên đi xuống bên trong mấy chiếc xe phía sau nhanh chóng xuất hiện đông đảo nhân mã toàn thân mặc đồ đen có vẻ được huấn luyện rất nghiêm chỉnh diệp oản oản híp hai con ngươi lại những người này là bên cạnh nàng hai tay nhiếp vô danh đột nhiên siết thật chặt tạo thành quả đấm, sắc mặt âm trầm mở miệng nói, trọng tài hội. Cái gì, trọng tài hội? Diệp Oản Oản nhất thời đổi sắc mặt. Chỉ thấy ba nam một nữ cầm đầu kia tựa hồ là cao tầng của trọng tài hội, bộ dáng ước chừng đều khoảng 40 đến 50 tuổi, người phụ nữ đi đầu có vẻ trẻ nhất trong số bọn họ, cùng lắm chỉ khoảng hơn 30 tuổi mà thôi. Diệp Oản Oản không nhịn được nhìn người phụ nữ kia nhiều hơn một cái, bởi vì tướng mạo của cô ta thật sự là quá đẹp chẳng qua là biểu cảm vô cùng âm trầm lạnh lẽo âm u, không thể nghi ngờ đã phá hỏng đi hình tượng đẹp đẽ của khuôn mặt cô ta. Cũng không biết có phải là phát giác tầm mắt của Diệp Oản Oản hay không, ánh mắt người phụ nữ kia đột nhiên giống như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Diệp Oản Oản. Ánh mắt kia mang theo cảm xúc cực kỳ không hữu hảo, căm ghét và chán ghét, khiến cho đáy lòng Diệp Oản Oản phát rét một hồi. Cùng lúc đó, lòng bàn tay ấm áp, xua tan chút hàn ý trong cơ thể kia. Diệp oản oản thuận theo tay của mình, phát hiện tư giả hàn không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay nàng, siết ở trong lòng bàn tay, nhiệt độ thuận theo lòng bàn tay lan truyền khắp toàn thân. Sắc mặt của tư hạ âm trầm đến chảy nước trọng tài hội. Người phụ nữ tướng mạo cực kỳ xinh đẹp kia mở một quyển sách dày bên trong có ghi các bộ luật ra, đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng, ánh mắt cố định ở trên người tư hạ, giống như đang nhìn một người chết vậy, mặt không biểu cảm mà mở lời, tư hạ người không tuân theo điều luật thứ 36 của trọng tài hội, tích trữ lượng lớn vũ khí nóng, xin mời đi theo chúng ta một chuyến. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người độc lập châu ở đây, gương mặt đều đầy kinh ngạc. Mãi đến 15 phút trước, bọn họ mới từ trong miệng tư hạ biết được hắn tích trữ lượng lớn vũ khí nóng, trước đó ngay cả một chút tiếng gió đều không nghe được. Trọng tài hội làm sao lại nhận được tin, còn nhanh như vậy đã lập tức chạy tới nơi này. Hơn nữa, Trọng tài hội tổng cộng điều đến 4 vị quản lý trưởng, võ trang đầy đủ, có thể thấy đã sớm có được tin tức. Trọng tài hội tổng cộng bổ nhiệm 12 vị quản lý trưởng, là người quy định và bảo vệ tất cả quy tắc của độc lập châu, địa vị cực kỳ cao quý, được tôn sùng. Chuyện này căn bản cũng không cần bọn họ tự mình đi xử lý, nhưng lần này lại một lần đến tận 4 vị quản lý. Hơn nữa, vị nữ quản lý trưởng duy nhất này lại còn là người điều phối một châu mạnh nhất của độc lập 12 châu, Ân Duyệt Dung. Tư hạ không hề sợ hãi, vốn chính là ôm lấy dự định đánh cho trở tay không kịp, rõ ràng cũng không ngờ được tin tức lọt ra, trọng tài hội vậy mà mới đó đã tới rồi. Đáy mắt tư hạ thoáng qua một nét điên cuồng, à, quy định. Nực cười, trọng tài hội thật sao? Nếu đã tới, vậy thì cùng nhau lưu lại đi. Bên cạnh người phụ nữ kia, một vị cao tầng trọng tài hội khác, ăn mặc tây trang màu đen, tóc hoa dâm, thân hình hơi mập cười ha hả nói, người trẻ tuổi, Giọng có hay nhưng vẫn đừng nên cất lời quá cuồng vọng thì tốt hơn. Chương 2255, may mắn không làm nhục mệnh. Vậy thì thử xem, ánh mắt Tư Hạ hơi hít lại, nhất thời giơ tay lên, trong phút chốc, xoẹt xoẹt xoẹt, vô số họng súng đen ngòm và đại pháo thoát cái đã nhắm ngay vào đám người. Mọi người độc lập châu thấy những thứ vũ khí nóng kia, toàn bộ đều biến sắc. Đệt, cái tên Tư Hạ này quả thực là điên rồi những vũ khí này cũng đã đủ để cho nổ toàn bộ độc lập châu rồi. Dưới tình huống chịu sự quản lý nghiêm mật như vậy, lại có thể tích trữ vũ khí nóng với số lượng lớn như thế, có thể thấy hắn đã sớm chuẩn bị từ rất lâu. Nếu như thật sự đánh nhau, toàn bộ bọn họ đều sẽ phải chết ở chỗ này. Tư hạ lạnh lùng nhìn về phía trọng tài hội và một đám thế lực độc lập châu, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, hoặc là chết. Mọi người độc lập châu chố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh hoàng đệt thằng điên này nếu như không nghe hắn sợ là hắn sẽ thật sự giết chết tất cả mọi người ở đây mất coi như là trọng tài hội cũng không thể nào đối kháng lại với vũ khí đạn dược được làm sao bây giờ làm sao bây giờ tư hạ nâng khẩu súng trong tay lên chậm rãi chĩa thẳng về phía vị quản lý trọng tài hội có thân hình hơi mập nọ cười trong điên cuồng kiếp sau nhớ kỹ cho ta độc lập châu này ta chính là quy định nói xong liền nhấn cỏ súng A! À, sau một tràng thốt lên, hiện trường tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người đều bị bao phủ ở trong khói mù và sự sợ hãi ngập tràn. Ngay cả người của trọng tài hội cũng dám giết, người đàn ông này, điên thật rồi. Tư Hà, Diệp Oản Oản kinh hô thành tiếng. Sau phát súng này, Tư Hạ cũng không còn đường để quay đầu lại nữa rồi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía vị quản lý trưởng có thân hình hơi mập kia. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Hình ảnh máu tanh theo dự đoán của mọi người vậy mà lại không hề phát sinh. Cái vị quản lý trường kia vẫn như cú êm đẹp đứng ở nơi đó, viên đạn bắn ra không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với ông ta. Tư hạ không cách nào tin nhìn chầm chầm họng súng, cạch 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 lại liên tục bóp cò thêm mấy nhát. Kết quả khẩu súng này lại giống như đồ chơi, viên đạn bắn vào trên người không hề tạo thành chút phản ứng nào. Đáy mắt tư hạ thoáng qua ánh sáng lạnh giá tột độ, một tay ném khẩu súng trong tay đoạt lấy khẩu súng khác trong tay thủ hạ, điên cuồng bắn về phía đám người, ngờ đâu tất cả các viên đạn bắn ra cũng không tạo thành được tổn thương cho bất kỳ ai. Viên đạn bị người ta đánh cháo. Những viên đạn này là giả, không có bất kỳ lực sát thương nào. Sao lại thế? Không có khả năng, chuyện này là không thể nào. Tư hạ vứt súng trong tay sang một bên, thở hổn hển và nhanh chóng gọi một cú điện thoại, y như phát điên giống giận vào trong đầu kia điện thoại. Du Thiệu, người lăn tới đây cho ta. Đám súng này, những viên đạn này là có chuyện gì xảy ra? Du Thiệu là phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội, thuộc hạ thân tín của tư hạ. Tất cả vũ khí đều là do hắn quản lý, nhưng mà bây giờ, vũ khí lại xảy ra vấn đề, điều này mang ý nghĩa. Du Thiệu phản bội hắn. Lúc này, tên quản lý trưởng thân hình hơi mập kia mở miệng cười, ta đã sớm nói, người tuổi trẻ vẫn đừng quá cuồng vọng ngông nghênh là hơn. Đúng lúc này, trong đám người, một vị nam nhân mặc âu phục trắng, mang mặt nạ màu bạc ở ngay trước ánh mắt muốn bóp chết người của tư hạ, chậm rãi đi ra. Tư hạ chân chân nhìn chồng chọc gã đàn ông đeo mặt nạ nọ, ngươi là người của trọng tài hội. Tư hạ làm sao cũng không ngờ tới, trợ thủ đắc lực, tín nhiệm nhất bên người mình, lại sẽ có thể là nội gián của trọng tài hội. Xin lỗi, hội trưởng, gã đàn ông đeo mặt nạ yếu ớt nói. Sau đó, Gã ta liền từng bước một đi về phía trận doanh đối lập với Tư Hạ. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chỉ thấy Du Thiệu chậm rãi khoan thai đi tới trước mặt của Tu La chủ Tư Dạ Hàn, cung kính không người thi lễ một cái, mở miệng nói: "Kính thưa quản lý đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh." Chương 2256: Không phải người một nhà không vào cửa một nhà. Tư Dạ Hàn nghe vậy gật đầu một cái, ngay sau đó Du Thiệu liền đứng dậy, đứng ở sau lưng của anh. Tư Hạ gắt gao chăm chú nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vành mắt trúng xuống, hai con ngươi đỏ tươi, Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn, vậy mà sẽ lại là Tư Dạ Hàn. Hắn ngàn tính vạn toán, lại còn đánh giá thấp vị cửu thúc này của mình. Mắt thấy chuyện lớn sắp thành, lại thất bại trong gang tấc. Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn một chút, lại nhìn một chút cái gã đàn ông đeo mặt nạ mới vừa hành lễ với anh, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc, cả nửa ngày trời mới hồi phục lại tinh thần, a à cửu, anh. Xu thiệu mới vừa rồi, xưng hô cùng tư giả hàn là cái gì? Quản lý đại nhân, tư giả hàn lại là một trong 12 người quản lý của trọng tài hội. Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, anh, anh, anh là người quản lý của trọng tài hội. Đây chính là, thực sự là, không phải người một nhà, không vào cửa một nhà sao. Nàng còn tưởng rằng vỏ bọc của mình đã quá nhiều, ai ngờ đâu, bảo bảo nhà nàng so với nàng cũng không kém chút nào sao ý nói người một nhà thường có những điểm tương đồng với nhau. Khó trách, khó trách ông ngoại mới vừa nói, trọng tài hội có cao tầng bảo vệ nàng. Khó trách trước đó, tất cả mọi người tìm lâu như vậy cũng không tìm được những vị đại lão độc lập châu biến mất kia, tư giả dạ hàn lại xác định chính xác vị trí hải đảo đó. Thì ra là có nội ứng là vị phó hội trưởng này. Tâm tình Diệp Oản Oản vô cùng phức tạp, cho nên là anh bảo đảm cho em. Anh vào trọng tài hội từ khi nào vậy? Tư giả Hàn, không lâu sau khi em khôi phục lại thân phận của nhiếp vô ưu anh thông qua một số mạng lưới thông tin, biết được năm đó trọng tài hội đưa ra mật lệnh tuyệt sát đối với em. Sau đó, anh mới dùng chút ít thủ đoạn, ngồi lên vị trí người quản lý. Xin lỗi, không phải là có ý định lừa gạt em. Rất nhiều chuyện, coi như là anh cũng không thể nào đoán trước, cho nên cũng không muốn nàng lo lắng. Nếu như nàng biết trước chuyện này mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh làm như thế. Diệp Oản Oản. Mặc dù tư giả hàn biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng nàng mơ hồ biết được đối với trọng tài hội, tư giả hàn vẫn ôm lấy thái độ bài xích và chán ghét. Nhưng bây giờ, anh cũng không tiếc vì muốn che chở nàng mà đảm nhiệm vị trí quản lý của tổ chức này. Trong lúc nàng còn không biết gì, người đàn ông lại vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy. Mặc dù anh nói có vẻ hời hợt như thế, nhưng để ngồi lên cái vị trí kia, làm sao sẽ có thể dễ dàng như vậy? Lúc này, vị quản lý hơi mập cười híp mắt nhìn về phía tư dạ hàn, mở miệng nói, lần này thật may là nhờ có quản lý tư Bảy mưu lập ghế, sớm ngày đề phòng, tránh được đại hỏa. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Tư dạ hàn, ngài khách khí, chức trách mà thôi. Sau khi hàn huyên, người quản lý mập phân phó thành viên trọng tài hội ở bên cạnh, người đâu, bắt tất cả bọn chúng lại cho ta. Mắt thấy hết thảy đều xong rồi, tư hạ đứng ngơ ngác tại chỗ, giống như bị rút sạch tất cả khí lực vẫn cứ tự mình lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giống như mất hồn. Diệp Oản Oản thấy vậy, ngón tay vô thức siết chặt. Sử dụng vũ khí nóng, lại còn là quy mô lớn như vậy, đến cuối cùng lại còn không nghe khuyến cáo, u mê không buông bỏ. Việc xử phạt tuyệt đối sẽ không nhẹ. Nhưng mà, cuối cùng, tư giả hàn lại cài nội ứng, đánh cháo tất cả mọi vũ khí đạn dược, có lẽ còn có thể giữ lại cho cậu ta một mạng. Tư giả hàn nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ, vỗ nhẹ sau lưng trấn an nàng. Cuối cùng, hết thảy bụi bặm lắng xuống, Diệp Oản Oản đầy tham luyến mà vùi sâu ở trong ngực Tư Giả Hàn, đang chuẩn bị nói chuyện, cũng không biết phát hiện cái gì, sống lưng run lên. Đột nhiên, nàng giật mình một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tư Giả Hàn, yếu ớt nói, "Bảo bảo, sao em có cảm giác?" Vị tỷ tỷ xinh đẹp ở đối diện kia, ánh mắt cô ta nhìn em có gì đó sai sai. "Tỷ tỷ," Tư Giả Hàn thuận theo tầm mắt của Diệp Oản Oản nhìn sang, chương 2257, vẫn rất là ôn nhu. Đúng vậy, chính là cái vị, cái vị nữ quản lý trưởng duy nhất của trọng tài hội đó. Cô ta tên gì nhỉ? Đúng rồi, ân dung dung, anh có biết cô ấy không? Ân duyệt dung, tư giả hàn cải chính. Diệp oản oản vội vàng gật đầu, ồ nha đúng, là ân duyệt dung. Nghe đại danh đã lâu, vị tỷ tỷ này chính là một người rất nghiêm khắc đấy. Nghe nói cô ta đặc biệt phụ trách mảng hình phạt, từ sau khi cô ta nhận chức, trọng tài hội khóa này là một lần nghiêm khắc nhất. 12 châu, tất cả đều nơm nớp lo sợ, cuộc đuôi làm người, người người cảm thấy bất an, sợ bị trọng tài hội mời đi uống trà. Chật chật chật, vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại có thể dữ dội đến thế sao? Diệp Oản Oản mở miệng liền kêu một tiếng, tỷ tỷ, thần sắc tư giả hàn hơi hơi khác thường, nhưng cuối cùng vẫn không đi cải chính với nàng. Diệp Oản Oản tiếp tục nói, Nghe nói cô ta tự tay giết người chồng hợp pháp của mình, đem chồng tháo thành tám khối, uống máu ăn thịt. Thậm chí ngay cả con ruột đều giết chết, luộc chín và ăn rồi. Hơn nữa cô ta đặc biệt am hiểu sử dụng độc, toàn thân đều là độc. Người khác đụng cô ta một cái là sẽ chết, cho nên, mặc dù dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhưng căn bản không ai dám trêu chọc đến cô ấy. Bắt đầu từ lúc nãy, Diệp Oản Oản đã phát hiện ra những người khác không dám đứng cách Ân Duyệt Dung quá gần. Tư giả hàn nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, sắc mặt có chút khó mà hình dung, tin tức này em từ đâu nghe được. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, chỉ là một vài tin đồn, hình như là bắt đầu không biết từ đâu bát quái ra được. Tư giả hàn. Diệp Oản Oản quan sát ân duyệt dung, nhìn một cái, vừa liếc mắt, ngay sau đó linh quang trong đầu lóe lên, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Kỳ quái, người phụ nữ này, làm sao càng nhìn càng quen mắt. Diệp Oản Oản theo bản năng mà quay sang nhìn Tư Dạ Hàn, kết quả phát hiện người phụ nữ này lại có thể có nhiều điểm tương tự với anh. Có chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản lập tức vuốt vuốt gương mặt của Tư Dạ Hàn, bảo bảo, anh không được ôn nhu như thế, anh nghiêm túc một chút, hung ác một chút, nhìn em đi. Tư Dạ Hàn cũng không biết Diệp Oản Oản lại muốn làm cái gì, nhưng vẫn làm theo, biểu cảm hơi hơi nghiêm túc một chút. Diệp Oản Oản lắc đầu, không được, không được phải hung tợn thêm một chút nữa. Tư giả hàn bất đắc dĩ, mím chặt vành môi. Diệp oản oản than thở, không thể hung tợn thêm chút nữa sao. Vẫn rất là ôn nhu à nha. Tư giả hàn, đây đã là cực hạn rồi. Diệp oản oản, được rồi, được rồi. Tư giả hàn bật cười, nhìn lấy cô gái của mình, thế nào? Diệp oản oản gãi đầu một cái, không có gì, chỉ là em có cảm giác không hiểu vì sao dung mạo cái vị ân duyệt dung đó có chút tương tự với anh chứ đại khái là ảo giác hay sao đó. Thần sắc tư giả hàn khẽ run rẩy, ngay sau đó mở miệng, hẳn không phải là ảo giác. Diệp Oản Oản, hề. Hey. Diệp Oản Oản đang nói chuyện với tư giả hàn, ánh mắt ngay từ lúc đầu đã khiến Diệp Oản Oản cảm thấy cực kỳ không thoải mái kia, đột nhiên chiếu thẳng về phía nàng, không tị hiềm chút nào, cứ thế tùy ý quan sát nàng. Sau đó, liền thấy ân duyệt sung nghiêm nghị mở miệng nói, nhiếp tiểu thư đúng không? Nếu như tôi nhớ không lầm, tên của cô còn khác ở trên tuyệt sát lệnh cấp 1 của trọng tài hội. Mặc dù có A Cửu bảo đảm cho cô, nhưng tốt nhất là cô đừng cao hứng quá sớm. Việc bảo đảm của cậu ta chẳng qua là tạm thời, cô cũng không được hoàn toàn xóa tên khỏi danh sách tuyệt sát lệnh của trọng tài hội. Diệp Oản Oản bị ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ kia làm cho cả người cảm thấy không thoải mái. Thì ra không phải là ảo giác của nàng, quả nhiên là đang nhầm mũi dùi về phía nàng. Phản ứng thứ hai của Diệp Oản Oản là, xưng hô của nữ nhân này đối với tư dạ hàn, A Cửu. Tiếng xưng hô này cũng quá thân mật rồi đấy. Một bên, tư giả hàn lạnh lùng nhìn về phía cô ta, ánh mắt không hề có một chút nhiệt độ nào, quản lý ân, bảo đảm của tôi có phải là tạm thời hay không, không phải là do ngài định đoạt. Ngài vượt quyền. chương 2258, bầu không khí có chút lúng túng. Vừa dứt lời, Người phụ nữ nọ giống như nghe được cái gì đó khiến cô ta cực kỳ khó có thể tiếp nhận nổi, trong nháy mắt lửa giận bùng cháy, ngay cả mặt mũi đều có phần vặn vẹo, nghịch tử. Mày dám nói chuyện với mẹ như vậy? Lúc này, vị quản lý mập ở bên cạnh vội vàng đi ra giảng hòa, khục, hích, được rồi được rồi, hai mẹ con các người, có thể nói lời dễ nghe hơn một chút được không vậy? Vào giờ phút này, con người của Diệp Oản Oản đều đã sắp sắt xuống. Mẹ, mẹ con ân duyệt dung lại là mẹ của tư dạ hàn khục khục sao ho khan sao diệp oản oản ho khan không ngừng ân duyệt dung là mẹ của anh tư dạ hàn yên lặng một lát sau mới đáp lại anh và bà ta đã không còn quan hệ gì vẻ mặt diệp oản oản như đưa đám nói vậy có nghĩa là đúng là mẹ của anh rồi hả làm bậy rồi mới vừa rồi ở bên này nàng còn bát quái với tư dạ hàn về mẹ của anh lâu như vậy bầu không khí ở đây có chút rất lúng túng dường như ân duyệt dung cũng không muốn thất thố ở trước mặt người ngoài cố gắng đẻ nén cơn tức giận đi xoay người đi được một nửa bà ta đột nhiên xoay người lại vẻ tàn khốc trên mặt đều biến mất hết không còn tâm hơi nhìn tư giả hàn đầy ý vị sâu xa a à cửu bảo bảo con trai ngoan mẹ đã cho con cơ hội chớ ép mẹ được không giờ phút này vẻ mặt của người phụ nữ kia có thể nói là ôn nhu đến cực hạt nhưng mà xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ có thể nói là không có chút dấu vết nào của năm tháng, lại làm cho kẻ khác rợn cả tóc gáy. Nghe được lời của bà ta, khí tức của tư giả hàn cơ hồ là trong nháy mắt trầm xuống. Diệp Oản Oản cảm giác được lòng bàn tay anh chớp nhoáng siết chặt lại, khiến xương tay của nàng cũng đều cảm thấy đau. Trong mắt Diệp Oản Oản, nhìn xuống bàn tay to lớn của anh, lúc này thân thể của tư giả hàn mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Mối nguy cơ có thể khiến độc lập châu bị lật đổ lần này rốt cuộc cũng được giải trừ. Song chính rất sợ dịch thủy hàn làm khó dễ, thấy trọng tài hội bắt người rời đi rồi, cơ hồ là thế lực đầu tiên rút lui khỏi chiến trường, tiếp đó dòng thứ cũng lặng yên không một tiếng động dối rít rút lui. Cuối cùng, là các thế lực lớn và tứ đại gia tộc lần lượt rời đi. Trên chiến trường lớn như vậy, dịch thủy hàn một thân một mình đứng ở chính giữa, trên mặt tràn đầy trống rỗng và chết lặng. Người thân nhất biến thành kẻ thù lớn nhất, không có thứ gì có thể càng thêm châm biếm và nực cười hơn chuyện này. Ngay cả Diệp Oản Oản bên này cũng đều loạn thành một đoàn, cũng không biết nên nói cái gì an ủi, chỉ có thể đợi khi nào về, nhờ đường đường đi an ủi anh ta một chút. Nhiếp gia chủ và nhiếp phu nhân tựa hồ là lo lắng cho con trai, nhiếp phu nhân kéo tay nhiếp vô danh lại, con trai, chúng ta về nhà. Về nhà, nha. Nhiếp vô danh nhìn cha mẹ bên cạnh, em gái, ông ngoại, nhìn lấy người một nhà, vẻ mờ mịt nơi đáy mắt ngập tràn tư giả hàn nhìn vị phó hội trưởng du thiệu ở sau lưng một cái du thiệu hiểu ý gật đầu cất bước đi tới trước mặt nhiếp vô danh nhiếp thiếu tôi dẫn cậu đi gặp lăng miểu tiểu thư nhiếp vô danh nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên vội vã hỏi cô ấy như thế nào rồi mau dẫn tôi đi một bên tư giả hàn trấn an yên tâm tư hạ vốn định dùng cô ấy bắt giữ anh cho nên sẽ không làm thương tổn cô ấy nói xong anh tiếp tục giải thích, liên quan tới quy tắc trọng tài hội, thật ra thì đã có không ít người ôm tâm tư bất mãn. Tôi sẽ nghĩ biện pháp, chẳng qua là đề án sửa đổi quy tắc có thể thông qua hay không, tôi còn cần đi tìm một người, tạm thời không thể cho anh câu trả lời xác định. Ánh mắt nhiếp vô danh đầy phức tạp nhìn tư dạ hàn, cuối cùng thở dài một tiếng, vỗ bả vai của tư dạ hàn một cái, cười nói, đều là người một nhà, anh cũng không cần nói với em dễ một câu cảm ơn nhiều. Tư dạ hàn bật cười những lời này chính là lời cảm ơn tốt nhất. Một bên, nhiếp gia chủ và nhiếp phu nhân nghe nói như vậy, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì. chương 2259, tìm một ngọn núi lớn để dựa vào. Mặc dù vẫn luôn không quá ưa thích người đàn ông này, nhưng mà, lần này đúng là cậu ta đã bảo vệ được hoàn hoàn, còn ngăn cản một trận đại chiến. Chẳng qua là, thật không ngờ tới, ân duyệt dung lại sẽ là mẹ của cậu ta hơn nữa người phụ nữ kia lại còn có thái độ như vậy với con gái mình. Coi như là muốn phản đối cửa hôn sự này, với cái danh tiếng hết sức tệ hại kia của ân duyệt dung, bên phản đối cũng nên là bọn họ trước mới đúng. Lúc này, cách đó không xa, một chiếc xe gia đình MVP màu đen lái tới. Lâm khuyết xuống xe, sau đó kéo cửa xe ra, chỉ thấy bên trong xe bố trí tương đối thoải mái, thức uống nước trà điểm tâm, đầy đủ mọi thứ. Tư giả Hàn hướng về hai vợ chồng Nhiếp Gia và ông ngoại mở lời: Ông ngoại trọng thương chưa lành không thể đứng lâu, mọi người lên xe trước đi. Lúc này Nhiếp Gia chủ và Nhiếp phu nhân mới hồi phục lại tinh thần, hai người vội vàng đi qua đỡ. Nhiếp Hoài lễ nhìn về phía Tư Dạ Hàn, ngữ khí khách khí lễ độ, sợ là làm phiền Tư Tiên sinh rồi. Ngay sau đó, vội vàng nhìn về phía cha vợ nhà mình nói: Cha, là chúng con sơ suất rồi, cha chờ một chút, con lập tức phái xe qua ông cụ trải qua sinh tử mặc dù đã coi nhẹ rất nhiều chuyện nhưng đối với người con rể này đến cuối cùng vẫn có chút không thích ứng được không cần đâu nhiếp hoài lễ nghe vậy có chút lúng túng đứng ở nơi đó nhiếp phu nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải ông lão hướng về tư giả hàn nhìn lại ánh mắt ung dung thản nhiên quan sát anh mấy lần sắc mặt dường như khá hơn một chút mở miệng nói đi thôi nhiếp hoài lễ thấy cha vợ chào đón tư giả hàn như vậy không khỏi có chút cảm giác khó chịu trong lòng nhưng cũng không tiện nói gì tư giả hàn vội vàng đi tới cẩn thận đỡ lấy ông lão ông ngoại ngài cẩn thận dưới chân diệp oản oản thấy vậy cũng vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ông ngoại chậm một chút nhìn chiếc xe gia đình mvp kia diệp oản oản quả thật là ngoài ý liệu từ lúc nào tư giả hàn đã chuẩn bị sẵn xe của phương tiện rời đi rồi vậy hả lấy được cái gật đầu đồng ý và thừa nhận của ông ngoại đây là tìm một ngọn núi lớn để dựa vào à nha. Diệp Oản Oản để cho Nhiếp Vô Danh trước tiên đi theo Du Thiệu tìm Lăng Miểu, còn chính mình chiếu cố ông ngoại bên này. Mặc dù ông ngoại nói nhẹ nhàng, nhưng phương pháp đặc thù đó khẳng định là hung hiểm vô cùng, sợ là có tổn thương rất lớn đối với thân thể. Diệp Oản Oản không yên tâm, đuổi theo Băng Sơn Nam hỏi thật lâu. Chỉ tiếc, tên kia chỉ có gật đầu lắc đầu, cũng không hỏi được cái gì khiến Diệp Oản Oản gấp đến độ thiếu chút nữa không nhịn được cậy miệng của hắn ra. Ông ngoại, anh ta bị câm sao? Diệp Oản Oản cau mày. Ông ngoại tức giận nhìn cô nàng một cái, chẳng qua là cảnh mộ không thích nói chuyện. Con đừng đuổi theo hỏi cậu ta nữa, phương pháp kia mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, ta không sao. Diệp Oản Oản nhìn gương mặt quen thuộc của ông lão, sống sờ sờ ngồi ở trước mặt mình, nói với nàng những lời này, nước mắt không cách nào kìm nén, Chảy xuôi xuống Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi quỳ xuống Ở trước mặt ông ngoại Ông ngoại, con thật có lỗi Ông lão đỡ cô gái dậy Thần sắc thẫn thờ, không trách con Ban đầu cũng là ông ngoại quá mức kích động Ông ta đem tất cả kỳ vọng Đều gửi gắm ở trên người con gái Con gái lại gả cho con trai Của đối thủ một mất một con Nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn âu sầu Trong thất bại, tâm tính thật ra Thì cũng đã sớm xảy ra vấn đề Ông biết rõ chuyện của vô yêu năm đó, bất quá chỉ là một mồi lửa mà thôi. Ông lão nhìn về phía tư giả hàn ở bên cạnh, cậu tên là gì? Tư giả hàn vội đáp, tư giả hàn, ông ngoại có thể gọi con là A Cửu. Ông lão trầm ngâm hỏi, ban đầu, người khiến vô yêu lừa gạt ta len lén lui tới, chính là cậu. Thần sắc tư giả hàn hơi có chút khẩn trương, vâng. Sắc mặt của ông lão ngưng trọng hơn một chút, cậu và vô yêu còn có một đứa con trai. Lần này, ngay cả sắc mặt của Diệp Oản Oản cũng thay đổi, hốt hoảng nuốt nước miếng, ực, ông ngoại, không phải lỗi của anh ấy. Ngay tại thời điểm hai người Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn khẩn trương đối mặt với câu hỏi của ông ngoại, cửa phòng két, một tiếng bị đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ đi vào. Đường đường bảo bối đứng ở cửa, mềm mại nhỏ nhẹ kêu một tiếng, mẹ. Lời tác giả, các bảo bảo, đại chiến rốt cuộc viết xong rồi, trên căn bản các tình tiết tôi viết trước khi lấp hố đều là làm nền và đầu mối, mặc dù chẳng qua có chút sơ lược, nhưng nhất định sẽ lấp hố. Nếu có phần nào không cẩn thận chú ý tới, lỡ lướt mắt nhìn qua mà bỏ sót, có thể sẽ có chỗ xem không hiểu lắm tương đương. Sau đại chiến còn có một chút kết thúc và phiên ngoại, sẽ viết về mẹ của nhân vật nam chính, sư phụ của nhân vật nữ chính cũng sẽ giao phó, vai diễn của một nhà ba người sẽ nhiều hơn một chút. Hoa hoa hoa! Viết xong đại chiến quả thật là cảm giác thân thể bị móc sạch, nội dung phía sau và phiên ngoại có thể tôi sẽ vừa viết vừa nghỉ ngơi, ra chương sẽ không quá nhanh, nhưng tình tiết tương đối nhẹ nhàng, sẽ không hại não như thế nữa, mọi người cũng sẽ không cần phải chờ đợi đến nôn nóng tương đương. Liên quan tới mẹ của nhân vật nam chính, quả thật là tương đối khó xử, bất quá mọi người cũng không cần lo lắng, còn có đường đường bảo bối vuốt lông còn lợi hại hơn so với oản oản đây chương 2260, chẳng lẽ con không muốn chịu trách nhiệm? Nơi cửa, Lâm Khuyết đem đường đường đưa tới, đảo mắt thấy được bầu không khí ngưng trọng trong phòng này, liền đại khái hiểu được là có chuyện gì. Khó trách lại nhắn cho hắn ngay lập tức mang đường đường tới đây, thì ra là dùng con trai dập lửa của lão nhân ra. Lâm Khuyết len lén ra dấu, ok, cho tư dạ hàn, sau đó liền lặng lẽ lủi ra ngoài. Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy bảo bối nhà mình, vội vàng tỏ vẻ đầy đáng thương, dùng khẩu hình miệng nhờ giúp đỡ, bảo bối, cứu mạng. Đường đường lập tức nhào vào trong ngực của Diệp Oản Oản, đầy thân thiết mà dùng bàn tay nhỏ vỗ sau lưng của mẹ một cái. Sau đó, cậu nhóc liền chấp chấp đôi mắt to nhìn về phía ông lão trên giường bệnh, mẹ. Người này chính là ông ngoại của mẹ sao? Diệp Oản Oản vội vàng gật đầu liên tục, đúng vậy. Bảo bối tới đây, mau chào ông ngoại. Đường đường ngay lập tức khéo léo cất lời, cháu chào ông cố ngoại À. Đứa bé phía trước, một đôi mắt tròn xoe trong veo đen lay lấy, dáng dấp như được vẽ nên bởi một danh hỏa tài ba nhất, khỏi phải nói đáng yêu biết giường nào. Trên giường bệnh, ông lão đột nhiên nhìn thấy cậu nhóc, dường như còn có chút chưa tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn chăm chú đứa nhỏ đẹp như phấn điêu ngọc trác ở trước mắt, đây. Đây chính là đứa bé kia, tên gọi là gì? Một bên, Diệp Oản Oản vội vàng trả lời, Cháu nó gọi là Nhiếp Đường Tiêu, chữ Đường trong dáng vẻ đường hoàng đĩnh đạc, chữ Tiêu trong từ tiêu sái hào hoa. Ở bên cạnh, Đường Đường bảo bối mấp máy môi, biểu cảm tựa hồ có chút không mấy tình nguyện, "Mẹ, không phải là xương sườn non giấm đường suốt tiêu sao?" "Nhóc cũng thích xương sườn non giấm đường đó nha." Thần sắc ông lão đầy hoài nghi, "Cái gì mà xương sườn non giấm đường?" Diệp Oản Oản nào dám để cho ông ngoại biết chính mình đặt tên cho con tùy ý như vậy, vội vàng cười ha hả không có gì không có gì bảo bối hỏi ngoại có thích ăn xương sườn non giấm đường không đấy buổi tối để con làm cho ngoại cũng còn may ông lão cũng không nghĩ nhiều hướng về cậu bé ngoắc ngoắc tay đường đường đúng không qua đây đến chỗ ông cố bên này này cậu bé đi tới trước mặt ông ngoại ánh mắt sáng lấp lánh giống như thấy được thần tượng ngài thật sự là ông cố ngoại sao đương nhiên rồi ông lão không chút do dự đáp mẹ con nói ông cố phi thường lợi hại sau này con có thể theo ông cố học võ sao? Ông cố nhất định sẽ đích thân dạy con. Một già một trẻ rất nhanh liền ông một lời, cháu một lời mà bắt đầu trò chuyện, đại khái thật sự là vô cùng hòa hợp. Ông ngoại ở trước mặt đường đường hiền hòa nhẫn nại dị thường, bầu không khí cuối cùng cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Một hồi lâu sau, ông lão thở dài, bất đắc dĩ hướng về phía Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn đang khẩn trương chờ ở một bên nhìn một cái mở miệng nói được rồi hai người các con chớ khẩn trương ta đã nói rồi chuyện của những người tuổi trẻ các con ta đã không muốn quản nữa các con như vậy là tốt rồi huống chi con trai cũng đều đã lớn như vậy nói xong ánh mắt ông lão đầy sắc bén nhìn về phía hai người đường đường đều đã lớn như vậy hai người các con còn định cứ như vậy sống qua ngày không tính kết hôn trong lúc nhất thời diệp oản oản bị ông ngoại hỏi đến bối rối hả kết hôn Ông lão nghe được mấy từ này của Diệp Oản Oản, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, làm sao? Chẳng lẽ con không muốn kết hôn? Ngày trước con ngày ngày ở bên ngoài lêu lỏng không làm chuyện gì đàng hoàng thì coi như xong đi, hiện tại coi như là vì đường đường, cũng không thể cứ chơi tiếp như vậy. Huống chi ta thấy đứa nhỏ A cửu này quả thật cũng không tệ, chẳng lẽ con không muốn chịu trách nhiệm? Vừa dứt lời, ánh mắt tư giả hàn cũng lặng yên nhìn về phía Diệp Oản Oản đầy chờ mong. Diệp Oản Oản bị ông ngoại đùng đùng nói cho một trận, quả thật là hai mắt đều trợn tròn, này này. Ông ngoại, ngoại nói lời này, cái gì gọi là con không muốn chịu trách nhiệm chứ hả? Lời thoại này của ngoại, có phải là có chỗ nào đó không đúng hay không? chương 2261, Phụ Bằng Tử Quý Ông lão hừ một tiếng, không đúng chỗ nào, ông ngoại còn có thể không biết tính tình của con như thế nào sao? Vốn là không đúng, dưới tình huống bình thường, những câu mới vừa rồi, hẳn là ngoại nên đi nói với gã đàn ông đã, bắt cóc cháu gái của ngoại mới đúng chứ. Diệp Oản Oản không phục thấp giọng thầm thì. Ông lão, con cũng biết, đó là dưới tình huống bình thường. Cái gì Diệp Oản Oản cũng không muốn nói nữa rồi. Sau khi nhận mệnh mà thở dài một tiếng, Diệp Oản Oản ôm lấy cánh tay của tư dạ hàn, cười híp mắt mở miệng nói, chịu trách nhiệm, đương nhiên là chịu trách nhiệm rồi. Làm sao có thể không chịu trách nhiệm cơ chứ? Nhất định phải kết hôn khoảng thời gian này không phải là có nhiều chuyện xảy ra lắm rồi sao hết chuyện này tới chuyện kia nếu không con đã sớm dụ anh ấy đi cử hành hôn lễ nghe thấy lời của cô gái trái tim tư giả dạ hàn bỗng nhiên nhảy lên một cái giống như bị điện giật vậy ông ngoại nghe được lời của diệp oản oản lúc này sắc mặt mới hơi hòa hoãn lại ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì tựa hồ có chút hoảng hốt nếu không phải là năm đó ông quá cố chấp cố ý muốn ngăn cản hôn sự của con gái cuối cùng còn bỏ nhà ra đi, có lẽ cũng sẽ không tới mức ra nông nỗi như hiện tại. Bây giờ, đối với ông mà nói, không có gì quan trọng hơn so với hạnh phúc gia đình. Nhưng mà, ông ngoại à, bây giờ còn có một vấn đề lớn. Cha mẹ con bên kia, có chút ý kiến nho nhỏ đối với A Cửu, một mực không đồng ý cho bọn con ở chung một chỗ. Ngoại cũng biết, A Cửu là thủ lĩnh của A Tu La, lại còn là một trong những lãnh đạo của tổ chức tội ngục, cho nên cha mẹ con cảm thấy thanh danh của anh ấy không tốt lắm, luôn cảm thấy anh không phải là người tốt, cảm thấy anh ấy sẽ khi dễ con. Thật ra thì, sự thật không phải như vậy, những thứ bên ngoài kia toàn là đồn bậy đồn bạ mà thôi. Cho nên, đến lúc đó có khả năng còn cần ông ngoại giúp con khuyên nhủ cha mẹ. Diệp Oản Oản thừa cơ thỏ thẻ thỉnh cầu. Hiện tại, chuyện của mẹ A Cửu bên kia lại đột nhiên nhô ra, nàng sợ cha mẹ sẽ càng thêm không đồng ý rồi ông lão nhìn cháu gái nhà mình một cái lãnh đạm nói tỉnh queo nói ra nghe cứ như thể danh tiếng của mình tốt lắm ấy chút danh tiếng này của con còn không bằng a cửu bọn họ dựa vào cái gì mà ghét bỏ người ta diệp oản oản ha ha thật sự là ông ngoại ruột sao một bên tư giả hàn vuốt ve mái đầu ủ rũ của thiếu nữ ông ngoại vội yêu rất tốt là con không xứng với cô ấy con có thể hiểu được sự lo lắng của hai người bọn họ Diệp Oản Oản không nhịn được lại nhìn tư giả hàn nhiều thêm một cái, cùng với sự cảm động là sự giật mình thẳng thốt. Trình độ nói chuyện của tư giả hàn đã dần dần tiến bộ từ lúc nào rồi vậy hả? Ông lão rõ ràng cũng rất hài lòng đối với tư giả hàn, sau đó, đại khái là cuối cùng cũng ý thức được cháu gái nhà mình đã lớn, đã là một cô gái rồi, mới ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía tư giả hàn nói, A cửu, ta cũng phải nhắc nhở cậu một câu. Cháu gái của ta, nếu ta giao cho cậu, liền không thể để cho con bé chịu bất kỳ ủy khuất gì. Vô luận là bởi vì bất kỳ người nào, chuyện gì. Cậu có hiểu ý của ta không? Tư giả hàn hiểu rất rõ ông ngoại đang lo lắng điều gì. Vâng, con hiểu rồi, con sẽ xử lý tốt hết thảy. Sau khi trò chuyện xong, đường đường bảo bối vô cùng thân thiết chủ động yêu cầu lưu lại chơi cùng ông ngoại. Đi ra khỏi phòng. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Oản Oản lập tức không nhịn được nhìn tư giả hàn chầm chầm, chất vấn, thật không vậy. Tư, giả, hàn, anh rốt cuộc đã làm gì, ông ngoại em làm sao lại thích anh như vậy? Còn cháu gái ngoại ruột như em đây lại bị giáo huấn một trận. Tư giả hàn mặt không đổi sắc, có không? Diệp Oản Oản giận, đương nhiên là có. Anh phải biết ông ngoại em ôm thái độ gì đối với cha em. Thái độ đó khi đem đi so sánh với anh, anh sẽ biết ngay cái gì gọi là không có so sánh liền không bị tổn thương. Nếu như cha em biết ông ngoại đối tốt với anh như vậy, phỏng chừng sẽ bị tức chết. Quả thật là kỳ quái. Tại sao ông ngoại em lại nhìn anh thuận mắt như vậy? Tư giả hàn, đại khái là, phụ bằng tử quý sao? Diệp oản oản thấy tư giả hàn nghiêm trang nói ra bốn chữ phụ bằng tử quý, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra. Trời má, thật con miệng nó sao? Phụ, bằng, tử, quý thần thánh. Sao phụ bằng tử quý, cha được hưởng ké phúc của con. Nguyên gốc là, mẫu bằng tử quý, mẹ phú quý nhờ vào con trai. Ý chỉ trong xã hội phong kiến xưa, vốn trọng nam khinh nữ, thì người phụ nữ nào sinh được con trai thường sẽ được coi trọng và có đãi ngộ tốt hơn. chương 2262, chờ anh trở lại liền kết hôn. Tư giả hàn nhìn về phía xa xa, lòng có chút không yên mở lời, oản oản, sắp tới sẽ có đại hội mỗi năm một lần của trọng tài hội, anh cần phải đi thiên thủy thành một đoạn thời gian. Tới đại hội thường niên, trọng tài hội đều sẽ xử lý một số công việc trọng đại và sẽ tiến hành giả soát sửa chữa một lần đối với quy tắc của độc lập 12 châu. Diệp Oản Oản nghe vậy, không khỏi hơi nhíu mày, họp nữa sao? Đại hội trọng tài hội, khẳng định là ân Duyệt Dung cũng có mặt, hơn nữa mẹ của Tư Dạ Hàn, ân Duyệt Dung cũng chính là người của Thiên Thủy Thành. Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút lo lắng. Mặc dù đối với ân duyệt dung cũng không hiểu mấy, nhưng mà, chỉ từ sự kiêng kỵ của tư giả hàn đối với mẹ của anh mà xem, liền biết được khẳng định là không đơn giản. Cộng thêm trước khi đi, ân duyệt dung dùng gương mặt mỉm cười nói câu nói kia, thật sự là khiến cho người ta có chút sợn cả tóc gáy. Tư giả hàn hơi khựng lại, đáy mắt dường như thật nhanh thoáng qua một sự khẩn trương đầy đè nén, nhưng sắc mặt thoạt nhìn lại có vẻ lãnh đạm thờ ơ trước sau như một, nói một câu bằng một giọng vô cùng bình tĩnh, chờ anh trở lại, chúng ta liền kết hôn. Đang suy nghĩ viển vông, Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, lập tức rột, một cái ngẩng đầu lên, ngước đầu nhỏ, gật đầu thật nhanh, được, được, được à nha. Nhìn thấy con người sáng lấp lánh của thiếu nữ, trái tim tư dạ hàn trở về chỗ cũ, khóe miệng vốn căng thẳng cũng nở rộ một đường cong làm cho người ta động lòng. Anh ôm cô gái của mình vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cánh môi của cô. Diệp Oản Oản nháy con mắt, cảm thấy rất là khó hiểu đối với phản ứng của Tư Dạ Hàn. Em nói này bảo bối, anh làm gì lại kích động như vậy hả? Em đáp ứng với anh, không phải đã là chuyện đương nhiên rồi sao? Lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền tới thanh âm sâu kín của Lâm Khuyết, khục. Quấy dày một chút, nơi này còn có người. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn, bóng đèn nhan hiếu Lâm Khuyết, một cái, ờ, một tiếng, tôi biết mà, anh sáng sặc sỡ lóa mắt như vậy, làm sao tôi lại có thể không nhìn thấy cơ chứ? Lâm Khuyết, nếu thấy rồi, không thể cân nhắc tới cảm nhận của giống cầu độc thân quý hiếm này một chút sao? Lâm Khuyết yên lặng đứng tại chỗ, tỏ vẻ tôi cảnh lời rồi. Không biết Lâm Khuyết nghĩ đến cái gì, muốn nói rồi lại thôi, hướng về tư giả hàn nhìn lại, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói, cửu ca, chúng ta thật sự phải trở về thiên thủy thành sao? Chỗ đó chính là địa bàn của dì dung, lỡ như, một đi không trở lại. Lâm Khuyết còn chưa dứt lời, lập tức bị một ánh mắt sắc bén của tư giả hàn dọa sợ đến nghẹn trở về. Diệp Oản Oản vốn là không muốn hỏi nhiều, nhưng đều đã đến loại thời điểm thế này rồi, thật sự là không hỏi không được, A à cửu, anh và mẹ của anh. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tư giả hàn quả nhiên là rất kiêng kỵ ân duyệt dung, vừa nghe nhắc đến người này, biến sắc. Sau một hồi lâu yên lặng, tư giả hàn mở miệng nói, Oản Oản, anh cũng không muốn lừa gạt em, mẹ anh rất nguy hiểm khoảng thời gian này, em tận lực không nên đơn độc đi ra ngoài. Còn đường đường nữa, tạm thời không nên đi đến trường học, anh sẽ để cho Khương Viêm đích thân bảo vệ bọn em 24 phần 24. Sở dĩ anh nhất định phải trở về Thiên Thủy Thành, cũng là vì muốn đàm phán cùng mẹ. Diệp Oản Oản cao mày, nghiêm trọng như thế, anh nhất định phải trở về sao? Tư giả Hàn, hội nghị lần này không thể vắng mặt. Diệp Oản Oản, em sẽ cùng đi với anh. Không được, tư giả hàn lập tức cự tuyệt. Lâm khuyết thấy được được ánh mắt ra hiệu của cửu ca nhà mình, chỉ có thể phối hợp khuyên nhủ, này này, cửu tẩu, thật ra thì dì Dung cũng không đáng sợ như vậy, dì ấy không đem chồng mình tháo thành tám khối, cũng không đem tình nhân của chồng rút gân lột ra, càng không luộc sống con trai. Cô nhìn cửu ca đi, không phải là còn sống sờ sờ đó sao? Lời đồn đãi đều là giả, cô đừng tin. chương 2263, đừng trách em cướp tài sản, phóng hỏa, cướp rể. Ha ha ha, Diệp Oản Oản nghe được sạm mặt lại, Lâm Khuyết không giải thích cũng còn đỡ, vừa giải thích trong nội tâm nàng càng cảm thấy tồi tệ thêm. Tư giả hàn sắc mặt nghiêm túc nói, ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh trở về. Nếu như em đi cùng anh, anh sẽ phải chiếu cố em, làm việc ngược lại cũng không tiện lắm. Nhìn thái độ tư giả hàn, nhất định là sẽ không để cho nàng đi rồi. Diệp Oản Oản suy nghĩ, chính mình đối với loại sinh vật như mẹ chồng này, dường như thật đúng là không có biện pháp giải quyết triệt để nào, càng cố gắng càng phản tác dụng, vì vậy chỉ có thể gật đầu, vậy cũng tốt, nếu có chuyện gì, nhất định anh phải lập tức nói cho em biết. Tư giả hàn, được. Diệp oản oản nhíu mày, vậy ngày cưới của chúng ta liền quyết định là sau khi đại hội kết thúc nhé. Nếu như đến lúc đó mà anh vẫn chưa trở lại, vậy cũng đừng trách em cướp tài sản, phóng hỏa, kéo 500 anh em đi cướp, dễ đấy. Tư giả hàn nghe vậy bật cười, không có khả năng này. Mặc dù, anh rất chờ mong. Bắt đầu cầm lấy cái túi giấy màu nâu chạy tới, phong tỷ, thứ tỷ muốn đệ đã để cho người viết xong. Còn nữa, đệ đã phân phó, một khi có tin tức của kỳ hoàng liền thông báo cho tỷ. Tỷ hãy yên tâm. Biểu cảm của tư giả hàn dường như không có thay đổi gì, chẳng qua chỉ thản nhiên nhìn bắt đầu một cái. Diệp oản oản thì ngược lại, sống lưng cứng nờ, nhất thời đổi sắc mặt, Trừng bắt đầu một cái, được rồi, được rồi, lỗ tai tôi không có điếc, cậu nhỏ tiếng một chút. Nói xong, ho nhẹ một tiếng, vội vàng nhìn về phía Tư giả Hàn, cẩn thận từng ly từng tí mà giải thích, bởi vì sau khi đi hải đảo, kỳ tu nhiễm vẫn không có tin tức, cho nên em liền để người lưu ý một chút, anh đừng suy nghĩ nhiều nha. Tư giả Hàn phong khinh vân đạm đáp, trong mắt em, anh là người không biết phải trái như vậy. Diệp Hoản Hoản, ha ha, không phải đâu anh không phải như vậy một chút nào. Anh có thể nhận biết phải trái, cho tới bây giờ em chưa bao giờ bị biển giấm dìm chết bao giờ. Tư Dạ hàn. Diệp oản oản cười khan, sau đó từ trong tay bắt đầu cầm lấy túi văn kiện, bảo bảo, nếu anh muốn đi họp, vậy thì thuận tiện giúp em mang cái này theo luôn đi. Cái gì? Tư Dạ hàn hỏi. Diệp oản oản cười híp mắt trả lời, đương nhiên là công văn kiện dòng chính vi phạm hiệp ước. Đúng rồi, nếu như bọn họ không nguyện ý chịu phạt, vậy thì bồi thường tiền cũng được. Em không ngại đâu hà ha. Tư giả hàn hướng về, tiểu hồ ly, nhìn một cái, xoa xoa đầu của nàng, được rồi, giúp em tranh thủ đòi khoản bồi thường lớn nhất. Diệp oản oản nhất thời nhảy cỡn lên hôn tư giả hàn một cái, yêu anh nhất rồi. Một bên, bắt đầu chố mắt nghẹn học, chật chật thở dài, trước đó sao tôi lại sẽ có thể cảm thấy tu la chủ làm việc quá chính trực, không xứng với phong tỷ của mình, bây giờ nhìn một chút, thật là quá xứng đôi. Lâm Khuyết, vậy có thể là cậu có hiểu lầm gì đó với cửu ca nhà chúng tôi rồi. Đại hội thường niên quan trọng nhất của độc lập 12 châu sắp tới, rất nhanh, tư giả Hàn đã lên đường đi đến Thiên Thủy Thành. Sắc trời dần dần tối xuống, trước cửa Thiên Thủy Thành. Một chiếc xe màu đen vừa mới đậu, còn chưa kịp trình giấy tờ qua cửa, đã lập tức bị một đội nhân mã bao bọc vây quanh. Mờ tối, một gã thanh niên trẻ tuổi mang giày lính cầm đầu, nhanh chân đi tới trước mặt chiếc xe màu đen, lạnh giọng hỏi, thiếu chủ xin dừng bước, phu nhân có lời mời. Khuôn mặt gã thanh niên trẻ tuổi kia giống như máy móc lạnh giá, không có bất kỳ cảm xúc nào, cả người thật giống như một lưỡi đao dính đầy máu tanh, chỉ đứng ở nơi đó thôi cũng đã đủ để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Bên trong xe, Lâm Khuyết thò đầu nhìn ra bên ngoài một cái, thiếu chút nữa khóc lên, má ơi, là ngụy tử khiên. Thôi xong rồi cửu ca, dì dung ngay cả thiết vệ quân đều phái ra. Tôi đã nói không nên quay lại rồi mà, dì Dung khẳng định đang chờ bắt anh đấy. Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao. Vừa nghĩ tới gương mặt xinh đẹp đến tột độ kia của dì Dung, chân của hắn đều run lập cập. Thế cho nên, ngay cả gương mặt tương tự kia của cửu ca, hắn cũng không dám nhìn thẳng. chương 2264, Hồ Ly Tinh và Nhiệt Trùng Trong màn đêm, trang viên tối om om giống như mõm thú cực lớn. Trong khu vườn lớn như vậy, cơ hồ là không có một ngọn cỏ, nghe nói là bởi vì ân duyệt dung mở phòng thí nghiệm độc dược trong trang viên này, nên mới không có nổi một ngọn cỏ. Bên trong trang viên, tất cả mọi người cũng giống như con rối vậy, cúi thấp đầu đứng yên tại chỗ, trên khuôn mặt là vẻ thờ ơ mà lạnh giá, chẳng khác nào những con rối không có sinh mạng. Toàn bộ trang viên, giống như là một mộ phần tĩnh mịch, không hề có một chút âm thanh. Lâm Khuyết nơm nớp lo sợ đi ở phía sau tư giả hàn, cửu ca, hay là tôi chờ anh ở bên ngoài nhé? Tư giả hàn, cũng được, nhưng rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi, tôi không bảo đảm an toàn của cậu. Lâm khuyết, tính lại một chút, vẫn là để tôi theo chân anh, đi theo anh đi vậy. Cửu ca anh chậm một chút, đừng bỏ rơi tôi lại. Bên trong đại sảnh, người hầu dâng nước trà, Lâm Khuyết xuất phát từ khẩn trương, vội vã bưng cốc trà trên bàn lên được một hớp, nhưng mà một giây kế tiếp ngay lập tức liền phun toàn bộ ra ngoài, khục 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 hắn đúng là điên ngay cả những thứ kia mà cũng dám uống lỡ như bị hạ độc mà tèo mất biết đi đâu mà nói lý lẽ bây giờ chờ trong chốc lát ân duyệt dung còn chưa xuất hiện vậy mà có một người khác tới trước ân hành thấy là ai tới nhất thời mặt lâm khuyết đầy cảnh giác chỉ thấy người nọ mặc một bộ đồ thường nhàn nhã từ bước chân nhịp nhàng có thể nhìn ra là một cao thủ võ đạo đi theo phía sau hắn là một người hầu trẻ tuổi không lớn lắm Ân Hành mặt đầy thân thiết ra đón, "Đại ca, đã lâu không gặp." So sánh với sự nhiệt tình của Ân Hành, Tư Dạ Hàn thần sắc lãnh đạm nhìn người nọ một cái, không coi ra gì. Ân Hành dường như đã quen với cái phản ứng này của Tư Dạ Hàn, cũng không nói gì, nhưng mà khuôn mặt người hầu phía sau hắn lại đầy tức giận, thiếu chủ cuối cùng cũng trở lại rồi. Không ngờ tới, thiếu chủ lại sẽ vì một con đàn bà mà làm tới mức này, thật là khiến người ngoài ý muốn năm đó kỳ vọng của phu nhân đối với thiếu chủ lại là cao nhất nếu như là ngày trước chỉ là một gã người hầu làm sao dám có thái độ này đối với tư giả hàn bất quá ai cũng biết hiện tại ân gia trời đã trở gió cái gã con nuôi ân hành này mới là chủ nhân tương lai của ân gia tư giả hàn đã sớm bị ném bỏ tư giả hàn không lên tiếng nhưng lâm khuyết thì lại lườm người hầu kia một cái nếu không phải như vậy ngươi cho rằng là gì dung sẽ liếc mắt nhìn thẳng ông chủ của nhà ngươi sao bớt được tiện nghi còn ra vẻ, thật giống như là có ai đó thèm quay trở lại. Ân hành nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút bất thường nào. Người hầu ủy vào chỗ dựa là ân hành, lại thêm nôn nóng muốn nịnh bợ vị gia chủ tương lai ân hành này, lập tức hừ một tiếng, không hề sợ hãi mở miệng nói, nếu không coi ra gì, hiện tại lại trở về tới thiên thủy thành này làm cái gì. Thứ cho ta nhắc nhở một câu, lần này lửa giận của phu nhân sợ là không dễ dập tắt như vậy đâu. Lâm Khuyết, ta thấy là ngươi vẫn nên khuyên nhủ thiếu chủ một câu. Nếu thiếu chủ muốn biểu thị thành ý nhận sai, làm sao có thể hai tay chống trơn, ít nhất phải mang theo đầu của hồ ly tinh và nhiệt trùng ở ngoài kia. Cạch, một tiếng nhẹ nhàng, là âm thanh tư giả hàn để lại ly trà trên mặt bàn. Cùng lúc đó, khí áp trong phòng khách cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Bốp, một giây kế tiếp, trong nháy mắt khi người hầu nhỏ kia dứt tiếng, không đợi tư giả hàn phát tác, ân hành đã tung một trưởng quà thẳng vào trên mặt người hầu. Mặt của người hầu nhất thời sưng vù lên, răng cửa cũng đều rớt mất một chiếc. Càn rỡ, cút xuống cho ta, ai cho phép người vô lễ đối với đại ca như thế? Ân hành nổi giận. Vâng, người hầu ủy khuất không thôi mà lui xuống. Lâm khuyết đứng ở một bên bĩu môi một cái, làm bộ làm tịch. Dì Dung cũng không có ở chỗ này, người làm màu vậy cho ai nhìn đây? chương 2265, dùng con trai trói buộc. Sau lưng chuyển tới một loạt tiếng bước chân, ân duyệt dung toàn thân áo đen không nhanh không chậm đi ra, rốt cuộc bỏ về được rồi. Thế nào, đã nghĩ rõ chưa? Ân duyệt dung nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng cất tiếng. Tư giả hàn nhìn bà ta một cái, mặt không cảm xúc mà mở miệng, chẳng qua là tới thông báo cho bà một tiếng, tháng sau, là ngày cưới của tôi với vô yêu. Một giây kế tiếp, loảng xoảng một tiếng vỡ vang lên ân duyệt sung trực tiếp đập bể cái ly trong tay ở trên mặt đất mảnh vỡ bay lên trực tiếp hướng thẳng về phía tư dạ hàn bay đi rạch ra một đường máu ở trên cổ của anh cho nên con là cố ý muốn không vâng lời mẹ rồi hả vì người phụ nữ kia và một đứa nghiệt trùng khuôn mặt ân duyệt sung dần dần dữ tợn trong nháy mắt khi hai tiếng nghiệt trùng vang lên ánh mắt tư dạ hàn như băng nhũ nổ tung chú ý lựa lời ân duyệt dung khẽ cười một tiếng khuôn mặt xinh đẹp bởi vì tức giận đến thực hạn mà vặn vẹo a à cửu mẹ từng nói đừng ép mẹ mẹ cũng không muốn để cho con vào một cỗ thi thể thành thân lâm khuyết bén nhẹ chú ý tới mặt tư giả hàn nhìn như không đổi sắc nhưng cái ly trong tay đã xuất hiện một vết nước thấy rõ tư giả hàn mặt đầy lạnh giá bà có thể thử xem ân duyệt dung khẽ cười một tiếng a à, quả nhiên là cánh cứng cáp rồi a à cửu từ trước cho tới bây giờ con vẫn không dám đi ngược lại lời của mẹ. Lúc ấy con nhỏ như vậy, ngoan ngoãn như vậy, coi như là mẹ để cho con uống độc dược đau thấu gan thấu ruột, con cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng mà, bắt đầu từ khi người phụ nữ kia xuất hiện, đứa con trai này liền từng bước từng bước thoát khỏi sự khống chế của bà. Bây giờ còn lén sau lưng bà, trà trộn vào trọng tài hội, làm ra bảo đảm thay cho cô ta, thậm chí còn ở sau lưng làm dao động thế lực của bà. Một bên Lâm Khuyết vốn đang tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, nghe đến đó, không nhịn được âm thầm thấp giọng oán thầm. Nhìn cách bà ta nói mà xem, bình thường mẹ của người ta, ai sẽ để cho con ruột đi uống độc dược, đau đến thấu gan thấu ruột vậy hả? Hết lần này tới lần khác, cửu ca cũng thật là kỳ lạ, tín nhiệm đối với ân duyệt dung không hiểu là cao đến mức nào cơ chứ. Coi như là phát hiện ra độc dược uống vào sẽ đau đến chết đi sống lại, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư để cho anh uống, anh vẫn như cũ, sẽ ngoan ngoãn uống hết. Chỉ vì bà ta là mẹ của anh. Một bên, ân hành ung dung thản nhiên mà nhìn bộ dáng hai mẹ con dương cung bạt kiếm, đại ca, mẹ cũng là vì tốt cho anh. Không đợi ân hành tiếp tục nói thêm, một ánh mắt lạnh giá thấu xương, buốt đến tận cốt tủy bắn qua, khiến cho hắn giống như ăn phải phân giữa cổ họng, nghẹn cứng không nói ra được một chữ. Tư giả dạ hàn thu hồi ánh mắt từ trên người ân hành, bà đã có người thừa kế, cần gì phải tìm tôi trở về ân duyệt sung cười ôn nhu tự nhiên không giống nhau con là tác phẩm hoàn mỹ nhất của mẹ nghe nói như vậy đứng ở một bên ánh mắt ân hành không dễ dàng phát giác lấp lóe khóe miệng tư giả hàn xẹt qua một tia lãnh ý đầy diễu cợt thật sao quá khen a à cửu con trai ngoan của mẹ kinh nghiệm tình cảm của con quá ít ở trong chuyện nam nữ quá đơn thuần chẳng qua chỉ là bị nữ nhân kia lừa gạt con mới gặp được bao nhiêu cô gái mà đã thể không phải là cô ta thì không được. Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, hư, nhiếp vô yêu đó, lại có thể không tiếc lợi dụng con trai chói buộc con. Con làm sao lại rơi vào trong bẫy dập vụng về như vậy? Đại khái là muốn dùng chính sách dụ dỗ. ân duyệt sung đầy ôn nhu mở miệng nói, A cửu, tần hội phó và mẹ tương giao rất tốt, có ý định muốn thông ra cùng nhà chúng ta. Con gái của tần hội phó tần hy viện thiên phú võ đạo chắc tuyệt, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nhân thiên thủy thành, Gia tộc nhiều đời đảm nhận vị trí cao tầng trọng tài hội, chỗ nào lại không thể so được với con tiểu nhà đầu quê mùa kia chứ? Chương 2266, cô ấy là tốt nhất. Chỉ cần con cưới Tần tiểu thư, liền có thể một bước lên mây, đứng ở đỉnh cao nhất của độc lập châu. Tương lai, đứa bé do con và Tần tiểu thư sinh ra cũng sẽ là đời sau nắm giữ gen hoàn mỹ nhất. Chỉ có đứa bé của con và Tần tiểu thư mới có tư cách nắm giữ gen của con. A à cửu làm sao con lại không hiểu nỗi lo lắng vất vả của mẹ. Tình yêu là thứ trói buộc nhất vô dụng nhất, chỉ có quyền lực mới là thứ con nên theo đuổi đấy. Ân Duyệt Dung nói đến phần sau, trong con người mang theo sự cuồng nhiệt gần như điên cuồng, làm cho người ta không rét mà run. Tư giả hàn nhìn vẻ điên cuồng đến tột độ đầy quen thuộc kia trên mặt Ân Duyệt Dung, tất cả ký ức đè nén ở chỗ tăm tối nhất trong đầu giống như dã thú lao ra khỏi miệng cống, cứ thế tuôn ra ngoài, trong nháy mắt khiến cho đầu anh đau đớn muốn nứt ra. Cửu ca, cửu ca anh không sao chứ, thấy biểu cảm của tư giả hàn không đúng, lâm khuyết mặt đầy lo lắng. Tư giả hàn khẽ giơ tay lên một cái biểu thị không có việc gì, ngay sau đó ung dung thản nhiên mở màn hình điện thoại di động ra. Hình nền điện thoại di động là hình anh, Diệp Oản Oản và cả đường đường, một nhà ba người chụp chung. Tâm tình cơ hồ muốn xé toạc anh thành muôn mảnh kia chậm rãi lắng xuống, tư giả hàn cất điện thoại di động, chậm rãi nói, cô ấy là tốt nhất, không cần thiết so sánh cùng bất luận kẻ nào, con của tôi cũng sẽ chỉ có thể là con của cô ấy. Mày! Không đợi ân duyệt dung mở miệng, đáy mắt tư giả hàn xẹt qua một tia lạnh ý đầy máu tanh, trực tiếp cắt ngang lời bà ta, quản lý ân, đừng mưu toan động đến mẹ con bọn họ, nếu không tôi không bảo đảm tôi sẽ làm ra cái gì. Sau khi tư giả hàn rời đi, toàn bộ ân ra hỗn độn một mảnh. Nó lại dám, lại dám đối xử với ta như vậy, cả người ân duyệt dung cơ hồ đều chìm vào trong điên cuồng. mẹ xin bất giận, chắc hẳn chẳng qua là đại ca nhất thời hồ đồ mà thôi. ân hành ở một bên trấn an, huống chi mẹ, mẹ còn có con, ta à, hành vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội lại mẹ. ân duyệt dung tiện tay ném một khối ngọc bài cho hắn, âm thanh lạnh lùng phân phó, từ hôm nay trở đi, thiết vệ quân do con trực tiếp quản lý. ánh mắt ân hành lóe sáng, cảm ơn mẹ tín nhiệm đừng để cho ta thất vọng nếu không hết thảy bây giờ con có được ta tùy thời đều có thể thu hồi lại mẹ yên tâm con tuyệt đối sẽ không con sẽ thay thế đại ca hoàn thành tâm nguyện của mẹ ân hành sắc mặt nghiêm túc nói ân duyệt dung lẩm bẩm con trai ngoan đây mới là con trai ngoan của mẹ sau khi rời khỏi trang viên ân gia ân hành lập tức lên một chiếc xe sang trọng ngồi ở phía sau ân hành mở miệng nói với tay trợ lý lịch trình của tần tiểu thư đã lấy được rồi sao lấy được rồi đã chuyển đến địa chỉ mail của ngài rất tốt nghe nói thiếu chủ trở đã trở về rồi vậy thì thế nào ngươi cho rằng là hiện tại ân gia còn có chỗ đứng của hắn ngài nói đúng ân gia trong phòng ngủ nữ quản gia cao tuổi ngữ khí đầy nghiêm trọng mà ở bên cạnh trấn an khuyên nhủ phu nhân bà đừng để bị chọc tức ảnh hưởng thân thể ân duyệt dung xoa chán một cái sắc mặt âm trầm đáp, bà đi an bài một chút, tạo ra một chút cơ hội cho A Cửu và Tần Tiểu Thư. Ta cũng không tin, phẩm vị con trai ta sẽ thật sự thấp như vậy, không phân rõ cái nào là mắt cá, cái nào là chân châu. Phu nhân nói đúng lắm, tôi liền đi sắp xếp, chẳng qua là thiếu chủ còn chưa từng gặp Tần Tiểu Thư mà thôi. Nếu như là gặp rồi, với tướng mạo của Tần Tiểu Thư, nhất định thiếu chủ sẽ động tâm. Nữ quản gia nói xong, tiếp tục báo cáo, đúng rồi, phu nhân, tôi có tra ra được ân hành bên kia từ trong bóng tối tiếp cận tần tiểu thư, có cần tôi? Ân duyệt sung dường như không ngạc nhiên chút nào, không cần, để cho nó làm đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nó có thể làm đến mức nào. Nếu như là nó thật sự có thể khiến cho ta hài lòng, ta không ngại đổi con trai. Hoàn hoàn đại lão quá nông cạn, dáng dấp đẹp xuất sắc sao, đệ nhất mỹ nhân thiên thủy thành liền có thể đánh bại ta sao. Ta cũng không phải là dựa vào mặt ăn cơm. Lời tác giả, yên tâm, phía sau không ngược, không ngược he he tương đương cảm ơn các bảo bảo kiên nhẫn chờ đợi. chương 2267, đi dùng Mỹ Nam kế. Nữ quản gia trần chờ nói, phu nhân, hay là chớ hành động theo cảm tính thì hơn. Dù sao bà cũng chỉ có một đứa con trai là thiếu chủ này. Vậy thì đã sao, ha, đứa nhỏ này, quả nhiên y như cha của nó. Ban đầu đáng lẽ ra ta không nên sinh nó ra, thấy tâm tình chủ nhân kích động, không nghe lọt lời khuyên, nữ quản gia không có cách nào, chỉ có thể không khuyên nữa. Đang muốn lui ra, ân duyệt dung đột nhiên lại gọi bà ta lại, chờ một chút, cái tên người hầu không biết trời cao đất rộng kia, xử lý gọn vào cho ta. Con trai của bà, còn chưa tới phiên một người làm tới nói này nói kia. Nữ quản gia vội đáp, vâng. Ui trao, phu nhân trung quy vẫn là bao che người nhà đi. Đúng rồi phu nhân, còn có một việc nữ quản gia muốn nói lại thôi. Ân duyệt dung thần sắc không kiên nhẫn, muốn nói cái gì cứ nói. Tôi nghe nói, vị nhiếp tiểu thư kia ở chung với thiếu chủ có sinh một đứa bé, cũng đã lớn tận 4 năm tuổi rồi. Đứa bé kia dù sao cũng là cốt nhục của thiếu chủ, có cần đi nhận về không? Nữ quản gia hỏi dò. Trên mặt ân duyệt dung xẹt qua vẻ tức giận, mặt đầy vẻ chán ghét, thu hồi ý tưởng hoang đường của bà lại. Bất quá chỉ là một đứa nghiệt trùng, còn vọng tưởng muốn vào cửa của ân gia nữ quản gia là tôi nhiều lời thiên thủy thành một căn biệt thự nào đó tư giả hàn vừa tới chỗ dừng chân liền bắt đầu làm công việc bên trong thư phòng xu thiệu đẩy cửa đi vào báo cáo đại nhân tư hạ đã bị bắt giữ dự kiến sau khi kết thúc đại hội sẽ bắt đầu thẩm vấn tư giả hàn khẽ gật đầu một cái từ giữa một chồng văn kiện thật dày ngẩng đầu lên dịch hội trưởng trở về chưa dù thiệu lắc đầu, dịch hội trưởng ở bên ngoài giảng bài, chưa trở về. Trở về, lập tức báo cho tôi biết, tư giả hàn dặn dò. Vâng, dù thiệu mở miệng nói, đại nhân, theo tôi được biết, quản lý ân và tần hội phó tương giao rất thân. Nếu như ngài muốn tranh thủ thông qua dự luật mới, sợ rằng chỉ có thể tranh thủ sự ủng hộ của dịch hội trưởng. Dịch linh quân tại độc lập châu có danh vọng cực cao, học trò khắp thiên hạ, chỉ riêng bên trong 12 người quản lý trọng tài hội, đã có ba vị là đệ tử của ông ta. Thậm chí ngay cả nữ quản lý ân cũng đều cực kỳ kính ngưỡng và sùng bái đối với ông ta. Nếu như là lấy được ủng hộ của ông, thì cũng đồng nghĩa với dự thảo điều luật mới, là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ tiếc, tần hội phó giàu gì còn có một đứa con gái rượu nâng niu như Ngọc Quý là xương sườn mềm của ông ta, nhưng dịch hội trưởng lại một thân một mình, ngay cả tình nhân cũng không có, chứ đừng nói chi là vợ, con, cháu, thậm chí ngay cả đệ tử thân truyền cũng không có, thật sự là không dễ lôi kéo. Nhất định phải nghĩ ra được phương pháp có thể làm cho dịch hội trưởng đứng ở bên phía trận doanh chúng ta bên này, nếu không phần thắng của chúng ta quả thực là không lớn. Tư giả hàn nghe vậy, hơi nhíu mày, đây cũng chính là sự tình trước mắt khiến anh lo lắng. Một bên, Lâm khuyết bĩu môi nói, thành tựu võ đạo của dịch linh quân đã đạt tới đỉnh cao, môn đồ trải rộng toàn bộ độc lập châu, cả đời hết sức dồn tâm huyết vào việc giảng dạy, đức cao vọng trọng, được ca tụng như một vị thánh nhân. Người như vậy, làm sao có thể lôi kéo được cơ chứ? Hơn nữa tôi thấy, với tính tình của dịch linh quân, đoán chừng là tương đối cứng ngắc, rất có thể là cùng một kiểu người với đám người gì dung, sẽ không dễ dàng thông qua dự thảo điều luật mới. Sắc mặt tư giả hàn trở nên đăm chiêu, vô luận như thế nào đều phải thử một chút, không tiếc bất cứ giá nào. Ánh mắt du thiệu lóe lên, ngay sau đó mở miệng nói, dịch hội trưởng làm người quá mức công chính, quả thật khả năng lôi kéo được không cao. Thật ra thì, nếu như là đại nhân ngài có thể tranh thủ được sự ủng hộ của tần hội phó, là phương pháp nhanh nhất. Nếu không, nếu như bị vị em trai nuôi kia của ngài giành được trước, chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Căn cứ theo tin tức của tôi, ân hành đã sớm từ trong bóng tối tiếp cận thiên kim tần ra. Lâm khuyết thần sắc kinh sợ nhíu mày nói, cho nên, ông định để cho cửu ca tôi đi dùng Mỹ Nam kế. Ông cũng thật là dám đề xuất nhỉ, cũng không sợ người nào đó ồn ào lên, chọt cho độc lập châu thủng ra một cái lỗ lớn. Du Thiệu nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút không lời chống đỡ. Chương 2268, cái này sợ là buổi tiệc ra mắt. Du Thiệu mở miệng nói, quy định mới chính là bước tiến vĩ đại thay đổi lịch sử độc lập châu, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, thuộc hạ cho là, Nhiếp tiểu thư làm việc trầm ổn lão luyện biết giảng đạo lý, rất có chừng mực, cũng không phải là người không nói phải trái như vậy. Huống chi đại nhân làm như vậy ở mức độ rất lớn cũng là vì cô ấy, nếu như có thể thương nghị tốt với cô ấy, chắc hẳn nhiếp tiểu thư nhất định có thể thông cảm. Lâm Khuyết ở một bên nghe mà trợn mắt há mồm, trầm ồn, có chừng mực, giảng đạo lý. Làm sao ông lại có hiểu lầm đáng sợ đến vậy đối với nữ nhân kia vậy hả? Không đợi Du Thiệu nói thêm lần nữa, Tư giả Hàn đã lên tiếng cắt ngang, cái phương pháp này không cần nhắc lại. Dù thiệu, nhưng mà, đại nhân. Tư giả Hàn, có lẽ cô ấy có thể lý giải, nhưng tôi không làm được. Tư giả Hàn đều đã nói như vậy, Du thiệu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nghe tư giả Hàn và Du thiệu đối thoại, Lâm Khuyết đứng ở một bên yên lặng không nói gì. Rốt cuộc là ai cho các người ảo giác, cảm thấy nữ ma đầu kia sẽ lý giải và thông cảm vậy hả? Ý nghĩ của các người, từ lúc vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi có được không? Lúc này, chuông điện thoại di động của tư giả Hàn vang lên, tên người gọi đến là Tần Hội Phó. Lâm Khuyết nhìn màn hình điện thoại di động, có chút kinh ngạc, Tần Tung tìm cửu ca làm cái gì? Tư giả Hàn nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, rất nhanh liền bắt máy, alo, Tần Hội Phó. Quản lý tư à, hôm nay đến Thiên Thủy Thành rồi hả? Ừm, um, vừa tới lúc trạng vạng tối. Được được được, tôi đã đặt sẵn phòng ăn, ngày mai đón gió tẩy trần cho cậu. Ngài quá khách khí. Ha ha, hiếm thấy trọng tài hội có hậu sinh ưu tú như vậy, hơn nữa nữa tôi rất thích kết giao với những người trẻ giàu năng lực như quản lý tư. Chuyện kia cứ quyết định như vậy, ngày mai gặp, quản lý tư nhất định phải đến đấy nhé. Tất nhiên, sau khi nói xong, tư giả hàn cúp điện thoại. Du thiệu nói, không đợi chúng ta có hành động, tần hội phó vậy mà đã tìm tới cửa trước nhìn bộ dạng như vậy, so sánh với ân hành, tần hội phó có vẻ nghiêng về phía đại nhân ngài. Lâm Khuyết nói, tần tung cũng không phải là một kẻ ngu, dù sao cửu ca là con ruột gì dung, làm sao một đứa con nuôi có thể sánh bằng được cơ chứ? Cửu ca, anh định đi sao? Lâm Khuyết hỏi. Tư giả hàn không hề mở miệng, mà chỉ nhìn chằm chằm điện thoại di động, tựa hồ là đang suy tư gì đó. Đi dĩ nhiên là phải đi, chẳng qua là. Ngày hôm sau, tại phòng tiệc cao cấp nhất của Thiên Thủy Thành. Trên vị trí chủ tọa là Tần Hội Phó Tần Tung. Tần Tung cũng không phải là thực sự đi tới đây một mình, bên tay trái của ông ta có một thiếu nữ chân dài, thân hình yểu điệu, tướng mạo cực kỳ xuất sắc đang ngồi cạnh. Thời điểm Lâm Khuyết đi tới cửa, ánh mắt liếc xéo qua, vừa mới thấy được người ở bên trong liền trợn tròn mắt. Mẹ nó, làm sao Tần Đại Tiểu Thư cũng có mặt, ở nơi này là giả tiệc tẩy trần sao sợ là giả tiệc, tiệc ra mắt mới đúng chứ. Lâm Khuyết tự nhủ, nhỏ giọng lầm bầm. Tư giả hàn cũng không ngờ tới Tần Tung sẽ mang theo Tần Tiểu Thư đi cùng, bước chân hơi khựng lại, chân mày không dễ dàng phát giác cao lại. Tư hiền chất, cuối cùng là cậu cũng đến rồi. Mau vào, tôi giới thiệu cho cậu một người. Tần Tung nhìn thấy Tư giả hàn, lập tức nhiệt tình ra đón anh vào, dẫn tới bên cạnh con gái mình. Hiền chất, giới thiệu với cậu một chút, đây là con gái tôi, Tần Hy Viện. Viện Viện, đây chính là vị quản lý mới nhận chức trước. trước đó cha có giới thiệu với con, Tư Dạ Hàn, tuổi trẻ tài cao, là con trai của dì ân. Tư tiên sinh, chào anh, nghe đại danh đã lâu, vẫn luôn muốn có cơ hội làm quen với anh. Nghe cha nói anh đến Thiên Thủy Thành, liền năn nỉ ông ấy dẫn theo tôi tới đây, anh sẽ không để tâm chứ. Tần Hy Viện mỉm cười, tự nhiên cởi mở bắt chuyện. Hoàn hoàn đại lão ta nghe thấy giọt mưa rơi trên bãi cỏ xanh xanh chương 2269, vị hôn thê tôi ở đó. Trong bữa tiệc, Tần Tung và Tư Dạ Hàn trò chuyện một vài chuyện công không quan trọng, thấy bầu không khí không sai biệt lắm, liền cố ý dẫn dắt để tài hướng về trên người Tần Hy Viện. Viện viện nhà tôi trước đó vẫn luôn đi du lịch khắp mọi nơi, gần đây mới về đến Thiên Thủy Thành. Tần Tung nói, lúc này, Tần Hy Viện giống như lơ đáng hỏi thăm, đúng rồi, Tư Tiên Sinh, nếu như anh là người của Thiên Thủy Thành, tại sao lại vẫn cứ ở mãi tại Vân Thành. Ngón tay của tư giả hàn nhẹ nhàng ụp lên trên chiếc ly rượu men trắng, không nhanh không chậm đáp, thân tôi ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là vị hôn thê tôi ở tại Vân Thành. Giờ phút này, Lâm Khuyết đang tò mò không thôi mà dán vào khe cửa hóng chuyện, nghe được câu này, nhất thời không khỏi sinh ra sự kính trọng trong lòng. Cửu ca châu bò, quả nhiên, nụ cười mỉm trên mặt tần hy viện dường như cứng đi mấy phần, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự tự nhiên, rời đi để tài tiếp tục bắt chuyện, thật sao? Tôi mới vừa trở về Thiên Thủy Thành, các bạn bè quen thuộc không nhiều, bình thường sở thích giải trí lớn nhất chính là luyện võ, bắn tên một chút, cũng có chút nghiên cứu đối với y thuật. Không biết tư tiên sinh yêu thích cái gì, dì ân có y thuật lợi hại như vậy, chắc hẳn khẳng định tư tiên sinh cũng là trò giỏi hơn thầy. Không biết lúc nào có thời gian rảnh rỗi cùng nhau nghiên cứu một chút không? Đang đứng ở góc tường nghe lén, lâm khuyết chật chật chất lưỡi, lại bắt đầu chiêu bài, hạ thủ từ sở thích chung rồi sao? Sắc mặt tư giả hàn không thay đổi chút nào, không có gì đặc biệt, bồi con trai luyện võ, bắn tên, đọc sách. Tần hy viện, tần tung, ca, o, knock out, knock out. Ngắn ngủi hai câu, tư giả hàn liền trực tiếp tiêu diệt gọn cuộc trò chuyện rồi. Cuối cùng, một bữa cơm kết thúc ở bên trong bầu không khí đầy quỷ dị. Tần tung sắc mặt không vui, tên nhóc này, không ngờ rằng không biết phải trái như vậy. Ông ta cũng không tin tư giả hàn có thể không biết hôm nay ông mời khách là có ý gì. Tần hy viện vậy mà lại không có vẻ tức giận, cười cười, thật ra con rất là yêu thích đó nha. Những thứ đàn ông kia cha giới thiệu, con gặp nhiều lắm rồi, nhìn thấy liền phát ngán. Cái người này ngược lại rất khác biệt. Nhưng mà tên nhóc này, ngay cả con riêng đều có rồi, nói chuyện lãnh đạm, nhìn tính tình này tương lai cũng tuyệt đối sẽ không biết dỗ người con xác định là vừa ý tên nhóc này sao? Tần Hy Viện gật đầu, chẳng qua là, nghe nói vị hôn thê đó của anh ta cũng không dễ trêu chọc. Tần Tung lộ ra vẻ khinh thường, chỉ cần con gái bảo bối của cha thích, coi như là trang sao trên bầu trời cha cũng hái xuống cho con. Huống chi bất quá chỉ là một gia tộc nhỏ bé như hạt cát ở vùng xa xôi hẻo lánh mà thôi. Toàn bộ độc lập 12 châu này, mặc kệ con thích tuyếp đàn ông như thế nào, cha cũng có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời dù sao cũng không có người nào dám cùng cái vị phó hội trưởng trọng tài hội như ông tranh cướp con rể cảm ơn cha con biết là cha tốt nhất mà nhớ phải tạo cơ hội giúp con nha con đó nha đừng có bạn trai quên mất người cha già này là được đương nhiên sẽ không sau khi rời khỏi nhà hàng tư giả hàn mới vừa lên xe còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên là điện thoại của diệp oản oản sắc mặt tư giả hàn hơi co giật đầu tiên là khựng lại một chút, mấy giây sau, mới bắt điện thoại, ngữ khí như thường, alo, oản oản. Bảo bảo, bảo bảo, anh bên kia vẫn thuận lợi chứ. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh tiếu tít của Diệp oản oản. Tư giả hàn gật đầu, hết thảy thuận lợi, không cần lo lắng. Ngoài cửa xe là dòng xe chạy, lúc này truyền đến âm thanh mấy tiếng còi xe. Diệp oản oản hoài nghi hỏi, hích, đã chế thế này, anh còn ở bên ngoài sao? Tư giả hàn, có một bữa cơm. Bữa cơm sao? Cùng ai vậy? Diệp Oản Oản kéo dài âm thanh, cố ý hỏi. Tư giả hàn, người của trọng tài hội. Diệp Oản Oản, nam hay nữ vậy? chương 2270, bản năng muốn sống này thật sự là... Một bên, Lâm Khuyết nghe thấy câu hỏi này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nhịp tim nhất thời tăng nhanh. Cũng không biết báo cho vị tiểu tổ tông này biết, thế là tốt hay không nữa tư giả hàn, nữ có nam có. Diệp Oản Oản, ôi chao, còn có nữ nhân sao, cô ta làm cái gì? Tư giả hàn, người nhà của phó hội trưởng trọng tài hội. Diệp Oản Oản, ô, lớn tuổi không, dáng dấp đẹp mắt sao? Tư giả hàn, sắp tới 40, tướng mạo cũng không chú ý. Dường như là cuối cùng Diệp Oản Oản cũng yên tâm, được rồi tương đương không có cách nào, một mình anh ở tại thiên thủy thành thật sự là quá nguy hiểm vạn nhất bị người khác nhớ thương thì làm sao bây giờ? Tư giả hàn, lâm khuyết, đã bị nhớ thương rồi. Diệp Oản Oản, A Cửu, em nói với anh này, ngày hôm qua tiểu tử cung húc kia gửi tin nhắn cho em, bảo em giúp cậu ta chọn kịch bản, sau đó em liền chọn ra được một kịch bản đặc biệt cầu huyết. Mẹ của nhân vật nam chính không thích nhân vật nữ chính, không muốn nhân vật nam chính cùng với nhân vật nữ chính ở chung một chỗ. Vì muốn giữ nhân vật nam chính lại, Liên an bài vài cô gái càng xinh đẹp hơn đi cấu kết với nhân vật nam chính. Kết quả, chật chật, nhân vật nam chính vậy mà lại không thể chịu đựng được khảo nghiệm. Vành tai, Lâm Khuyết nghe đến đó, trái tim đền đã muốn thoát lên tới cổ họng rồi, khẩn trương nhìn về phía tư dạ hàn. Âm thanh tư dạ hàn coi như là ổn định, đây chẳng qua là kịch bản mà thôi, trên thực tế sẽ không có chuyện như vậy. Diệp Oản Oản bỗng nhiên nói, làm sao biết được không có chứ mặc dù cái này là kịch bản nội dung cốt truyện cũng rất máu chó nhưng bất quá cũng rất có thể sẽ phát sinh có được hay không tư giả hàn sẽ không có cô gái nào có thể xinh đẹp hơn em được đâu diệp oản oản lâm khuyết diệp oản oản hi hi bảo bảo em rất thích cách anh nói ra những lời thật lòng như vậy sau khi tư giả hàn dứt tiếng đầu kia điện thoại di động diệp oản oản hoàn toàn bị vuốt lông rồi đầy đắc ý hướng về phía điện thoại di động hôn một cái sau đó cúp điện thoại. Lâm Khuyết nghe đoạn đối thoại của hai người, đã xem mà than thở. Bản năng muốn sống của cửu ca, quả thật là quá tuyệt rồi. Mỗi câu trả lời cũng không có vấn đề, nhưng mỗi câu trả lời đều tránh nặng tìm nhẹ rồi. Tuyệt nhất là nghe nói Tần Hy Viện đã sắp tới 40. Nhưng Tư Dạ Hàn cũng nói, căn bản cũng không có chú ý người ta, cho nên tuổi tác không rõ ràng, cũng không ai có thể bảo rằng anh nói sai một lời tỏ tình cuối cùng lại càng là nét bút đẹp vẽ rồng điểm mắt lâm khuyết không khỏi suýt xoa từ sau khi nói chuyện yêu đương phương diện nào đó của cửu ca thật đúng là đã đột nhiên tăng mạnh đợi sau khi cúp điện thoại tư dạ hàn nhéo nghi tâm một cái rõ ràng là đang thở phào nhẹ nhõm bên này anh thật vất vả mới chấn an được diệp oản oản để cho nàng ngoan ngoãn ở bên kia chờ tin tức của anh tự nhiên là không thể nói với nàng chuyện xảy ra tối nay sóng gió nhỏ này rất nhanh đã kết thúc tin tưởng rằng sau khi anh cho thấy thái độ tần tung hẳn là sẽ tự biết đánh tan chút tâm tư kia anh hiểu rõ bản thân cái quyết định này sẽ khiến cho chuyện về sau của anh gia tăng độ khó nhưng ngay từ đầu anh đã không có một chút dự định đi theo con đường tần tung này nhưng mà lần này tư giả hàn không ngờ tới sau đó sẽ xuất hiện cục diện làm cho anh cảm thấy khó giải quyết vừa dạng sáng hôm sau cao ốc văn phòng trọng tài hội Tần Tung dẫn Tần Hy Viện đi qua tham quan học tập. Tần Hy Viện không chỉ nghiên cứu hệ thống pháp chế của độc lập 12 châu, hơn nữa còn tinh thông luật pháp các nơi trên thế giới, cho nên lấy được danh hiệu cố vấn cấp cao của trọng tài hội. Tần Tung rất hiển nhiên cũng rất muốn đem nàng đẩy lên vị trí quản lý viên. Trên đường đi, Tần Hy Viện bị một đám nhân viên vây vào giữa như sao vây quanh trăng. Bất quá, giờ phút này tư giả dạ Hàn đang ở phòng hồ sơ lầu chót, Tần Hy Viện đi một vòng cũng không gặp được anh. Tới tận đêm khuya, tần hy viện há miệng chờ sung dụng, rốt cuộc ở cửa chờ được anh. chương 2271, trời sập. Quản lý tư, tần hy viện lập tức lên tiếng gọi anh lại. Tư giả hàn dừng chân lại, tần tiểu thư. Nghe nói gần đây quản lý tư vẫn đang luôn sửa sang dự luật, còn đưa ra cách tân rất lớn, trước đó cũng rất muốn tham khảo cùng anh một phen, không biết tối nay anh có rảnh hay không. Tần hy viện khéo léo dùng một nụ cười thật đẹp đưa ra lời mời, trên mặt là thần sắc tự tin. Rất hiển nhiên, đề nghị này của Tần Hy Viện có sức hấp dẫn vô cùng. Nói bóng gió, nếu như anh muốn dự thảo luật quan trọng này được thông qua, vô luận từ phương diện nào mà nói, cô ta cũng sẽ là trợ lực rất lớn. Không có, tư giả hàn cơ hồ một giây đồng hồ để xem xét cũng đều không dùng. Vậy tối mai thì sao? Tần Hy Viện kiên nhẫn không bỏ. So sánh với thời điểm đối mặt với Diệp Oản Oản phải cân nhắc từng chữ một đối mặt với tần hy viện, hiển nhiên tư giả hàn ngay cả lý do đều lười tìm. Vì vậy, tư giả hàn quay thẳng sang phía lâm khuyết nhìn một cái. Lâm khuyết chỉ có thể thu thập cục diện dối rắm ho nhẹ một tiếng nói, quả thực xin lỗi tần tiểu thư, gần đây quản lý trưởng của chúng tôi đều đang bận rộn chuẩn bị cho đại hội, thật sự là không thể có thời gian rảnh rỗi. Nhiều lần bị cự tuyệt, nụ cười trên mặt tần hy viện rốt cuộc cũng thu lại một chút, có lẽ quản lý tư không biết, em trai nuôi của anh, ân hành gần đây vẫn đang muốn hẹn gặp tôi. Quản lý tư là một người thông minh, hẳn phải biết chuyện này có ý vị như thế nào. Nếu như là cưới cô ta, chính là một bước lên mây. Huống chi bản thân cô ta lại còn là đệ nhất Mỹ nhân thiên thủy thành. Toàn bộ độc lập 12 châu này còn không có người đàn ông nào không muốn kết hôn với cô ta. Cho nên, nếu như là cô ta lựa chọn ân hành, như thế, tư giả hàn sẽ mất đi quyền thừa kế gia tộc, thậm chí bị mất đi con đường thăng tiến sau này đấy. Cùng lúc đó, ân ra. Như thế nào rồi, ân duyệt dung bưng ly trà. Bẩm báo phu nhân, tần tiểu thư rất có hảo cảm đối với thiếu chủ. Chỉ tiếc, thiếu chủ cậu ấy. Hừ, ta biết ngay mà, nó cũng đã sớm bị nha đầu quê mùa kia mê hoặc không còn lý trí. Chỉ vì một người đàn bà, ngay cả tiền đồ và gia tộc cũng không cần. Nữ quản gia nghe vậy, sau khi do dự mãi, vẫn đành thử thăm dò, phu nhân, thật ra thì, gia thế của vị nhiếp tiểu thư kia cũng xem như là tốt, nghe nói thời điểm tại học viện xích diễm, thành tích vô cùng ưu tú. Mặc dù tính tình có chút ít nhảy nhót, nhưng tính tình thiếu chủ trầm mặc, vừa vặn có thể trung hòa. Nếu thiếu chủ và nhiếp tiểu thư yêu thật lòng, ngài cần gì nhất định phải ngăn trở. Đang không có lý do gì, lại chọc khiến cho hiểu lầm của thiếu chủ đối với ngài càng sâu hơn. Ân Duyệt Dung nghe nói như vậy, giống như là nghe được chuyện cười lớn gì đó, yêu thật lòng. Tình yêu là thứ đồ vật nực cười nhất, dối trá nhất trên thế gian này. Ta đã sớm nói với nó ngàn vạn lần, nó lại càng cố ý dẫm lên vết xe đổ của ta ngày xưa. Phu nhân à, có mấy lời, coi như là ngài trách phạt, lão nô cũng không thể không nói một câu. Ý tưởng của ngài, thật sự là quá khiên cưỡng rồi. Thiếu chủ không phải là ngài, không nhất định sẽ dẫm vào vết xe đổ. Ân duyệt dung cười lạnh một tiếng, a, à, được à nha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn chúng rốt cuộc yêu nhau thật lòng đến mức nào, có thể trải qua được bao nhiêu khảo nghiệm. Đêm khuya, biệt thự ngoại ô thiên thủy thành, tư dạ hàn làm việc trắng đêm. Dạng sáng ngày hôm sau, Lâm Khuyết đột nhiên mang theo vẻ mặt như thể trời sập xuống một dạng, vọt vào thư phòng của tư dạ hàn. Cửu ca, cửu ca, xong đời rồi, lần này thật sự toi thật rồi. Lâm Khuyết thở hồng hộc, cầm một chồng báo giấy trong tay. Bởi vì thức đêm làm việc, mí mắt dưới của tư giả hàn có một vết thâm quầng mờ mờ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu. Lâm khuyết gấp đến độ không thôi, chỉ có thể trực tiếp mở miệng nói, cửu ca, anh trước tiên chớ có gấp, trời cũng đã sắp sập xuống tới nơi rồi. Anh mau nhìn tờ báo này xem. Lúc này tư giả hàn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng một chút, nhìn trên tờ báo lâm khuyết đưa tới. Một giây kế tiếp, tư giả hàn liền đổi sắc mặt, chương 2272, nàng bị xanh biếc. Tiêu đề nhật báo Thiên Thủy Thành, đăng một bộ ảnh chụp to rõ ngay trang đầu. Trong hình là ảnh chụp thời điểm tư dạ hàn, Tần Tung cùng với Tần Hy Viện ba người đêm hôm đó ăn cơm cùng nhau. Tiêu đề viết, đệ nhất Mỹ nhân Thiên Thủy Thành cùng với quản lý trưởng mới lên cấp đi gặp phụ huynh, có lẽ là hôn sự sắp tới. Miệng nó, miệng nó, thảm hại hơn nữa là, hiện tại chuyện bát quái này đã truyền khắp toàn bộ độc lập 12 châu rồi. Lâm Khuyết mặt đầy kinh hoàng nuốt nước miếng, cho nên nói cách khác. Cửu tẩu, khẳng định là cô ấy cũng đã biết cô ấy bị xanh biếc. Nhìn chằm chằm tiêu đề trên tờ báo, thần sắc lãnh đạm của tư giả Hàn rốt cuộc cũng có chút tan vỡ. Hết lần này tới lần khác, lại là tấm hình này, hơn nữa nội dung bài báo, ngay cả thời gian và ngày tháng đều đã đánh dấu rõ ràng rồi. Đêm hôm đó, oản oản vừa vặn gọi điện thoại qua mà anh vì không muốn để cho nàng hiểu lầm lo lắng cũng không có nói thật nếu như bị nàng nhìn thấy tờ báo này để cho nàng biết chính mình lừa nàng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cùng lúc đó vân thành diệp oản oản đang ở ven hồ bồi ông ngoại câu cá vô yêu hay là con đi chỗ khác chơi đi nhích tới nhích lui dọa cho cá của ta đều sợ chạy hết thích vậy thì con không động không động nữa được rồi, lòng con không tính, làm sao có thể câu được cá. Ông ngoại ý vị Thâm Trường nhìn cô gái một cái, nhớ a cửu rồi hả? "Hả, nhớ." Diệp Oản Oản cắn cọng cỏ đuôi chó, không một chút rè dặt nào gật đầu. Càng nhiều hơn chính là lo lắng, lo lắng mẹ anh sẽ làm khó anh. Bất đắc dĩ, trước khi đi, nàng đã thề son thề sắt đáp ứng phải ngoan ngoãn chờ đợi, cho nên bây giờ việc có thể làm cũng chỉ có chờ đợi tin tức của anh bên kia. Ngay lúc Diệp Oản Oản đang nói chuyện với ông ngoại, cách đó không xa, bắt đầu, thất tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão, và đám người phó Minh Hy đầy ám ngụy mà tụ ở chung một chỗ, đang anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, đùn qua đẩy lại lẫn nhau, thậm chí thiếu chút nữa đã ra tay đánh nhau. Tam trưởng lão, bắt đầu, tin tức này là cậu nghe được trước tiên, dĩ nhiên là cậu đi thông báo cho Minh Chủ rồi. Bắt đầu, cái lão già chết tiệt này, ông để cho tôi đi chịu chết đúng không? chuyện nguy hiểm như vậy đương nhiên hẳn là nên để cho để cho người có võ công tốt nhất trong chúng ta đi nói rồi bắt đầu nói xong ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người đại trưởng lão đại trưởng lão ngay lập tức bác bỏ tôi cho là tam trưởng lão đa mưu túc trí ăn nói khéo léo do tam trưởng lão tới truyền đạt là ổn thỏa nhất tam trưởng lão lập tức chỉ mặt đại trưởng lão tức giận mắng đừng mở mắt nói bừa lần trước tôi đi kiểm tra sức khỏe Bác sĩ còn nói tôi có triệu chứng bị bệnh mất trí của tuổi già. Tôi thấy là thất tinh thích hợp nhất, thất tinh là đàn em được minh chủ tiến nhiệm nhất. Bác đầu, phi, một tiếng phỉ nhổ tam trưởng lão, lão thất nói chuyện thẳng thắn như vậy, không một chút quanh con nào, ông để cho cậu ta đi nói, là muốn thiên hạ đại loạn sao? Tôi thấy là như vậy đi, vẫn là chứa nói thì hơn. Dù sao mọi người cũng không muốn chết, đúng không? Thuyết pháp này của bác đầu thật hiếm thấy vậy mà nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người. Trừ, Phó Minh Hy. Như vậy sao được, như vậy há chẳng phải là sẽ để cho Minh Chủ bị động, chẳng hay biết gì. Không được, nhất định phải nói cho Minh Chủ, để cho Minh Chủ biết bộ mặt thật của tên cặn bã nam đó. Phó Minh Hy kích động mở miệng nói. Bắt đầu, vậy cậu đi nha, đi nói nha. Phó Minh Hy, tôi không đi, tôi còn muốn giữ lấy mạng, để sớm ngày đi theo Minh Chủ mấy người các người, ồn ào ở chỗ này nói gì thế? Thật ra đều nghe được âm thanh của các người, Diệp Oản Oản cũng không biết đã đi qua từ lúc nào. Mấy người nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, đều bị dọa cho sợ hết hồn. Sau đó một tên hai tên đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không một ai dám lên tiếng. Rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Oản Oản hỏi. Chương 2273, sự lãnh đạm bình tĩnh đến từ chính thất. Thấy bọn họ đều không nói lời nào, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là chỉ đích danh, bắt đầu, cậu nói. Bắt đầu bị điểm danh rồi, chỉ có thể đứng dậy với vẻ mặt đưa đám, vò đầu bước tai xoắn suýt cả nửa ngày, cuối cùng chỉ vào cỏ xanh dưới chân Diệp Oản Oản, chuyện đó. Phong tỷ, tỷ nhìn, dưới chân tỷ dẫm đạp, đây là cái gì? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bước, dưới chân tôi đang đạp. Cỏ, bắt đầu lại chỉ lá cây ở một bên, phong tỷ, tỷ lại rời ánh mắt nhìn lá cây này, có phải là đặc biệt? Đặc biệt, đặc biệt. Diệp Oản Oản, xanh biếc. Bắt đầu gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, là cọng cỏ nhỏ, là lá cây này, thật là xanh biết bao nhiêu, thật là xanh. Trên trán Diệp Oản Oản nổi gân xanh lên, một cước đạp thẳng, nói tiếng người cho tôi. Bắt đầu nhất thời kêu gào một tiếng, phong tỷ, tỷ bị xanh biếc, gào. Diệp Oản Oản. Sau ba giây yên lặng, Diệp Oản Oản không khỏi quay mặt nhìn về phía bắc đầu, dường như trong lúc nhất thời không thể hiểu được ý tứ của cậu ta, cậu nói cái gì. Lúc này, Phó Minh Hy cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đem điện thoại di động đưa tới, Minh Chủ, tự cô xem đi. Diệp Oản Oản nhanh chóng mở ra, nhìn lướt qua, sau đó liền thấy được dòng tiêu đề to tướng ở dòng đầu, cùng với nội dung của bài báo lá cải. Đám người bắt đầu, Phó Minh Hy ở một bên nín thở đưa mắt nhìn, cẩn thận quan sát phản ứng của Diệp Oản Oản, vừa đồng loạt không tự chủ được lui về sau một bước. Sau đó Diệp Oản Oản tiếp tục xem kỹ nội dung tin tức kia, lập tức nhớ lại, vào thời gian trong bản tin này, Diệp Oản Oản đã gọi điện thoại cho Tư Giả Hàn. Khi đó, Tư Giả Hàn rõ ràng đã nói, người phụ nữ trong bữa cơm kia, tuổi gần 40. Nhưng bây giờ có lại có chân tướng, cũng chính là nói, Tư Giả Hàn cố ý che giấu nàng. Phút, Diệp Oản Oản giơ tay lên, A, à, 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 Phong tỷ, tỷ tỉnh táo lại đi, bắt đầu sợ đến nhảy cỡn lên. Diệp Oản Oản lườm cậu ta một cái, giơ tay lên đem bài viết kia nhét lại vào trong tay cậu ta, rêu rao bậy bạ cái gì đó. Không phải chỉ là một tin tức bát quái sao? À, Phong tỷ, tỷ không tức giận sao? Bác đầu yếu ớt mở miệng hỏi. Phó Minh Hy, Minh chủ, có phải là cô tức đến chập mạch rồi hay không? Diệp Oản Oản nghiêng người dựa vào gốc đại thụ sau lưng phong khinh vân đạm đưa tay sờ thân cây một cái mở miệng nói có gì phải tức giận thứ này nhìn một cái chính là tin đồn thất thiệt là tin tức giả cố ý tung ra che mắt người ta tam trưởng lão và đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái hiển nhiên cũng không ngờ tới minh chủ nhà mình lại bình tĩnh như vậy minh chủ anh minh nói cực phải tam trưởng lão lập tức nịnh nọt đại trưởng lão cũng mặt đầy vui mừng cảm khái không thôi mà nói thật sự là càng ngày minh chủ càng có phong phạm thủ lĩnh một bang phái. Phó Minh Hy thấy vậy, lập tức không dám tin tưởng mở miệng nói, nhưng mà, minh chủ, hình này đều đã được phát hành ra, loan truyền khắp nơi. Nếu như chẳng qua chỉ là một bữa cơm bình thường, tần hội phó mang theo con gái của ông ta làm cái gì? Hơn nữa còn đơn độc chỉ có ba người bọn họ, đây hoàn toàn chính là tiết tấu đi gặp phụ huynh đấy. Minh chủ, cô thật sự không hề để ý chút nào sao? Diệp hoàn hoàn khẽ xì một tiếng, nói với sự lãnh đạm bình tĩnh đúng chuẩn chính thất. Đàn ông ở bên ngoài xã giao sẽ gặp phải những chuyện này là điều khó tránh khỏi, có cái gì phải ngại? Ở trong mắt các người, mình chủ các người như tôi đây chính là cái loại người này, vì một chút chuyện nhỏ liền huyên náo không buông, náo đến trời long đất lở sao? Phó Minh Hy, bắt đầu. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp hoàn hoàn xua xua tay. Được rồi, được rồi, tất cả giải tán đi. Chẳng qua chỉ là một chút xì căng đan mà thôi, tôi cũng không hề thích ghen bậy ghen bạ như thế. Đám người bắt đầu xác nhận nhiều lần, phát hiện thực sự là Diệp Oản Oản không có ý tứ gây chuyện, lúc này mới rốt cục yên lòng. Chỉ có thất tinh, thoáng có chút giật mình, chuyển hướng nhìn về cái gốc cây minh chủ nhà mình mới sờ vào lúc nãy. Chỉ thấy mặt bên gốc cây khô kia, hẳn rõ mấy lỗ sâu hóm do năm ngón tay bấu chặt vào. Thất tinh chương 2274, có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? Minh chủ, cô thật sự không tức giận à? Phó Minh Hy vẫn có chút không cam lòng hỏi. Diệp Oản Oản không nhịn được xua xua tay, đừng làm ồn ồn ào, đi sang một bên chơi. bổn Minh chủ và cái đám nữ nhân ngang ngược không biết lý lẽ, càn quấy, một khóc hai nháo ba treo ngược kia, có thể là cùng một dạng sao? Các người có phải là có hiểu lầm gì đó đối với tôi rồi hay không? Khục, Minh Chủ, cô nói đúng lắm thiên thủy thành tư giả hàn bên này nhìn thấy tin tức đang muốn gọi điện thoại cho diệp oản oản kết quả bên này mới vừa cầm điện thoại di động lên điện thoại liền gieo vang diệp oản oản đã gọi tới trước tóc của lâm khuyết đều muốn dựng hết lên xong xong rồi tư giả hàn gắng bình ổn lại tinh thần ngay sau đó nhấn nút nghe máy oản oản kết quả bên này còn không đợi tư giả hàn nói chuyện đã nghe được âm thanh đặc biệt ôn nhu của Diệp Oản Oản vang lên, bảo bảo, anh đừng lo lắng, cũng không cần giải thích cho em, em sẽ không làm loạn, hiểu lầm hay ghen bậy bạ. Anh an tâm làm chuyện của anh, không cần lo lắng cho em. Tư giả hàn. Vì vậy, lời giải thích của tư giả hàn, cứ như vậy tất cả đều bị nghẹn trở về. Em không tức giận, đêm hôm đó anh. Không tức giận, nhất định là bọn họ lừa bịp anh nha, mục đích hẳn là muốn tạo ra mâu thuẫn giữa hai chúng ta, cuối cùng đạt được mục đích không thể cho người biết. Em mới sẽ không mắc lừa đấy. Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em bồi ông ngoại câu cá đây. Đầu kia điện thoại di động, Diệp Oản Oản nhấc một cước giẫm nát tảng đá, ngay sau đó cười híp mắt cất tiếng. Nàng không tức giận, không có chút tức giận nào. Tư giả hàn. Sau khi cúp điện thoại, đứng hóng ở bên cạnh nghe được toàn bộ nội dung điện thoại, Lâm Khuyết mặt đầy mộng bước cửu ca. Cửu tàu cô ấy có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? Làm sao lại đột nhiên thông tình đạt lý như vậy? Tư giả hàn không nói gì, hiển nhiên cũng không ngờ tới Diệp Oản Oản sẽ yên tĩnh như vậy, thậm chí giống như không có việc gì xảy ra, bồi ông ngoại câu cá. Lúc này, dù thiểu cất bước đi vào, tôi đã sớm nói nhiếp tiểu thư cũng không phải là người không nói phải trái như vậy. Lâm khuyết đầu óc mơ hồ lầm bầm, thật chẳng lẽ là đổi tính rồi sao? Diệp Oản Oản hoàn toàn không hề tức giận, tư giả hàn rũ con ngươi, lại không khỏi cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Ngay sau đó, anh phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía du thiệu, có chuyện. Du thiệu vội vàng báo cáo, mới vừa nhận được tin tức, dịch hội trưởng trở về rồi. Tư giả hàn, chuẩn bị xe. Du thiệu, vâng. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản trở lại biệt thự, giao phó công việc trong liên minh cho đám người thất tinh, thu thập một vài đồ vật, ngay sau đó đi xuống lầu giao phó với bọn họ, tôi muốn đi Thiên Thủy Thành một chuyến, có chuyện gì điện thoại liên lạc. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, cơ hồ thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Bác đầu yếu ớt hỏi, Phong Tỷ, Tỷ muốn đi Thiên Thủy Thành. Diệp Oản Oản nhíu mày, đúng vậy, làm sao? Tôi không thể đi. Một bên, đại trưởng lão và tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó nuốt nước miếng, minh chủ, cô đi thiên thủy thành làm cái gì? Là, là đi tìm tu la chủ đại nhân sao? đại trưởng lão cũng không dám nói chính là quả nhiên vẫn là muốn đi đập phá quán sao diệp oản oản ai nói đi thiên thủy thành thì nhất định là phải đi tìm hắn tôi đây đi du lịch tam trưởng lão nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm thanh đường đao diệp oản oản tùy thân mang theo kia ạc à, cô đi du lịch còn mang theo yên lặng yên lặng là tên của thanh đường đao này thanh đường đao này là đồ của ông ngoại diệp oản oản từng dùng khi đó bị đấu giá ở trong giả tiệc từ thiện bị kỳ tu nhiễm đoạt được sau đó kỳ tu nhiễm phái thu thủy đem cây đao này đưa cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vỗ thân đao một cái, phòng thân một chút mà thôi. Lúc này, Phó Minh Hy lại tinh mắt phát hiện chai rượu trong ba lô Diệp Oản Oản, Minh Chủ, như vậy rượu. Diệp Oản Oản, tôi cũng không uống, tôi tặng cho người ta, không được sao. Phó Minh Hy chương 2275, dẫn đệ đi đi, go go go. Phó Minh Hy nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng rất thức thời ngậm miệng lại. Thế này nhìn kiểu nào, cũng không giống như là đi du lịch, dường như có một loại tư thế như muốn đi bắt gian tại trận, sau đó đem gian phu dâm phụ tháo thành tám khối. Nghĩ đến đây, ánh mắt phó Minh Hy nhất thời lóe lên, vội vàng nói, Minh chủ làm quá đúng, đem cặp gian phu dâm phụ kia dầm nát cho chó ăn. Cậu nói cái gì? Nghe phó Minh Hy nói vậy, chân mày diệp oản oản hơi hơi nhíu lại. Không có gì, Cậu ta nói là phong tỷ đi xa có muốn mang theo một con chó lớn hay không giờ phút này bắt đầu đưa một tay bịt miệng phó minh hy cái thằng này chính mình không muốn sống nhưng bọn họ còn muốn sống có được không tự vạch áo cho người xem lưng mang chó theo làm cái gì diệp oản oản liếc nhìn bắt đầu một cái bắt đầu suy nghĩ hồi lâu quả thực không nghĩ được trả lời ra làm sao ý cười đầy mặt phong tỷ dẫn đệ đi đi go 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 diệp oản oản giống chó Alaska sao thuần chủng độc lập châu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sao tạm dịch hư cấu chó bắt đầu. Ngày đó, Diệp Oản Oản mang theo cả đám không sợ minh, nhanh như một cơn gió, chạy tới Thiên Thủy Thành. Mới vừa đến được Thiên Thủy Thành, Diệp Oản Oản liền không khỏi chật chật lắc đầu. Độc lập 12 châu, châu mạnh nhất, thành phố trọng yếu, quả nhiên rất phi phàm. Chỉ sợ là có thể sánh bằng với đế đô phồn hoa nhất của Hoa Quốc, khắp nơi tràn ngập phong vị đầy xa hoa siêu xe trên đường thoáng lướt nhìn diệp oản oản vậy mà lại không gọi ra nổi tên nơi nơi đều có thậm chí diệp oản oản đã thoáng chốc quên rằng bản thân mình đang ở độc lập châu con bà nó một châu có thiên thủy thành này thật không phải là thứ mà một châu kia của chúng ta có thể so sánh thành trì nào cũng so ra kém người ta cả phong tỷ đệ không muốn quay trở về đệ muốn trở nên mục nát ở trong thành phố tràn đầy hào hoa đô hội này bắt đầu quan sát bốn phía mặt đầy thán phục. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, mục nát cũng không dễ dàng đâu, không bằng biến thành xác thối đi, tôi hiện tại có thể thỏa mãn cậu ngay lập tức. Nhìn thấy thanh đường đao trên người Diệp Oản Oản, bắt đầu yên lặng mấy giây, bỗng nhiên cười một tiếng nói, phong tỉ, cái chỗ chết tiệt này có gì tốt, ở tại cái thành phố này thời gian dài, chỉ sợ ngay cả kỹ năng võ thuật đều sẽ hoang phế. So sánh với vân thành chúng ta, kém cả 10 vạn 8 nghìn dặm. Nói đùa à, Phó Minh Hy lườm bắt đầu một cái, ông nội tôi nói, Thiên Thủy Thành cũng không phải là thứ mà Vân Thành có thể so sánh. Trụ sở chính trọng tài hội nằm ở chỗ này, cái vị đang đảm nhiệm hội trưởng của bọn họ, hình như có tên là Dịch Linh Quân thì phải, là gia chủ Dịch Gia. Dịch Gia các người có biết không, chính là võ đạo thế gia mạnh nhất và cũng là lâu đời nhất của độc lập 12 châu đấy. Dịch Gia, ở độc lập 12 châu nơi này, chính là thế gia mà ai cũng biết là cái gì đấy. Một bên, Tam trưởng lão gật đầu một cái, nhất là gia chủ một đời này của Dịch gia, quả thực rất phi phàm. Vũ lực rất mạnh sao? Diệp Oản Oản nghiêng đầu, nhìn về phía Tam trưởng lão. Đối với Dịch gia, chẳng qua là Diệp Oản Oản từng nghe nói qua, nhưng cũng không biết, tại độc lập 12 châu, danh vọng của Dịch gia, nếu như nói là thứ hai, vậy thì sẽ không ai thứ nhất. Chính là võ đạo thế gia thứ thiệt. Minh chủ, đây không phải là vấn đề về vũ lực hay không vũ lực. Lý luận của họ rất vững vàng, hiểu biết sâu rộng. Cái vị gia chủ dịch ra một đời này là một vị tông sư chân chính, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều sẽ đi ra ngoài diễn thuyết. Tam trưởng lão nói, ý của ông là dịch ra chính là giỏi múa mép khua môi. Diệp oản oản như có điều suy nghĩ. Nghe kết luận này, sắc mặt tam trưởng lão nhất thời biến đổi, lắc đầu liên tục, minh chủ, cũng không phải là tôi có ý đó. Hơn nữa, gia chủ dịch ra đương nhiệm, cũng không chỉ là giỏi mỗi lý luận, thực lực cũng cực kỳ thâm sâu. Lão già Hách Liên Giác kia, tôi nghĩ là mọi người đều không xa lạ gì đi. Chương 2276, kẻ thù chung của toàn dân. Nhắc đến Hách Liên Giác, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm lại. Năm đó, chính mình cũng không biết như thế nào trêu chọc phải Hách Liên Giác, dù có tránh con né kiểu nào, lão cũng nhất định phải thu nhận mình làm đệ tử thân truyền. Bất quá cho tới bây giờ nàng vẫn không chịu đáp ứng mà thôi. Dù sao, nàng cũng đã có ông ngoại rồi, không có khả năng lại sẽ đi nhận người khác làm sư phụ. Hách liên giác, ai mà không biết cơ chứ, chính là một lão quái vật, thích nhất là đập phá quán. Không cần biết thế lực nhà nào chọc giận lão hay không, chỉ cần có kẻ mạnh, lão ta liền đi gây chuyện, phá dối. Làm cho người ta tức giận nhất chính là, sau khi đánh bại người ta xong, còn nhất định phải sỉ nhục người ta là thứ đổ rác rưởi nhưng còn đáng giận hơn, vậy mà lại không có một ai đánh thắng lại lão ta. Dĩ nhiên, chửi lộn lại càng chửi không lại, tại độc lập 12 châu, hách liên giác quả thực là kẻ thù chung của toàn dân. Bắt đầu nói, Diệp Oản Oản, bắt đầu nói ra điểm này, Diệp Oản Oản vô cùng đồng ý. Tưởng tượng năm đó, chính mình không hề trêu chọc hách liên giác, lại bị hách liên giác đánh cho nằm bẹp ra đất, chửi nàng là một thứ đổ rác rưởi Khi đó, Diệp Oản Oản hận không thể lột ra hách liên giác, nhưng mà rất tiếc, chính mình lại không phải là đối thủ của lão ta, cách biệt quá mức to lớn. Về sau nữa, hách liên giác nói tiềm lực của nàng không tệ, bám lấy nàng muốn nhận nàng làm đồ đệ. Mấy năm trước, dịch linh quân còn chưa trở thành hội trưởng trọng tài hội khóa này. Trọng tài hội tìm tới dịch linh quân, hy vọng dịch linh quân có thể chừng trị hách liên giác, sau đó, nghe nói hai người đánh ba ngày ba đêm, nhưng vẫn bất phân thắng bại có thể đánh ngang tay với hách liên giác, thực lực của vị gia chủ dịch gia này có thể thấy được phần nào. Tam trưởng lão bổ sung thêm. Đối với thực lực của hách liên giác, Diệp Oản Oản hiểu rất rõ. Cho dù năm đó lúc nàng và cầu tạp trùng đánh nhau, cũng không bị đánh thảm như vậy. Hơn nữa, toàn bộ độc lập 12 châu, căn bản không một ai thấy được tướng mạo của hách liên giác. Mỗi lần lão ta hiện thân đều đeo mặt nạ, đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của độc lập châu hách liên giác rốt cuộc có hình dạng thế nào bắt đầu nói diệp oản oản vô cùng tán đồng gật đầu một cái đừng nói bọn họ thậm chí ngay cả nàng cũng đều chưa từng thấy qua bộ dáng chân thật của hách liên giác mỗi lần gặp mặt hách liên giác đều mang theo chiếc mặt nạ dọa người kia chỉ bất quá tuy nói hách liên giác là lão ma đầu nhưng diệp oản oản lại vẫn hết sức tán thưởng mặc dù hai người không có danh phận thầy trò nhưng hách liên giác lại dạy cho nàng cũng không hề ít các người nói xem, dịch thủy Hàn và dịch gia có quan hệ hay không? Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Nghe tiếng, đại trưởng lão khẽ mỉm cười, không có bất cứ quan hệ nào, họ dịch của dịch thủy Hàn chỉ là một chi nhánh dòng chính của châu chúng ta. Mà họ dịch của dịch linh quân chính là đại thế gia chân chính, hoàn toàn không thể nào là một được. Tam trưởng lão, đại trưởng lão. Diệp Oản Oản nghiêm mặt. Lúc này, hai vị trưởng lão đi lên trước. Hai người các người trước tiên đi thăm dò cặn kẽ tình hình ân gia cho tôi. Diệp Oản Oản nói, ân gia, tam trưởng lão sửng sốt một chút, minh chủ, ân gia nào vậy? Ân duyệt sung, Diệp Oản Oản đáp. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, sắc mặt đại trưởng lão và tam trưởng lão đồng thời trắng bệch. Minh chủ, loại chuyện này, thuộc hạ cho rằng, một người làm là đủ rồi. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, tam trưởng lão chính là người tài cao gan lớn, linh hoạt đa dạng. Cho nên, thuộc hạ cho là, một mình tam trưởng lão đi là đủ rồi. Còn không đợi Diệp Oản Oản lên tiếng, tam trưởng lão vội vàng nói, "Không không không, minh chủ, trong chúng tôi có thể thấy thực lực của đại trưởng lão mạnh nhất. Ông ta lại là đại trưởng lão, thuộc hạ cảm thấy trách nhiệm này rất nặng nề, trừ đại trưởng lão ra, không còn có thể là ai khác." Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, không phải chỉ là đi thăm dò tình hình của Ân gia rốt cuộc là như thế nào thôi sao? Hai người kia ông đẩy tôi tôi đẩy ông, tại sao vậy hả? chương 2277, bị người theo dõi. Tam trưởng lão, ông cần phải tự tin vào bản thân mình. Chuyện này, ông có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Đại trưởng lão cổ vũ tam trưởng lão. Ha ha, đại trưởng lão, giết gà sao lại cần dùng đao mổ trâu? Không đúng, không có kim cương đừng lấy đồ sứ thế mạng. Tôi cũng không có kim cương, ông có, chuyện này cần ông đi làm tam trưởng lão lạnh giọng cười đều nói đùa kiểu gì vậy hả ai mà lại không biết ân duyệt dung là đại tông sư dùng độc trong nhà khắp nơi đều là độc hắn cũng không muốn chết không rõ ràng người nào thích người đó đi hắn không đi tôi thấy hai lão già các ông diệp oản oản mặt không cảm xúc đều đổi tên thành thân công báo đi cho rồi minh chủ có ý gì tam trưởng lão không hiểu có ý gì diệp oản oản bĩu môi còn phải hỏi sao chết đạo hữu không chết bần đạo chứ gì. Tam trưởng lão vẫn còn có chút không hiểu lắm, thần sắc nghi ngờ. Ha ha ha, chưa từng xem phong thần diễn nghĩa sao. Chính là cái gã thân công báo đó, mỗi lần đều để cho người khác đi chịu chết thay. Bắt đầu cười lớn. Tam trưởng lão, đại trưởng lão, hai vị thân đạo trưởng, tôi thấy là hai vị vẫn nên đi cùng nhau thì hơn, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Không cần các người lẻn vào ân ra, chỉ cần dò la tình hình ân ra gia giai đoạn hiện tại là được rồi. Diệp Oản Oản nói, bất đắc dĩ, đại trưởng lão và tam trưởng lão chỉ có thể nhận lệnh. Bác đầu lặng lẽ quay sang nói với phó Minh Hy, con bà nó, cái vị tên ân duyệt dung đó, không phải là mẹ chồng tương lai của phong tỷ sao. Phong tỷ còn nói chính mình không quan tâm, vậy mà cũng đều đã mở rộng tình báo tới nhà của mẹ chồng mình rồi. Tôi thấy với tính cách của ân duyệt dung, đoán chừng không dễ sống chung hích cái quan hệ mẹ chồng nàng dâu này hẳn là sau này sẽ thập phần khắc nghiệt phó minh hy nhỏ giọng nói nói cái gì vậy diệp oản oản hỏi không có bọn đệ chỉ đang thảo luận xem buổi tối ăn gì bác đầu cười đầy gượng gạo đợi sau khi đại trưởng lão và tam trưởng lão rời đi diệp oản oản vừa định mang mọi người cũng đi khỏi bỗng dưng chân mày lại khẽ nhíu một cái không chỉ riêng diệp oản oản ngay cả bác đầu ở ngay bên cạnh nàng thần sắc cũng khẽ biến Phong tỷ, có người đi theo chúng ta. Thất tinh nói. Là người hay quỷ, đi ra xem xem. Diệp oản oản sắc mặt lãnh đạm thở ơ, lạnh giọng quát. Đúng lúc này, một nam một nữ từ trong góc tối đi ra, trên mặt hai cười lộ ra nụ cười đầy bí hiểm, nhìn chằm chằm Diệp oản oản, nhiếp tiểu thư, đi tới thiên thủy thành, không tận tình chủ nhà, vô cùng xấu hổ. Các người là ai? Diệp oản oản nhìn hai người nam nữ trẻ tuổi nọ. Nhiếp tiểu thư, chúng tôi là ai không quan trọng, chẳng qua là có người muốn gặp nhiếp tiểu thư một lần gã thanh niên trẻ tuổi cười nói chân mày diệp oản oản nhân lại chính mình hôm nay mới vừa đến thiên thủy thành ngay lập tức đã bị người khác phát giác theo dõi kẻ muốn gặp mình nhất định quyền thế ngút trời sẽ không phải là mẹ của a cửu ân duyệt dung đấy chứ các người là người ân gia diệp oản oản nhìn hai người thử hỏi dò diệp oản oản vừa dứt tiếng sắc mặt đám người bắt đầu và phó Minh Hy nhất thời biến đổi, theo bản năng thối lui về phía sau. Nếu như con miệng nó đám người này thật sự là ân gia, vậy thì chính là thuốc độc di động đấy. Trên người đều có chứa kịch độc. Hai người nam nữ trẻ tuổi hai mắt nhìn nhau một cái, chợt hướng về Diệp Oản Oản lắc đầu. Gã thanh niên nói, nhiếp tiểu thư hiểu lầm rồi, chúng tôi và ân gia không có bất cứ quan hệ nào. Chúng tôi trực thuộc trọng tài hội, là dịch hội trưởng có lời mời. Dịch Linh Quân, vẻ mặt Diệp Oản Oản đầy hoài nghi, chính mình cũng không quen biết Dịch Linh Quân, ông ta tự nhiên tìm mình làm cái gì? Các người nói các người thuộc trọng tài hội, có chứng cớ không? Diệp Oản Oản hỏi. Nghe vậy, gã thanh niên trẻ tuổi liền lấy chứng chỉ hành nghề từ trong người ra. Chương 2278, hội trưởng mời. Đúng là trọng tài hội, thất tinh hướng về Diệp Oản Oản thấp giọng nói. Thậm chí, loại chứng chỉ hành nghề này không cần thiết phải đi phân phân biệt thật giả. Bởi vì tại độc lập 12 châu, căn bản không có khả năng có người nào dám đi giả mạo người của trọng tài hội. Chưa kể, nơi này là đại bản doanh của tổ chức này, Thiên Thủy Thành. Nếu dịch hội trưởng muốn gặp tôi, tôi đây dĩ nhiên là không thể cự tuyệt. Bất quá, tôi cùng với dịch hội trưởng không quen biết. Xin hỏi, dịch hội trưởng muốn gặp tôi là bởi vì cái gì? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Nhiếp tiểu thư, Chuyện này chúng tôi cũng không rõ lắm. Hội trưởng muốn gặp cô, dĩ nhiên là có mục đích của ngài ấy. Nếu như Nhiếp tiểu thư muốn hỏi, cũng chỉ có thể đi hỏi hội trưởng, chúng tôi không thể trả lời." Thanh niên trẻ tuổi nói. Diệp Oản Oản không khỏi âm thầm cười lạnh, cái gã dịch linh quân kia, thật là quá tự đại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là hội trưởng trọng tài hội đấy, độc lập 12 châu, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Không phục, thật con miệng nó không được. Đừng nói một vị không sợ minh chủ nho nhỏ như nàng, hội trưởng trọng tài hội muốn gặp bất luận kẻ nào, chỉ sợ tất cả đều chỉ cần một câu nói. Được rồi. Cuối cùng, Diệp Oản oản chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng là hội trưởng trọng tài hội, coi như muốn cự tuyệt cũng không thể nào làm được. Vừa vặn, chính mình muốn đi tố cáo dòng chính một chút. Các vị, xin dừng bước. Thiếu nữ trẻ tuổi ngăn đám người bắt đầu và thất tinh lại mặt không đổi sắc nói, xin lỗi, dịch hội trưởng chẳng qua chỉ muốn gặp một mình nhiếp tiểu thư, cũng không mời các vị. Cho nên, các vị không thể đi cùng được. Đệ nuốt không trôi cục tức này. Nghe tiếng, bắt đầu nét mặt đầy giận dữ, sắn tay áo lên hướng về thiếu nữ, xem thường ai đó. Hội trưởng trọng tài hội các người thì thế nào? Châu bò phải không? Xuất sắc thật sao? Nhưng mà, thời điểm khi nhìn thấy sắc mặt thiếu nữ kia dần dần trở nên không vui, bắt đầu bỗng nhiên cười một tiếng, hội trưởng trọng tài hội thật không tệ đúng là châu bò đúng là rất xuất sắc xin thay tôi vấn an dịch hội trưởng tôi yêu ngài ấy tôi rất quý mến ngài ấy ngài ấy là thần tượng của tôi diệp oản oản chính mình rốt cuộc đã làm nên nghiệt gì làm sao lại quyết định mang bắt đầu theo vậy hả chỉ chốc lát sau diệp oản oản ngồi lên xe đi hướng vào sâu trong nội thành thiên thủy thành đi được nửa đường diệp oản oản hỏi cái phương hướng này hẳn không phải là trụ sở chính của trọng tài hội đi. Nghe tiếng, thanh niên kia khẽ mỉm cười, nhiếp tiểu thư không cần khẩn trương, quả thực là chúng ta không phải đi trọng tài hội. Hiện tại, dịch hội trưởng đang dạy học, chúng ta đang đi tới nơi ngài ấy giảng bài. Mặc dù Diệp Oản Oản không tiếp tục nói thêm gì, nhưng đã sẵn sàng tâm thái phòng bị. Chỉ cần hai người kia có bất kỳ cái gì không đúng, nàng sẽ lập tức làm ra hành động. Nhưng mà, sự thật chứng minh, đúng là nàng đã suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, xe dừng lại tại một nơi nhìn giống giảng đường. Diệp hoàn hoàn theo hai người đi vào đại sảnh. Chỉ thấy, một người đàn ông tướng Mạo Anh Tuấn, mái tóc dài màu đen bồng bình, sắc mặt trang nghiêm, đang đứng ở trên bục diễn thuyết. Ồ, sau khi nhìn thấy người nọ, sắc mặt Diệp hoàn hoàn nhất thời biến đổi, mặt đầy nghi ngờ. Người đàn ông này, không phải là người đàn ông tóc bạch kim, ban đầu nàng đã gặp phải khi còn ở Hoa Quốc sao ban đầu diệp oản oản đã từng suy đoán người đàn ông tóc bạch kim kia hẳn chính là hách liên giác bởi vì nàng chưa từng thấy tướng mạo của ông ta mỗi lần gặp mặt hách liên giác đều sẽ đeo mặt nạ nhưng lúc ở hoa quốc người đàn ông tóc bạch kim xuất hiện hai người có quen biết mà dòng trạng thái trên mạng xã hội của người này viết hết sức rõ ràng nói nhiếp vô yêu là đồ nhi của ông ta cho nên diệp oản oản suy đoán người đàn ông tóc bạch kim kia chính là hách liên giác chỉ bất quá quan sát tỉ mỉ, người đàn ông trong giảng đường này, mặc dù có tướng mạo giống nhau như đúc với người đàn ông tóc bạch kim tại Hoa Quốc, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Loại khí chất này là từ trong xương tản ra, tuyệt đối không thể nào giả mạo được. Mà Hách Liên Giác, hoàn toàn là một lão ma đầu, không thể so sánh cùng. Chương 2279, không ai có bản lĩnh đấm lão ta. Diệp Oản Oản mặt đầy khiếp sợ, tự nhủ, rốt cuộc có phải là một người hay không? Hay là nói, hách liên giác và vị dịch hội trưởng này là anh em sinh đôi? Nếu không, cũng không có khả năng có dáng dấp giống nhau đến vậy. Diệp Oản Oản còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, một bên, gã thanh niên trẻ tuổi mở miệng nói, nhiếp tiểu thư, hội trưởng còn chưa kết thúc giảng bài, xin cô chờ trong chốc lát. Được, vì vậy, Diệp Oản Oản tìm một vị trí ở phía sau ngồi xuống, nghe dịch hội trưởng diễn thuyết dù sao cũng là cơ hội hiếm có. Dịch Linh Quân có danh vọng cực cao, độc lập châu không ai không biết, đương nhiên Diệp Oản Oản cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy bộ dáng người đàn ông trên bục giảng ước chừng hơn 40 tuổi, mái tóc dài màu đen tùy ý cột ở sau ót, trên người mặc trường bào trắng khảm viên bạc, phong cách đầy tiên phong đạo cốt. Không hổ là nhất đại tông sư của độc lập 12 châu, quả nhiên là có phong phạm đại gia. Con đường võ đạo, mặc dù thành tựu có cao có thấp, nhưng thứ duy nhất không thay đổi chính là một chữ, đức. Cái gọi là thượng võ, lấy võ đức làm trọng, coi như là thành tựu võ đạo có cao hơn nữa, nhưng nếu đức hạnh có khiếm khuyết, cũng không tính là thượng thừa. Người tập võ cũng phải luôn rèn luyện tâm tính, chuyện kiêng kỵ nhất chính là tranh cường háo thắng. Trên bục, bài giảng của Dịch Linh Quân nhận được sự tôn sùng của tất cả, ngay cả Diệp Oản Oản đều cảm thấy linh hồn của mình như được thăng hoa, bất chợt cảm thấy xấu hổ vì sự tranh cường háo thắng đến quá đáng của chính mình. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản cũng càng thêm xác định được một chuyện. Người đàn ông trên bục giảng này tuyệt đối không thể nào là Hách Liên Giác được. Cái lão già quái vật, độc lập châu người người chán ghét đó. Mặc dù thành tựu võ đạo của Hách Liên Giác cực cao, nhưng về phần đức hạnh và tính tình thật sự là quá kém. Ở trong trí nhớ Diệp Oản Oản, cái lão già kia quả thật là tồi tệ đến mức làm cho người người đều muốn đem lão ta đè xuống đất đấm cho mấy cái. Chỉ tiếc không một ai có bản lĩnh đấm lão ta sau khi buổi diễn thuyết kết thúc diệp oản oản đi theo hai vị nam nữ trẻ tuổi đi tới hậu trường chỉ chốc lát sau dịch linh quân chậm rãi đi vào bên trong hội trưởng nhìn thấy dịch linh quân hai người trẻ tuổi kia lập tức tiến lên vị này chính là nhiếp vô ưu tiểu thư của vân thành ánh mắt dịch linh quân rơi vào trên người diệp oản oản mặc dù quanh thân người đàn ông này có khí chất uy nghiêm của bề trên nhưng lại cũng không vinh váo hung hăng, sẽ không khiến người ta cảm thấy quá áp lực. Vâng, chúng tôi đã mời nhiếp tiểu thư qua đây, thanh niên trẻ tuổi gật đầu. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía dịch linh quân, ung dung thản nhiên quan sát ông ta, ngay sau đó đứng dậy xin chào dịch hội trưởng. Có chuyện này, có thể mạo muội hỏi ngài một câu hỏi hay không? Dịch linh quân gật đầu, đương nhiên, nhiếp tiểu thư muốn hỏi cái gì? Diệp Oản Oản thật sự là quá hiếu kỳ rồi, vì vậy không nhịn được hỏi ra lời, không biết ngài có anh em sinh đôi gì hay không. Dịch Linh Quân nghe được câu hỏi này, sắc mặt không thay đổi chút nào, Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, cũng không có, Nhiếp tiểu thư vì cớ gì lại hỏi vậy? Diệp Oản Oản lắc đầu, đè nghi vấn trong lòng xuống, không có gì, không biết Dịch hội trưởng để cho người mời tôi tới đây, là có chuyện gì. Tôi nghe nói, cô tại Vân Thành gây nên sóng gió không nhỏ còn tuyên bố muốn sửa đổi quy tắc và chế độ của độc lập châu, phải không? Dịch Linh Quân nhìn Diệp Oản Oản chăm chăm, hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Cuối cùng, Diệp Oản Oản gật đầu đáp, không sai, chẳng lẽ dịch hội trưởng không cho rằng quy tắc chế độ độc lập châu đã quá mức mục nát. Một vài quy tắc và chế độ nơi này là từ thời cổ lưu truyền đến nay, há các người nói muốn sửa đổi liền sửa đổi. Dịch Linh Quân lãnh đạm thờ ơ nói. Tôi không cho là như vậy, chỉ riêng một điều này mà nói, độc lập châu không được kết hôn cùng người ngoài, dựa vào cái gì. Hôn nhân đại sự, tự mình làm chủ, chẳng lẽ có gì sai sao? Diệp oản oản cao mày chất vấn. Đây là quy củ lão tổ tông lưu lại, chúng ta cũng cần phải tuân theo, không có khả năng bởi vì một người mà thay đổi. Dịch Linh Quân nói, bất chấp nó cũng không hợp lý sao? Trường 2280 là một người quen cũng như thế nào? Thế giới bây giờ đã hội nhập đến loại trình độ này, độc lập châu lại dậm chân tại chỗ như thế, bế quan tỏa cảng, thậm chí diệt tuyệt nhân tính. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ đi về con đường diệt phong. Tồn tại tức là hợp lý, huống chi độc lập châu có tính chất đặc thù của nó, quy củ xưa của tổ tông đã áp dụng lâu như vậy, tự nhiên có đạo lý của nó. Không hổ là nhất đại tông sư, khả năng tranh luận này cũng không phải người bình thường có thể địch nổi. Huống chi, Diệp Oản Oản cũng không cho là mình tùy tiện nói mấy câu liền có thể thuyết phục hội trưởng trọng tài hội. Vì vậy Diệp Oản Oản cũng sẽ không nói nhảm, cho nên, dịch hội trưởng hôm nay phái người dẫn tôi tới đây, chỉ là vì nói với tôi những đạo lý này. Tất nhiên không phải vậy, đi theo tôi." Dịch Linh Quân nói xong, liền đi thẳng về phía trước. Diệp Oản Oản đầu óc mơ hồ, cũng không biết mục đích của Dịch Linh Quân rốt cuộc là cái gì. Bất quá, người ta đường đường là một vị hội trưởng trọng tài hội, Người nắm quyền cao chức trọng nhất độc lập 12 châu, nếu như là muốn gây bất lợi cho nàng mà nói, lúc không có ai tùy tiện động một ngón tay đã đủ rồi, cũng không cần tốn công tốn sức như vậy. Cho nên, Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo. Sau đó, Diệp Oản Oản được Dịch Linh Quân đón xe trở đến một căn nhà riêng. Vào đi. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản theo Dịch Linh Quân tiến vào nhà. Sau khi vào bên trong, dịch linh quân liền lập tức để cho hai người nam nữ trẻ tuổi kia rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có mình Diệp Oản Oản và dịch linh quân hai người. Dịch hội trưởng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Diệp Oản Oản nói ngay vào điểm chính, quả thực là nàng không nghĩ ra người có địa vị và thân phận như đối phương có việc gì cần phải gặp riêng nàng để thương lượng. Dịch linh quân không nhanh không chậm rót cho Diệp Oản Oản một chén trà, ngay sau đó ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nhiếp tiểu thư, mới vừa rồi cô hỏi tôi có anh em sinh đôi, chuyện này là vì sao? Diệp Oản Oản cũng không dám giấu giếm, nói thẳng, bởi vì dịch hội trưởng ông có vóc dáng rất giống với một người quen cũ của tôi. Không, là cực kỳ tương tự, cơ hồ là giống nhau như đúc, trừ màu tóc ra. Cho nên tôi mới mạo muội hỏi ngài một câu. Ồ, thật sao, là một người quen cũng như thế nào? Dịch Linh Quân hỏi giống như lơ đáng. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, phải hình dung như thế nào đây? lão ta là một người, nói chung là rất cần ăn đòn. Nếu không phải là võ công lão ta quá cao không đánh lại, tôi phỏng chừng các cao thủ đại môn phái ở Độc Lập Châu đều muốn đánh lão ta một trận. Tóm lại là hoàn toàn ngược lại với vị tông sư đức hạnh người người như dịch hội trưởng ngày đây. Dịch Linh Quân nhìn về phía nàng, lại hỏi, là người rất quan trọng với nhiếp tiểu thư cô sao? Cũng không biết có phải là ảo giác của Diệp Oản Oản hay không, Thời điểm Dịch Linh Quân hỏi ra câu hỏi này dường như rất nghiêm túc, rất quan tâm câu trả lời. Bất quá Diệp Oản oản cũng không chú ý nhiều, thuận miệng trả lời một câu, nói gì tới có quan trọng hay không, không quen. Ban đầu là lão quái nhân Hách Liên Giác kia nhất định quấn lấy nàng, đòi thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền, dùng hết đủ mọi loại phương pháp, quả thật là nàng đã từng bị chỉnh đến bó tay toàn tập. Sau đó, tựa hồ là Hách Liên Giác có chuyện gì, cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần tất cả đều là dẫn nàng đi xem lão ta đánh nhau còn muốn nghe nàng phê bình không quen dịch linh quân nghe câu trả lời của diệp oản oản biểu cảm trên mặt đột nhiên cứng đờ tiếp đó ngón tay bưng ly trà khẽ run lên àch dịch hội trưởng ngài sao vậy diệp oản oản nhìn thấy phản ứng của dịch linh quân có chút kinh ngạc nàng nói sai cái gì sao vào giờ phút này dịch linh quân chân chân nhìn chòng chọc nàng Ánh mắt tố cáo lại u oán kia, cứ như thể là nàng đã làm chuyện gì đó vô cùng thương thiên hại lý. Có, có chuyện gì vậy hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 2280.